Chương 141 lúc Vân Hương Mộng và Triệu Phong đang tháp giọng trao đổi, thì thanh niên mũi ưng từ chấp đã chậm rãi bước đến, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Phàm. "Mấy người các ngươi, cút ngay cho ta." Lông mày từ chấp khẽ nhướng lên, lạnh lùng quét nhìn ba người Triệu Phong, trên mặt đầy ý cảnh cáo. Mục tiêu của hắn là Lâm Phàm, nếu như những tiểu tử khác không thức thời thì hắn cũng không ngại thu thập luôn một thể. Sau lưng, Từ Chấp có hai tên đệ tử nội môn tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đi theo, trên mặt bọn chúng đầy vẻ đăm chiêu, ba người này đều là tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, tu vi tương đương với quảng quân hầu, Triệu sư đệ, Tiêu sư đệ, Vân sư muội. Chuyện của Lâm Mỗ, Lâm Mỗ sẽ tự mình giải quyết. Lâm Phàm một mình đứng ra ngoài, không muốn liên lụy đến ba người Triệu Phong. Tiêu vẫn thở phào một hơi, vội vàng kéo giãn khoảng cách, hắn sợ rằng sẽ bị Lâm Phàm làm liên lụy. Ba người từ chấp đều là tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh tiến vào nội môn đã lâu, tuyệt đối không phải là người mà mình có thể trêu chọc. Triệu Phong cũng bị Vân Hương Mộng kéo sang một bên. Trong nội môn, cho phép luận bàn ở mức độ bình thường, nhưng nơi này là quảng trường hội nghị, trước mặt mọi người, bọn hắn cũng sẽ không ra tay quá nặng đâu. Vân Hương Mộng thấp giọng giải thích. Hiển nhiên, Tiêu Vẫn và Vân Hương Mộng đều không muốn nhúng tay vào ân oán giữa Lâm Phàm và Từ Chấp, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc dù bọn họ có quan hệ quen biết với Lâm Phàm, thế nhưng giao tình cũng không sâu hiển nhiên không muốn vì hắn mà đắc tội với những đệ tử nội môn cũ kia rồi ha ha lâm phàm không ai đám giúp ngươi đâu ba người từ chấp cất tiếng cười to cực kỳ càn rỡ bọn hắn rất hưởng thụ tư thái thần phục của đám đệ tử mới vào nội môn cũng rất hài lòng với sự sợ hãi và thức thời của ba người triệu phong trong lòng lâm phàm phát lạnh mặc dù hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý thế nhưng vẫn cảm giác cô lập chưa từng có trên quảng trường rất nhanh tán ra một khối đất trống một vài đệ tử nội môn ở gần đó đều hứng thú quan sát giờ phút này cũng có một ít đệ tử đi tới quảng trường nhưng không có ai nhúng tay vào lâm phàm hôm nay hãy để ta lĩnh giáo một chút thực lực đệ nhất ngoại môn của ngươi đi trên người từ chấp dâng lên một luồng áp bách tinh thần cường đại khí thức chân lực của nhị trọng thiên thoát phàm cảnh bộc phát khí thế kinh người tiếng gió xung quanh đột nhiên rít gào ủng hộ kênh qua linh Halezi com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé bảy trọng thiên của thoát phàm cảnh mỗi một trọng thiên đều là một bước nhảy vọt cường độ chân lực của nhị trọng thiên thoát phàm cảnh còn cao hơn nhất trọng thiên thoát phàm cảnh một bậc dưới tình huống chính diện rằng co hô hấp của lâm phàm cũng có chút khó khăn tâm thần phải thừa nhận áp bách vô hình thế nhưng hắn dù sao cũng là đệ nhất nhân của ngoại môn trước kia thực lực mạnh hơn hẳn nhất trọng thiên thoát phàm cảnh cung cấp hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết kinh vũ đao cánh tay lâm phàm lướt qua một đạo ánh đao tuyết trắng hiện lên giống như bông tuyết giữa ngày đông đồng thời cũng giống như lông vũ trắng tinh khiết lấp lánh tung bay ánh đao kia kỳ quái như tia chớp cầu vồng lại như lông vũ trắng tuyết nộ hà tam kiếm thức bảo kiếm của từ chấp rút ra khỏi vỏ hóa thành một vòng ánh sáng phun ra nuốt vào chắn trước người mình khí thế to lớn tràn ngập biến hóa linh động đinh 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 ánh đao và kiếm khí đan vào cùng nhau và chạm kịch liệt sóng khí của vòng ánh sáng bảo vệ lần lượt vỡ tan tạo thành từng đạo sóng xung kích giao phong cấp bậc thoát phàm cảnh uy năng và thanh thế vượt xa cố thể cảnh dư âm giao phong của hai người có thể diệt sát cường giả cửu trọng võ đạo lâm phàm này thật sự có tài đào pháp phàm phẩm trung cấp đã đạt tới hỏa hầu không tầm thường tu vi nhất trọng thiên thoát phàm cảnh có thể chống đỡ được nhị trọng thiên thoát phàm cảnh không hồ là đệ nhất ngoại môn người đang quan chiến không khỏi có chút giật mình thực lực mà lâm phàm biểu hiện ra đã vượt qua tưởng tượng của mọi người Giao phong hơn 10 chiêu với Từ chấp, tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh mà vẫn không rơi xuống hạ phong. Không hổ là đệ nhất ngoại môn trước kia. Lúc trước Triệu Phong đã từng nghe nói Lâm Phàm có thể dùng tu vi nửa bước thoát phàm cảnh mà chiến thắng cường giả thoát phàm cảnh, bây giờ xem ra quá thật không phải lời đồn. 10 chiêu, 20 chiêu, sắc mặt Từ chấp trở nên ngưng trọng, hít sâu một hơi, trong cơ thể tràn ra một luồng chân lực càng mạnh hơn, bảo kiếm trong tay rung động, kiếm quang như sông, càng phát ra mãnh liệt mọi người chỉ cảm thấy bảo kiếm trong tay từ chấp tản mát ra uy năng đáng sợ hào quang kiếm khí càng tăng thêm vài phần uy lực phiêu hốt và chính xác bên ngoài bảo kiếm di động một vài hoa văn phong cách cổ xưa tinh quang rực rỡ đinh 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 trên thành đào tuyết trắng của lâm phàm liền bắn ra một trận tia lửa xuất hiện một lỗ thủng lớn không ngờ đây lại là bảo kiếm thần binh phàm cấp đúng vậy thần binh tấn nguyệt kiếm phàm cấp nó là một trong những thần binh mà luyện khí sư lý tấn nguyệt của bổn môn chế tạo tổng cộng chỉ có 36 thanh. Phàm cấp thần binh xuất hiện, khiến cho trận luận bàn xuất hiện thay đổi ngoài dự liệu. Một khi từ chấp phát động lực lượng của Tấn Nguyệt kiếm, uy lực của kiếm pháp sẽ tăng thêm vài lần. Chỉ trong vài hiệp, bảo đao trong tay Lâm Phàm đã xuất hiện vài lỗ thủng, trên người cũng lưu lại vài đạo vết máu. Thế gian này có rất nhiều thần binh kỳ vật, chia làm phàm cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp. Mỗi cấp lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, phân loại khá giống công pháp, trên đại lúc này, thần binh bảo khí trên linh cấp gần như đã thất truyền. Trong đầu Triệu Phong liền hiện ra những nội dung liên quan. Hắn đã xem qua không ít thư tịch trong tông môn, những kiến thức đó đều khắc sâu trong đầu. Mỗi một kiện thần binh kỳ vật đều ẩn chứa uy lực siêu phàm thoát tục, thần binh linh cấp trong truyền thuyết thậm chí còn có uy lực hủy thiên diệt địa. Nghe nói, Hiểu Nguyệt Tông có một kiện thần binh linh cấp, thế nhưng lại sử dụng nó làm trấn sơn chi bảo. Cho dù là thần binh phàm cấp thấp kém nhất cũng có lực lượng hết sức thần kỳ, Triệu Phong rõ ràng phát hiện thực lực của Từ Chấp đã tăng thêm 4 năm thành, ít nhất 3 thành trong đó là đến từ Tấn Nguyệt kiếm, mặt khác, 2 thành còn lại là đến từ chân lực từ trong cơ thể hắn bộc phát. Chỉ trong chốc lát, Lâm Phàm liên tục chật vật bại lui, trên người lưu lại một đạo vết thương chảy máu đầm đìa. Chật chật, thực lực hạng nhất của ngoại môn cũng chẳng có gì. Từ Chấp cầm thần binh trong tay nắm chắc thắng lợi, cố ý không lập tức chiến thắng, vẫn tiếp tục trêu đùa tra tấn Lâm Phàm. Hơn nữa, hắn ra tay rất có chừng mực. Cho tới bây giờ, Lâm Phàm cũng chỉ bị chật vật và tổn thương đa thịt bên ngoài mà thôi. Thắng bại đã phân, dừng tay đi. Triệu Phong đứng ở bên cạnh rốt cuộc cũng chen vào. Chiến đấu đến lúc này, Lâm Phàm cũng đã nhận thua, nhưng từ chấp lại cười lạnh nói, trừ phi hắn quỳ xuống đất tạ tội trước mặt đệ đệ của ta, bằng không sẽ không chỉ là hôm nay, mà còn có lần sau. Vù! Triệu Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, từ trong đám người lướt tới, đánh về phía sau lưng từ chấp. Tiểu tử đừng tay. Hai tên đồng bọn nhị trọng thiên thoát phàm cảnh của Từ Chấp kinh hô một tiếng, hoàn toàn không kịp phản ứng. Tốc độ của Triệu Phong quá nhanh, giống như là ảo ảnh, khó phân thực hư. Phong lôi trưởng Vũ Hoàng, thiếu niên độc nhãn tóc xanh xuất hiện sau lưng Từ Chấp, phát động một trưởng như sẩm xét, nộ phong cuồn cuộn, kèm theo đó là tiếng nổ rền vang từ chấp, chỉ cảm thấy lỗ tai mình như bị sét đánh, khí huyết sôi trào, miễn cưỡng quay người nghênh tiếp một trưởng kia. Phành. Tiếng sấm nổ vang một trưởng bá đạo bễ nghệ phảng phất như lôi điện vạch phá phong vân uy năng và sức gió đáng sợ liền khiến tâm thần của những người xung quanh chấn động một trường thật đáng sợ gần đó chỉ có vài người là thấy rõ một trường này phành thân hình từ chấp bay ra ngoài quần áo vỡ tan có vài chỗ cháy đen ngươi ngươi dám đánh lén ta sắc mặt từ chấp tái nhợt thanh âm run rẩy là ngươi đánh lén triệu phong vòng hai tay trước ngực vẻ mặt lạnh lùng cường thế từ chấp vừa muốn vận chân lực thì lập tức thổ huyết tại chỗ một trưởng vừa rồi của Triệu Phong đã khiến hắn trọng thương bây giờ trực tiếp tức, đến thổ huyết. Một trưởng đó thật đáng sợ, không biết là công pháp gì. Những đệ tử nội môn đang đứng gần đó quan chiến, lúc này mới phản ứng kịp, trên mặt đầy vẻ hồi hộp. Mặc dù Triệu Phong đánh lén, thế nhưng ai cũng thấy được đó là một trưởng có uy lực cực kỳ đáng sợ. Phong lôi trưởng. Nhất định là phong lôi trưởng. Tên này điên rồi, không ngờ dám tu luyện loại công pháp cấm kỵ này. Rất nhanh liền có một tên đệ tử tam trọng thiên thoát phàm cảnh, kinh hô một tiếng phong lôi trưởng, một vài đệ tử nội môn trên quảng trường đều đồng loạt biến sắc, ào ào nghị luận. Trước kia, người tu luyện phong lôi trưởng, không có ai là người bình thường, cho dù không phải là cực đoan thì cũng là kẻ điên. Mấy năm trước, có một tên điên tu luyện phong lôi trưởng, sau đó đồng quy vu tận với một tên có tu vi cao hơn mình hai trọng thiên. Thoáng chốc, ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía Triệu Phong, liền lộ vẻ kiêng kỵ và cảnh giác, giống như trước mặt là một quả bom hẹn giờ vậy. Theo như lời bọn hắn nói, người tu luyện phong lôi trưởng cho dù không phải điên thì cũng là cực đoan loại người này không thể trêu chọc có một câu như thế này mềm sợ cứng cứng sợ ngang ngang sợ liều mạng mà người tu luyện phong lôi trưởng không ai không phải là kẻ điên cực đoan so với đám liêu mạng còn khó chơi hơn bởi vì phong lôi trưởng là một môn công pháp hung hiểm cho dù may mắn tu luyện tới cảnh giới cao nhất thì phần lớn cũng bị xét đánh chết mọi người lại dò xét triệu phong thấy bộ dạng độc nhãn tóc xanh thì không khỏi dùng mình một cái càng thêm xác định kẻ này là một tên cực đoan hoặc phần tử khủng bố. Tiểu tử này, không ngớ dám tập kích ta. Sắc mặt từ chấp tái nhợt, trọng thương mất đi chiến lực, chỉ còn lại hai tên đồng bạn đều là nhị trọng thiên thoát phàm cảnh. Thế nhưng, hai tên đồng bạn của hắn, nhất thời cũng không dám ra tay. Một cơn gió thôi qua, mái tóc xanh của Triệu Phong bay phất phới, trong con mắt còn lại tràn ngập lạnh lùng, còn mơ hồ lộ ra một tia trào phúng, nhìn bao quát từ chấp dưới đất và hai tên đồng bạn của hắn. Đối với hai tên đệ tử nhị trọng thiên thoát phàm cảnh này, hắn không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, thậm chí còn có chút hưng phấn, không khỏi liếm môi. Tình cảnh này rơi vào mắt mọi người, bọn họ không khỏi cảm thấy Triệu Phong có thêm vài phần tà dị và dữ tợn. Triệu Phong này, không phải là kẻ điên chứ? Vân Hương Mộng và Tiêu vẫn liếc nhìn nhau. Trên thực tế, trong lòng Triệu Phong đang rất hưng phấn, uy lực của Phong Lôi trưởng quả nhiên mạnh mẽ. Đúng lúc hai bên giằng co, không khí áp lực lên tới đỉnh điểm thì từ xa truyền đến một tiếng hô đệ tử chân truyền rồi bầu không khí lập tức thả lỏng mọi người nhao nhao nhìn về phía xa chỉ thấy mấy vị đệ tử tứ trọng thiên thoát phàm cảnh đều đang đi về phía bên này đệ tử chân truyền ở trong nội môn thậm chí là tông môn đều có địa vị không tầm thường đặc quyền mà bọn họ hưởng thụ có thể sánh ngang những người cấp bậc chấp sự sau lưng mỗi một vị đệ tử chân truyền trên cơ bản đều có nhân vật cao tầng trong tông môn tài bồi bình thường đều là môn hạ đệ tử của trưởng lão. Tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta, lần sau nhất định ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Từ chấp gầm nhẹ một tiếng, miễn cưỡng đứng dậy. Hai tên đồng bạn của hắn cũng trợn mắt nhìn. Thế nhưng, ba người từ chấp lại phát hiện Triệu Phong đang nhìn chằm chằm về một hướng khác, căn bản không thèm liếc nhìn bọn hắn. Hả? Ánh mắt của Triệu Phong rơi lên người một đệ tử chân truyền. Trang phục của đệ tử chân truyền hoàn toàn khác so với đệ tử nội môn, Bọn họ thậm chí có thể không cần mặc trang phục tiêu chuẩn của nội môn. Vị đệ tử chân truyền kia là một mỹ nữ cao gầy, trên người nàng mặc trang phục màu trắng, tư thế hiên ngang, có một vẻ đẹp rất khác biệt. Viên sư tỷ, Triệu Phong liền cảm thấy nôn nao, rất nhanh đã nhìn thấy thiếu nữ ngây thơ trẻ tuổi bên cạnh viên sư tỷ, đó là Nhiễm Tiểu Uyển. Lúc một đại một tiểu mỹ nữ đi ra, lập tức hấp dẫn phần lớn ánh mắt của đệ tử. Nhiễm Tiểu Uyển vừa mới nhìn thấy Triệu Phong độc nhãn tóc xanh, thì lập tức kinh ngạc thất sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt có chút né tránh, giống như bị bộ dạng tà dị kia hù dọa vậy. Tiểu tử này lăn lộn vào nội môn từ bao giờ vậy? Viên sư tỷ liền cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đến lần trước mình bị Triệu Phong rình trộm, còn gặp tình cảnh bị đe dọa, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Triệu Phong lập tức im lặng. Viên sư tỷ này không ngờ lại thật sự là đệ tử chân truyền của Hiểu Nguyệt Tông, tu vi cũng cao đến đáng sợ. Lúc còn chưa tiến vào nội môn đã đắc tội với một vị đệ tử chân truyền, Triệu Phong ngẫm lại liền cảm thấy phiền muộn, không khỏi thở dài. Lúc này, vẻ mặt của Viên sư tỷ cũng tràn đầy sương lạnh, dẫn Nhiễm Tiểu Uyển đi thẳng về phía hắn. "Viên sư tỷ, nàng ta muốn làm gì vậy?" Những đệ tử nội môn ở gần đó đều nhìn thấy sắc mặt bất thiện của Viên sư tỷ, trong lòng liền run lên, vội vàng nhường ra một con đường. Ở trong nội môn, thân phận của đệ tử chân truyền vẫn luôn khiến những đệ tử bình thường phải kính sợ. Huống chi viên sư tỷ này nổi danh là khó dây vào, ngay cả một vài đệ tử chân truyền cũng phải né tránh nàng ba phần. Thật sự là sợ gặp cái gì thì sẽ gặp cái đó. Mắt thấy viên sư tỷ bộ dạng dọa người, đột nhiên đi thẳng về phía mấy người Triệu Phong. Một màn này liền khiến cho mấy người Tiêu Vân và Vân Hương Mộng đều sợ đến ngây người. Vừa mới gia nhập nội môn, bọn họ còn chưa đứng vững chân, chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình ngay cả đệ tử nội môn bình thường cũng không dám trêu chọc huống gì là đệ tử chân truyền mà bọn họ không thể với tới tiểu tử vô sỉ ngươi cho rằng thay đổi bộ dạng và trang phục thì ta không nhận ra ngươi sao viên sư tỷ cười lạnh một tiếng một vài đệ tử nội môn ở xung quanh đều không khỏi kinh ngạc triệu phong này hình như chỉ là một nhân vật mới gia nhập nội môn làm sao lại đắc tội với viên sư tỷ rồi đám người từ chấp đều lộ vẻ hả hê viên sư tỷ ở trong nội môn này chính là một bạo chúa bá đạo không ai dám trêu chọc nàng ba người lâm phàm cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho triệu phong ta vẫn là ta chưa bao giờ che giấu hay trốn tránh triệu phong đứng yên tại chỗ không hề nhượng bộ ánh mắt hắn xoay chuyển có chút vui vẻ nháy mắt với nhiễm tiểu uyển xem như chào hỏi nhiễm tiểu uyển không kịp chuẩn bị có chút bối rối khuôn mặt khẽ đỏ lên ánh mắt có chút né tránh sau đó e lệ đáp lễ với hắn hừ người còn dám có chú ý với nhiễm sư muội lửa giận của viên sư tỷ bốc lên, áp bách tinh thần vô hình phẳng phất như một tòa núi lớn, từ trên trời ép xuống. Đệ tử nội môn ở xung quanh đều cảm thấy tâm thần bất an, tránh né không kịp. Trong bảy trọng thiên của thoát phàm cảnh, tứ trọng thiên chính là một đường ranh giới ở giữa. Dưới tứ trọng thiên đều là thoát phàm cảnh cấp thấp, trên tứ trọng thiên mới là tinh anh trong thoát phàm cảnh. Hô hấp của Triệu Phong thoáng trì trệ, huyết dịch màu xanh thần bí trong cơ thể dưới sự điều khiển của mắt trái, chậm rãi lưu chuyển, áp lực liên giảm mạnh viên sư tỷ không khỏi hô lên một tiếng kinh ngạc. Dưới áp bách tinh thần của tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, thiếu niên kia vẫn đứng yên tại chỗ, mái tóc xanh phiêu dật vào một con mắt sắc bén, cảm giác có vài phần lạnh lùng và tà dị. Viên sư tỷ, đừng gây khó dễ cho hắn. Nhiễm Tiểu Uyển có chút không đành lòng, kéo kéo tay Viên sư tỷ. "Không được, hắn phải xin lỗi." Viên sư tỷ cường ngạnh nói. Ngày đó, tại Đầm Thiên Diệp, thiệt thòi trong tay Triệu Phong đã khiến trong lòng nàng tích tụ một cơn lửa giận, nếu như triệu phong chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường không ở cùng một vòng tròn mắt không thấy thì tâm không vướng bận xem như cho qua nhưng trùng hợp là triệu phong lại tiến nhập nội môn về sau sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt nếu sự tình ngày trước truyền ra ngoài nàng há còn mặt mũi mà tồn tại nữa hắc hắc chuyện gì đây triệu phong vừa mới gia nhập nội môn mà đã đắc tội với viên sư tỷ rồi một tiếng cười khẽ từ bên cạnh quảng trường truyền tới người nói chuyện chính là tuyển thần thế nhưng hắn cũng không dám lớn tiếng nguyên trí và bắc mặc ở bên cạnh hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc nguyên trí lại một đệ tử chân truyền nữa đã tới bắc mặc kia cũng không đơn giản đâu nghe nói hắn là đệ tử có thiên phú cao nhất trong nội môn mọi người đều xôn xao nghị luận người trên quảng trường càng ngày càng nhiều tình huống triệu phong và viên sư tỷ rằng có cũng trở thành tiêu điểm gây chú ý thấy người vây xem càng ngày càng nhiều triệu phong không khỏi thở dài một hơi hắn chỉ là một nhân vật mới tiến vào nội môn Viên sư tỷ kia lẽ ra không nên khi dễ một tiểu sư đệ, trước mặt bao người mới đúng. Ha ha, viên sư tỷ, khi dễ một tiểu sư đệ mới vào, dường như cũng không giống tác phong của tỷ đâu. Một thanh âm nam tử mười phần dương cương từ phía bên kia của quảng trường vang lên. Đệ tử chân truyền, Dương Càn. Trong đám người lập tức phát ra tiếng xôn xao, một số nữ đệ tử vừa nhìn thấy đệ tử chân truyền đó, lập tức tràn ngập vẻ vui mừng và sùng bái. Người đến là một thiếu niên áo trắng, khoảng 17-18 tuổi, hình dáng hoàn mỹ như đá cầm thạch điêu khắc thành, chẳng những tuấn mỹ siêu phàm mà còn phát ra mị lực dương cương 10 phân. Nếu đổi lại là đệ tử nội môn bình thường, chưa chắc đã dám nhúng tay vào chuyện của viên sư tỷ, thế nhưng người này lại không hề sợ hãi chút nào. Dương Càn, đệ tử chân truyền xếp hạng thứ hai, tu vi ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, chính là lựa chọn hàng đầu cho chức vị thủ tịch đệ tử tiếp theo. Trong đầu Triệu Phong liền hiện ra tin tức liên quan đến người này. Đến nội môn đã được mấy ngày, hắn cũng từ chỗ ba người Vân Hương Mộng mà biết được đại khái thế cục trong nội môn này. Hạch tâm của nội môn hiển nhiên là 10 đại đệ tử chân truyền. Thế nhưng, bất luận là đệ tử bình thường hay đệ tử chân truyền đều bị số tuổi hạn chế, đó chính là lúc 30 tuổi. Một khi vượt qua 30 tuổi, đệ tử chân truyền cũng được, thủ tịch đệ tử cũng chẳng khá hơn, tất cả đều phải thoát ly khỏi hàng ngũ đệ tử, được phân công vào những chức vụ khác trong tông môn. Nghe nói, thủ tịch đệ tử lần này cũng sắp đến lúc rồi. Đến lúc đó, bất luận là Dương Càn hay là Viên Sư Tỷ, cũng đều tư cách tranh đoạt hạng nhất đệ tử chân truyền, có khả năng trở thành thủ tịch đệ tử. Chẳng qua, nếu luận tu vi thì Viên Sư Tỷ vẫn kém Dương Càn nửa bậc, bởi nàng chỉ mới tu vi tứ trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong mà thôi. Người có tư cách cạnh tranh với Dương Càn chính là Trần Tinh Duệ xếp hạng thứ ba, cũng đồng dạng là tu vi ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh. Dương Càn Đừng tưởng rằng đã tấn chức ngũ trọng thiên thì ta sẽ sợ ngươi, chức vị thủ tịch đệ tử kia còn chưa biết hưu chết vẻ tay ai đâu." Viên sư tỉ cười lạnh một tiếng, không chịu nhượng bộ. Từ khi Dương Càn đến, áp lực trên người Triệu Phong liền giảm nhiều, lực chú ý của mọi người cũng bị hai đại đệ tử chân truyền này hấp dẫn. Nhân cơ hội đó, Triệu Phong và ba người Lâm Phàm lập tức chuẩn bị thừa cơ chuồn khỏi cái đống lộn xộn này. "Ngươi tên là gì?" Dương Càn đột nhiên quay người lại, nhìn về phía Triệu Phong. "Triệu Phong." bái kiến dương sư huynh triệu phong có chút nao nao dương càn khẽ gật đầu sau đó nghiêm nghị nói triệu phong phải không ta khuyên ngươi một câu tốt nhất nên quý trọng tính mạng tránh xa phong lôi trưởng ra dứt lời hắn liền quay người rời đi sau đó còn thở dài một hơi quý trọng tính mạng tránh xa phong lôi trưởng triệu phong ngạc nhiên tại sao dương càn lại vô cớ nhắc nhở mình ở đây có rất nhiều đệ tử chân truyền cũng biết chỗ cấm kỵ đáng sợ của phong lôi trưởng phong lôi trưởng sắc mặt của viên sư tỷ bỗng nhiên biến đổi, nhìn trăm chăm, chăm Triệu Phong, thần sắc vô cùng phức tạp, rất lâu sau mới nói, trước kia Dương Càn có một sư huynh đã từng tu luyện phong lôi trưởng, chẳng qua sau đó. Dứt lời, viên sư tỷ cũng không nói gì thêm. Câu nói tiếp theo, không cần nàng nói thì cũng biết. Sư huynh của Dương Càn, nhất định đã gặp phải tao ngộ bất hạnh khi tu luyện phong lôi trưởng rồi. Cũng khó trách Dương Càn lại nhắc nhở Triệu Phong như vậy. Triệu Phong cũng không để ý tới viên sư tỷ, thấy nàng không làm khó mình nữa thì liền quay người rời đi. Con đường của mình đi, không thể giống con đường của người khác được. Triệu Phong đã nghiên cứu rất kỳ phong lôi trưởng, sau khi mắt trái thần bí biến dị, năng lực tăng mạnh, hắn càng hiểu rõ những khâu mấu chốt bên trong công pháp này, bất luận là nguy cơ hay lỗ hồng nào, hắn cũng đều nắm chắc trong tay. Tìm hiểu trong quá trình tu luyện, Triệu Phong liền phát hiện phong lôi trưởng có chút thô sơ, dường như người tu luyện vừa sáng tạo không lâu, còn chưa chính thức hoàn thiện. Bởi vậy, trong lòng hắn đã chuẩn bị kỳ lưỡng, ý định sẽ hoàn thiện phong lôi trưởng, tu bổ những lỗ hồng và thiếu sót chưa hoàn thiện trong đó, như tu bổ lỗ hồng của trận pháp. Nhưng độ khó và độ hung hiểm rất khó lường trước, cũng không thể so sánh với việc tu bổ trận pháp. Tu bổ trận pháp còn có thể dựa trên trận đồ và kết cấu trận pháp để tham chiếu, thế nhưng, hoàn thiện phong lôi trưởng thì lại không có những thứ đó để tham chiếu. Tiểu tử họ Triệu kia, nếu ngươi cố ý tu luyện phong lôi trưởng để theo đuổi Nhiễm sư muội, vậy thì ngay cả một chút cơ hội cũng không có đâu viên sư tỷ lạnh lùng nói, trong thanh âm có vài phần thương cảm. Lời này vừa nói ra, Nhiễm Tiểu Uyển ở bên cạnh lập tức đỏ bừng mặt, bất mãn giật ống tay áo của sư tỷ. Triệu Phong từ chối cho ý kiến, giống như không hề nghe thấy, mái tóc màu xanh theo gió lay động, trong con mắt còn lại vẫn bình tĩnh vô cùng. Quả nhiên là một người điên. Viên sư tỷ lắc đầu nói, sự thật đã chứng minh, người tu luyện phong lôi trưởng, không có ai là người bình thường cả. Trên quảng trường ngày càng tụ tập nhiều đệ tử nội môn, mười đại đệ tử chân truyền đều lần lượt tập trung chín vị đã có mặt chỉ có thủ tịch đệ tử xếp hạng nhất là vẫn chưa trình diện mà thôi ánh mắt của triệu phong xuyên qua đám người liền nhìn thấy liễu nguyệt nhi và khổng nguyên hạo khổng nguyên hạo và liễu nguyệt nhi đều lần lượt tiến vào nội môn được cao nhân trong tông môn thu làm đệ tử tên này cũng tiến vào nội môn lúc liễu nguyệt nhi nhìn thấy triệu phong trong mắt không giấu nổi sự kinh ngạc trong đám người triệu phong còn nhìn thấy cả tuyền thần và bắc mặc lúc ánh mắt của hắn và tuyền thần chạm nhau đối phương liền nỡ một nụ cười âm lãnh. Bắc Mặc đứng cùng trận doanh với hắn, vẻ mặt vẫn trầm mặc vô tình, dường như không quá quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh. Thế nào, Bắc sư đệ, không tới chào hỏi sư đệ trước kia của ngươi sao? Nguyên Chí mỉm cười, ngữ khí có vài phần thăm dò. Bắc Mặc hừ lạnh một tiếng, nói, ta và hắn đã có ước định, sau khi tiến vào tông môn, sớm muộn gì cũng sẽ phân cao thấp với nhau. Mấy ngày trước, Bắc Mặc đã đột phá nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, vì vậy cho nên 10 phần tin tưởng bản thân không lâu sau trên quảng trường đã tụ tập phần lớn đệ tử nội môn ngoại trừ rất ít người đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chưa trở về kịp ra thì nhân số cơ bản đã đông đủ lần này hội nghị nội môn chủ yếu là muốn thông báo hai chuyện một thanh âm to rõ vang vọng quanh quảng trường người chủ trì hội nghị nội môn chính là lý phó đường chủ của trung xu đường trên sân lập tức an tĩnh mạnh như đệ tử chân truyền cũng không dám làm trái chuyện thứ nhất có liên quan đến việc lựa chọn thủ tịch đệ tử. Mọi người có lẽ đều biết, lần này thủ tịch đệ tử Lý Hoành Lượng đã sắp tròn 30 tuổi, chỉ còn mấy tháng nữa là sẽ lựa chọn một vị thủ tịch đệ tử mới từ trong thập đại đệ tử chân truyền. Lý Phó Đường chủ lãnh đạm nói, có liên quan tới việc lựa chọn và cạnh tranh thủ tịch đệ tử, tất cả mọi người đều biết đôi chút, cho nên bên dưới cũng không quá xôn xao. Dù sao thì cũng chỉ có một vài đệ tử chân truyền là có thể cạnh tranh thủ tịch đệ tử mà thôi. Triệu Phong cũng biết việc này không có liên quan gì nhiều đến nhóm người mình. Bất kỳ đệ tử chân truyền nào cũng đều có tu vi ít nhất là tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, vượt xa cấp độ của bọn hắn. Chuyện thứ hai có liên quan tới Phù Loan thí luyện. Lý Phó đường chủ vừa dứt lời, trên sân lập tức oanh động. Phần lớn đệ tử đều cảm thấy hưng phấn, vô cùng chờ mong. Ngược lại, những đệ tử chân truyền, đặc biệt là người hơi lớn tuổi thì lại không có phản ứng gì. Phù Loan thí luyện cứ 5 năm diễn ra một lần. Một vài người có tư lịch sâu dày đều đã từng tham gia, Phù Loan thí luyện sẽ tiến hành vào 3 tháng sau. Cũng giống như lần trước, lần này Phù Loan thí luyện chỉ có 10 danh ngạch, nửa tháng trước khi thí luyện sẽ xác định danh ngạch. Lý Phó Đường chủ tuyên bố, Phù Loan thí luyện 5 năm diễn ra một lần, nhưng chỉ có 10 danh ngạch. Nghe đến đây, Tuyền Thần cũng không kìm chế nổi hưng phấn. Lần trước Phù Loan thí luyện, ta chỉ mới 13 tuổi, tu vi tiếp cận tạm trọng thoát phòng cảnh, lúc đó cường giả như mây, cho nên sư tôn mới khích lệ ta đợi lần tiếp theo sẽ tranh đoạt hạng nhất thí luyện. Trong mắt Dương Cản lộ ra chiến ý và tự tin mạnh mẽ. Bất luận là phù loan thí luyện hay là thu tịch đệ tử đều sẽ bắt đầu vào mấy tháng nữa. Có thể đoán trước được, thời gian tiếp theo trong Hiểu Nguyệt Tông sẽ không còn bình yên nữa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thu tịch đệ tử, phù loan thí luyện hai tin tức này, lập tức khiến phần lớn đệ tử nội môn cảm thấy phấn chấn. Lý Phó Đường chủ cũng có chút vui lòng gật đầu. Đứng trong hàng ngũ đệ tử nội môn, Triệu Phong liền cảm thấy áp lực, hắn mới gia nhập nội môn, tu vi chẳng qua chỉ là nhất trọng thiên thoát phàm cảnh, có thể nói là xếp hàng chót. Chẳng qua hắn vẫn tự tin 10 phần, chỉ có hắn là biết rõ, mắt trái ở dưới bịt mắt và huyết dịch màu xanh ở trong cơ thể dung nhập vào huyết nhục khí tức là đáng sợ đến mức nào. Từ khi đột phá thoát phàm cảnh, mắt trái và thân thể của Triệu Phong đột nhiên phát sinh dị biến và tiến bộ vượt bậc cho tới bây giờ triệu phong còn chưa thử xem uy năng sau khi mắt trái và thân thể biến dị sẽ trở nên như thế nào ngoài hai chuyện mà lý phó đường chủ đã nói ông ta còn đề cập đến những chuyện nhỏ vạm vặt ví dụ nhắc nhở vị đệ tử nội môn nào không hoàn thành nhiệm vụ của tông môn triệu phong biết thân là đệ tử nội môn phần lớn thời gian đều tự do hưởng thụ tài nguyên và đãi ngộ của tông môn thế nhưng dựa theo quy tắc của tông môn cứ hai tháng tháng mỗi một đệ tử nội môn đều phải hoàn thành một nhiệm vụ của tông môn đây chính là điều bắt buộc có một vài đệ tử nội môn còn ước gì hoàn thành nhiều nhiệm vụ của tông môn một chút, lúc đó sẽ thu hoạch được rất nhiều điểm tích lũy cống hiến. Điểm tích lũy cống hiến này cũng giống như điểm chiến công trong Quảng Lăng phủ, có thể đổi được công pháp, thần binh lợi khí và linh đan trong trong tông môn. Trong Hiểu Nguyệt Tông, ngoại trừ nhiệm vụ bắt buộc mà đệ tử nội môn phải hoàn thành ra, còn có thể chủ động lựa chọn một vài nhiệm vụ tự do để thu hoạch điểm tích lũy. Nếu như đủ điểm tích lũy, thậm chí còn có thể tiến vào lũ không lâu lần nữa thanh thần binh phàm phẩm tấn nguyệt kiếm trong tay từ chấp cũng chính là dùng điểm tích lũy cống hiến mà mua được với giá ưu đãi cho nên không có bất kỳ đệ tử nội môn nào lại ngại trong tay có nhiều điểm tích lũy tất cả đều tích cực hoàn thành nhiệm vụ của tông môn thậm chí chỉ cần có thời gian rảnh là có thể tiếp nhận thêm nhiệm vụ đợi đến khi tu vi của ta ổn định lúc đó cũng sẽ đi tiếp nhận vài cái nhiệm vụ của tông môn trong lòng triệu phong thầm tính toán nhớ lúc còn ở quảng lăng phủ điểm chiến công của hắn vẫn luôn đứng đầu đó chính là vì năng lực của mắt trái có tác dụng rất lớn trong thực chiến. Nửa canh giờ sau, hội nghị nội môn cuối cùng cũng kết thúc. Phần lớn đệ tử nội môn đều lần lượt tản đi. Những đệ tử nội môn này đều có vòng tròn của mình. Ví dụ như ba người tuyển thần, Bắc Mặc, Nguyên Chí, bọn họ chính là một vòng. Bốn người Triệu Phong, Tiêu Vẫn, Vân Hương Mộng và Lâm Phàm mới vào nội môn, trước mắt cũng có thể xem là một vòng, chiếu ứng lẫn nhau. Trên mặt Lâm Phàm tràn đầy cảm kích nói vừa rồi may nhờ có triệu sư đệ ra tay vân hương mộng và tiêu vẫn thì lại có chút chột dạ lúc lâm phẩm bị khi nhục bọn họ đều đứng ở bên ngoài quan sát căn bản không hề nhúng tay vào tiêu vẫn âm thầm tức giận ý định tránh xa đám triệu phong và lâm phàm thứ nhất triệu phong và lâm phàm đều đắc tội cường giả trong nội môn của tông môn nhất là triệu phong dường như còn đắc tội với cả đệ tử chân truyền thứ hai tư chất của hai người triệu phong đều quá bình thường kết giao với bọn họ cũng không có chỗ tốt gì tiêu vẫn cười lạnh một tiếng chỉ ước có thể sớm phủi sạch quan hệ với hai người tránh bị liên lụy nhìn bộ dáng tiêu vẫn phất tay áo rời đi triệu phong và lâm phàm không khỏi liếc mắt nhìn nhau sau đó khẽ lắc đầu triệu phong có tiềm lực cực cao tại phương diện đan đạo tài năng kinh diễm siêu tuyệt nhưng không ngờ lại chọn tu luyện phong lôi trưởng vân hương mộng thầm thở dài một tiếng âm thầm tiếc hận nàng cũng không nói gì thêm lặng lẽ rời đi với thân phận là công chúa của tương vân quốc vân hương mộng vốn vẫn muốn đầu tư vào một người có tiềm lực như triệu phong chỉ tiếc rằng võ đạo mà triệu phong lựa chọn lại là phong lôi trưởng vốn đi theo con đường quá mức cực đoan nhất định tương lai sẽ chết non vân hương mộng lập tức quyết định chọn một đệ tử có tiềm lực khác không thể ôm hy vọng quá lớn đối với triệu phong sau khi cáo biệt lâm phàm triệu phong cũng quay về chỗ ở việc cấp bách hiện nay đó chính là hắn cần phải dung hợp hai luồng chân lực trong thể nội tăng cường tu vi của mình Quy Nguyên chân lực và Ngân Cương chân lực đều dung hợp vào trong đan điền. Chỉ thoáng một cái đã trôi qua nửa tháng, hai luồng chân lực trong cơ thể Triệu Phong cuối cùng cũng dung hợp thành một thể. Sau khi dung hợp chân lực, Triệu Phong liền lấy Ngân Cương chân lực làm chủ đạo, bởi vì sau khi Quy Nguyên nội kình đột phá cấp bậc thánh cảnh, liền không có tâm pháp để tiếp tục tu luyện nữa. Đương nhiên, Ngân Cương chân lực vừa mới sinh ra đời, cũng có một chút đặc tính của Quy Nguyên chân lực, tính dung hợp rất mạnh, số lượng dự trữ cũng khá lớn tốc độ dung hợp dường như còn nhanh hơn dự đoán độ chút, tu vi của ta lúc này cơ bản đã đạt tới nhất trọng thiên thoát phàm cảnh, đỉnh phong rồi. Triệu Phong âm thầm gật đầu. Lúc chân lực dung hợp, hắn ngẫu nhiên đến đầm thiên diệp, lại tiến thêm một bước trong việc xúc tiến tu luyện khí lực. Sau khi tiến vào nội môn, còn chưa đến một tháng đã từ nhất trọng thiên thoát phàm cảnh, để thăng thoi nhất trọng thiên đỉnh phong, tốc độ này có thể nói là cực nhanh. Cho dù là so với một số thiên tài có tư chất đỉnh cấp, được trưởng lão tài bồi cũng không hề thua kém. Sau khi tu vi đạt tới nhất trọng thiên đỉnh phong, Triệu Phong còn một mục tiêu quan trọng nữa, đó chính là lựa chọn một môn nội công tâm pháp. Hắn cũng không lập tức đi lũ không lâu. Trong không gian của mắt trái, một hình vẽ kết cấu trận pháp khổng lồ phức tạp hiện ra vô số chú giải. Trong quá trình dung hợp chân lực, Triệu Phong cũng không từ bỏ việc phá giải và phân tích kết cấu trận pháp của lũ không lâu. Đến hôm nay, hình vẽ của kết cấu trận pháp này đã được hắn phân tích toàn bộ một lượt, tuy nhiên vẫn khó có thể nắm giữ triệt để. Dù sao thì trận pháp bệnh trong lũ không lâu cũng là thượng cổ kỳ trận, ngay cả trận pháp sư có trình độ cao nhất trong tông môn cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được 2 phần 10. Chẳng qua, Triệu Phong cũng có ưu thế của mình, đó là thông qua mắt trái, hắn có thể ghi nhớ toàn bộ kết cấu trận pháp trong lũ không lâu, từ đó diễn luyện và phân tích nhiều lần. Cho nên, hắn cũng đã lĩnh ngộ được bay 8 phần 10 trận pháp của lũ không lâu, vượt qua mọi trận pháp sư trong tông môn. Những ngày tiếp theo, Triệu Phong vẫn toàn lực phân tích, phá giải trận pháp Cuối cùng, hắn rút ra được, hắn nắm chắc bảy thành có thể phá giải được trận pháp trong lũ không lâu, nhưng lại rất mất thời gian và tốn công sức, hơn nữa, lúc phá giải, muốn không kinh động tới trưởng lão tọa trấn lũ không lâu lại vô cùng khó khăn. Việc duy nhất có thể làm được, đó chính là thông qua lỗ hổng của trận pháp, đánh liều xem có thể may mắn nhặt được đồ rơi trong lũ không lâu hay không. Muốn nhặt đồ rơi, nhất định phải có vận khí, nếu như vận khí không tốt thì cũng chỉ nhặt được công pháp không tốt nhưng nhặt đồ cũng có ưu điểm của nó đó là sẽ không tác động đến trận pháp không kinh động tới trưởng lão trong lũ không lâu mấy ngày sau triệu phong rời khỏi chỗ ở đi thẳng tới lũ không lâu lần thứ hai tới lũ không lâu triệu phong liền lấy ra lệnh bài của đệ tử nội môn bằng vào lệnh bài này hạn có thể vào bên trong lũ không lâu để lựa chọn một môn công pháp phàm phẩm trung cấp rất nhanh hắn đã tiến vào khu vực sương mù lượn lở phần lớn ngọc bài đều trôi nổi trên không trung triệu phong hít sâu một hơi chậm rãi kéo bịt mắt xuống một chút chỉ để lộ một kẽ hở nhỏ đồng tử màu xanh lộ ra đằng sau kẽ hở đó phát ra một tia ánh sáng lạnh thấu xương nhanh chóng lan tỏa ra khắp sương mù xung quanh dưới sự quan sát của mắt trái lực lượng trận pháp bên trong sương mù liền hiện rõ một hình vẽ kết cấu trận pháp nguyên vẹn thật tốt quá sau khi mắt trái dị biến năng lực đã tăng mạnh có thể thấy được càng nhiều sơ hở của trận pháp hơn trái tim của triệu phong thoáng đập mạnh không khỏi mừng rỡ chỉ thấy hắn nghiêng người qua một phía sau đó bước ra vài bước đột nhiên vung tay ra bắt vào khoảng không bên trái một cái vụt rất nhanh một ngọc bài màu bạc có chút chấn động liền xuất hiện trong mắt trái của hắn đây cũng chính là ngọc bài mà hắn thu được khi lợi dụng lỗ hổng của trận pháp ngọc bài này vốn không thể xuất hiện ở khu vực này thế nhưng thông qua lỗ hổng của trận pháp hắn lại có thể thu được ừm ngọc bài màu bạc triệu phong có chút vui vẻ trong lũ không lâu ngọc bài bình thường đều là màu đồng ngọc bài màu bạc đại biểu cho công pháp phàm phẩm thượng cấp. Triệu Phong dứt khoát dùng mắt trái quét qua, phát hiện đây là một môn đao pháp phàm phẩm thượng cấp. Hắn thở dài, liền tập trung mắt trái, nhanh chóng thu lấy tâm pháp và nội dung bên trong. Một lát sau, khu vực lỗ hồng của trận pháp chớp động một tia sáng màu bạc. Sau khi Triệu Phong dùng mắt trái thu lấy nội dung, lại bỏ ngọc bài trở về chỗ cũ, sau đó tiếp tục bước đi trong trận pháp. Kết quả, lần thứ hai hắn liền thu được một môn thân pháp phàm phẩm thượng cấp trên phương diện thân pháp triệu phong vẫn dùng nguyễn ngư đồ để chủ công chẳng qua dùng thân pháp phàm phẩm thượng cấp này để làm căn cơ tham khảo thì cũng không tệ thế nhưng thứ mà triệu phong thực sự đang cần lại chính là nội công tâm pháp lần thứ ba triệu phong đang chuẩn bị bắt lấy công pháp thì mắt trái đột nhiên cấp tốc nhảy lên liền cảm thấy một luồng uy áp tinh thần tiếp cận lập tức dừng lại động tác đúng lúc đó một luồng lực lượng tinh thần mơ ảo kỳ dị quét qua đây chính là quan sát bằng linh thức của cường giả chân linh cảnh trong lòng triệu phong thầm nghĩ linh thức chính là ý thức tỉnh thần của người tu hành là một loại lực lượng thần bí có thể xuất ra bên ngoài cơ thể bình thường chỉ có cường giả ngoài tứ trọng thiên thoát phàm cảnh thì mới có thể hình thành linh thức để phóng ra ngoài dưới tứ trọng thiên trừ phi tu luyện công pháp đặc thù thì mới có thể làm được vừa rồi luồng linh thức quét qua hắn chính là do một trưởng lão của lũ không lâu đang tùy ý kiểm tra chờ một lần sau khi xác định không còn gì dị thường thì triệu phong mới tiếp tục hành động lại thu lấy một cái ngọc bài khác thiên phong thần quyết nội công tâm pháp phàm phẩm thượng cấp thuộc loại thượng thừa trong những công pháp cung cấp công pháp này có thể khiến tốc độ ngưng tụ chân lực nhanh hơn có tác dụng ra chỉ đối với thân pháp tu luyện đến tiểu thành chân lực sẽ như phong nhận chém sắt như chém bùn luyện đến đại thành chân lực có thể cắt đứt thần binh dưới phàm phẩm triệu phong xem qua bản tóm tắt của công pháp thì lập tức mừng rỡ hắn xác định môn nội công tâm pháp này khẳng định rất thích hợp với mình thứ nhất thiên hướng mà công pháp này vận dụng chính là phong hắn lại vừa vặn có tư phong thức làm trụ cột thứ hai công pháp này có tốc độ ngưng tụ chân lực rất nhanh uy lực vô cùng lớn là loại thượng thừa trong công pháp phàm phẩm thượng cấp phải biết rằng đệ tử nội môn bình thường đều chỉ có thể tu luyện phàm phẩm trung cấp thế nhưng thiên phong thần quyết chẳng những là công pháp phàm phẩm thượng cấp mà còn là loại nhất đẳng thượng thừa hơn nữa công pháp thiên hướng thuộc tính phong và thuộc tính hòa phần lớn đều truy cầu tốc độ và uy lực bởi vậy triệu phong chỉ cần không lộ ra đặc tính rõ ràng của công pháp thì người khác cũng khó có thể phát giác ra được chính là nó triệu phong đã xác định môn thiên phong thần quyết này sẽ là công pháp chủ tu của mình tiếp đó triệu phong cũng không tiếp tục lợi dụng lỗ hổng để tìm kiếm công pháp mới nữa bởi vì thứ nhất là thời gian có hạn thứ hai là còn gặp phải nguy hiểm nhất định nếu như bị linh thức của trưởng lão lũ không lâu vô tình phát hiện vậy thì mọi chuyện sẽ rất không ổn đã đạt được mục đích cho nên triệu phong cũng không quá để tâm việc chọn lựa công pháp loại nào tốt thì lấy thời gian còn lại triệu phong vẫn tìm kiếm công pháp trong đám công pháp phàm phẩm trung cấp sau đó tìm được một môn nội công gọi là thiên phong khí quyết ha ha thiên phong khí quyết chính là phiên bản đơn giản hóa của thiên phong thần quyết triệu phong hài lòng gật đầu nếu như lựa chọn công pháp này vậy thì việc hắn tu luyện thiên phong thần quyết sẽ càng được che giấu kỳ hơn sau khi chọn thiên phong khí quyết những ngọc bài khác trong sương mù cũng đồng loạt bị thu lại đồng thời tin tức hắn lựa chọn môn công pháp này cũng được lũ không lâu ghi chép lại bên trong một nơi bí ẩn của lũ không lâu triệu phong lựa chọn thiên phong khí quyết ồ hắn chính là kẻ mà lần trước đã chọn phong lôi trưởng một lão giả thấp giọng lẩm bẩm lúc này triệu phong đã rời khỏi lũ không lâu trong đầu đã ghi nhớ vài môn công pháp phàm phẩm thượng cấp kể cả công pháp phàm phẩm trung cấp thiên phong khí quyết duy nhất nhưng quan trọng nhất đương nhiên vẫn là thiên phong thần quyết sau khi trở về triệu phong đại khái đọc lướt qua thiên phong thần quyết lập tức phát hiện bên trong công pháp này còn bao gồm một vài chiêu thức ý cảnh công kích bằng chân lực ồ hắn ồ lên một tiếng liền phát hiện trong thiên phong khí quyết này dường như có gì đó mà hắn rất quen thuộc đọc lướt qua thiên phong thần quyết đặc biệt là một vài chiêu thức ý cảnh trong đó lại càng khiến triệu phong có cảm giác như đã từng quen biết triệu phong cẩn thận suy ngẫm lại môn nội công này dường như có khuynh hướng vận dụng thuộc tính phong trên phương diện ý cảnh có rất nhiều điểm chung với tứ phong thức và huyền phong trưởng của mình, thậm chí ngay cả phong lôi trưởng cũng dựa vào phong để lĩnh ngộ, lấy phong dẫn lôi. Cho nên, nếu chỉ nhìn lướt qua một lần, Triệu Phong đã có chút lĩnh ngộ đối với Thiên Phong Thần Quyết, trình độ lĩnh ngộ của hắn hiện nay đã đạt tới 2 phần 10. Nếu như để những người khác trong tông môn biết được, nhất định sẽ hoảng sợ vô cùng. Công pháp phẩm phẩm, mỗi một cấp đều là một đường ranh giới. Phàm phẩm hạ cấp đã là công pháp thánh phẩm mà ngoại giới tha thiết ước mơ thậm chí cả đời không thể đạt được nhưng đối với đệ tử nội môn mà nói công pháp phàm phẩm hạ cấp chỉ có chút khó khăn chỉ cần có thời gian thì sớm muộn gì cũng có thể tu luyện tới viên mãn nhưng đến công pháp phàm phẩm trung cấp thì độ khó và uy lực của nó đều tăng lên gấp bội đối với công pháp phàm phẩm trung cấp đệ tử nội môn bình thường chỉ có một bộ rất ít người có trên hai bộ mà phần lớn đều rất khó mà tu luyện tới trên cảnh giới tiểu thành về phần công pháp phàm phẩm thượng cấp cho dù phóng mắt khắp toàn bộ Hiểu Nguyệt Tông thì cũng chỉ có một hai trăm bộ, 10 phần chân quý. Đệ tử tứ trọng thiên thoát phàm cảnh trở xuống, cho dù có được công pháp phàm phẩm thượng cấp thì cũng khó có thể lĩnh ngộ được. Bởi vậy, chỉ có rất ít đệ tử chân truyền có thiên tư tuyệt đỉnh, ngộ tính hơn người, được trưởng bối truyền thụ thì mới có thể tu luyện công pháp phàm phẩm thượng cấp. Triệu Phong chỉ mới nhìn, qua thiên phong thần quyết một lần đã có thể lĩnh ngộ được một hai phần, đây quá thật là điều khiến người ta sợ hãi. Đây là bởi vì có hai nguyên nhân chủ yếu, Thứ nhất, sau khi mắt trái dị biến, phương diện tinh thần lĩnh ngộ đã bước vào một cấp độ cao khác. Thứ hai, Triệu Phong tu luyện rất nhiều công pháp có chiêu thức ý cảnh cùng loại, với Thiên Phong Thần Quyết, cùng trong ngày hôm đó, Triệu Phong bắt đầu tu luyện Thiên Phong Thận Quyết, đồng thời cũng chiếu cố một ít tới phiên bản đơn giản hóa là Thiên Phong Khí Quyết. Tông môn có quy định là công pháp trong lũ không lâu không thể truyền ra ngoài, nếu không sẽ hủy bỏ tu vi. Triệu Phong dùng thủ đoạn không đường hoàng thu hoạch Thiên Phong Thần Quyết lại không được sự cho phép của tông môn hay do trưởng bối truyền thụ cho dù đây cũng không phải là truyền cộng pháp ra ngoài thế nhưng nếu thực sự bại lộ thiên phong thần quyết thì vẫn rất có thể sẽ gặp phải phiền phức lớn bởi vậy phiên bản thiên phong khí quyết đơn giản hóa có thể che giấu rất tốt nửa ngày sau triệu phong đã nhập môn thiên phong thần quyết chân lực trong cơ thể trở nên phiêu giật linh động lại không mất đi sự sắc bén ác liệt ngoài ra tốc độ vận chuyển cũng cực nhanh hai ngày sau chân lực trong cơ thể hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành thiên phong chân lực. Triệu Phong thử qua một lần, liền phát hiện thiên phong chân lực có tốc độ ngưng tụ rất nhanh, ẩn chứa sự sắc bén giống như tàn phong thức, hơn nữa lại càng thêm phân thâm ảo. Càng đi sâu tìm hiểu, Triệu Phong lại càng kinh ngạc. Thiên Phong Thần Quyết hoàn toàn giống hệt với ba thức trước của Tứ Phong Thức, còn bao hàm cả ý cảnh áo nghĩa của Huyền Phong Trưởng. Phong cách chân lực cũng có chỗ tương tự với Lăng Độ Khí Quyết mà trước đây hắn tu luyện, có tác dụng ra chỉ đối với khinh thân thuật hơn nữa còn ẩn chứa lực cắt hết sức sắc bén ồ triệu phong đột nhiên phát hiện bên trong thiên phong thần quyết có một chiêu rất giống với huyền phong trưởng mà mình tu luyện mặc dù thiên phong thần quyết là công pháp nội công thế nhưng cũng có chiêu thức công kích và ý cảnh một chiêu toàn phong thức trong đó cũng rất giống với huyền phong trưởng mà hắn lĩnh ngộ được thậm chí ngay cả trong phiên bản đơn giản hóa là thiên phong khí quyết cũng có một chiêu gọi là đao toàn trưởng không biết nhiễm tiểu uyển tu luyện thiên phong thần quyết hay là thiên phong khí quyết nhỉ trong mắt triệu phong lộ vẻ suy tư chợt nhớ đến một chiều lúc trước tuổi của nhiễm tiểu uyển còn rất trẻ thế mà đã có tu vi tiếp cận tam trọng thiên nếu như nàng tu luyện thiên phong thần quyết vậy thì thân phận và bối cảnh của nàng quá thật không đơn giản cũng không nghĩ nhiều về những chuyện này triệu phong lại vận hành thiên phong chân lực một lần nữa càng đi sâu tu luyện hắn càng cảm nhận được uy lực của công pháp phàm phẩm thượng cấp này có thiên phong thần quyết làm cơ sở có lẽ uy lực của phong lôi trưởng mà hắn tu luyện sẽ tăng trên diện rộng mấy ngày trôi qua tu vi của triệu phong đã vững vàng tại nhất trọng thiên đỉnh phong hắn chủ tu nội công tâm pháp thiên phong thần quyết lại có công kích là phong nội trưởng tin rằng dưới tam trọng thiên thoát phàm cảnh không người nào có thể uy hiếp mình phù triệu phong liên tục tu luyện mấy ngày xương cốt có chút cứng ngắc vì vậy liền ra khỏi phòng vận động đứng trước cửa triệu phong trượt nhìn thấy một phong thư đặc thù dán trên cửa trên phong thư có một kỳ hiệu hình trăng khuyết triệu phong liền nhận ra đây chính là phong thư nhiệm vụ của tông môn trong Hiểu Nguyệt Tông cứ 2 tháng một lần, mỗi đệ tử nội môn đều phải hoàn thành một nhiệm vụ tông môn. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch điểm tích lũy cống hiến, ban thưởng nguyên tinh thạch. Nếu như nhiệm vụ thất bại, sẽ bị khấu trừ một số điểm tích lũy nhất định, nếu như nhiều lần nhiệm vụ thất bại, thậm chí còn có thể bị trục xuất ra khỏi nội môn. Nhiệm vụ tông môn. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, mở phong thư ra. Bình thường tông môn sẽ phân công nhiệm vụ dựa trên tu vi của đệ tử, sẽ không xuất hiện tình huống đệ tử cấp thấp lại tiếp nhận nhiệm vụ cấp cao. Một vài nhiệm vụ có độ khó quá lớn, thậm chí còn cần mấy người hợp thành tiểu đội, cùng hành động với nhau. Triệu Phong lần đầu nhận được nhiệm vụ tông môn, cho nên rất hưng phấn và chờ mong mục tiêu của nhiệm vụ, điều tra nguồn gốc ôn dịch của hình gia trang tìm ra nguyên nhân cái chết của trang chủ hình trình, giết chết hung thủ sẽ có ban thưởng thêm. Trên phong thư nói rất đơn giản về mục tiêu của nhiệm vụ. Bối cảnh của nhiệm vụ cũng được miêu tả sơ bộ. Triệu Phong cũng biết đôi chút về hình gia trang, đó là một thế lực gia tộc ẩn thế trong tương Vân quốc nghe nói trang chủ của hình gia trang đã đạt tới tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh tương đương với quảng quân hầu tổng hợp thực lực của toàn bộ hình gia trang cũng tương xứng với quảng lăng phủ mấy tháng gần đây hình gia trang bị ôn dịch quỷ dị bao trùm trang chủ hình trình tử vong ly kỳ hai vị thiếu trang chủ đều vi tranh đoạt vị trí trang chủ mà chém giết lẫn nhau trên phong thư còn có phân tích tình báo nghe đồn có người tu hành của nước khác gây sóng gió trong hình gia trang nếu như phát hiện không thể đối phó với địch nhân có thể tạm thời rút lui cầu viện tông môn. Độ khó của nhiệm vụ, cấp 2 rưỡi, có thể tăng lên cấp 3. Nhiệm vụ tông môn bình thường chia làm 7 cấp. Nhiệm vụ cấp 1, đệ tử nhất trọng thiên thoát phàm cảnh có thể đảm nhiệm. Nhiệm vụ cấp 7 tương ứng với thất trọng thiên thoát phàm cảnh, cần có cấp bậc chấp sự tinh anh, thậm chí là phó đường chủ ra tay. Cấp 2 rưỡi, cần phải là đệ tử có tu vi tam trọng thiên thoát phàm cảnh, hoặc là có nhiều đệ tử nhị trọng thiên mới có thể chấp hành. Độ khó nhiệm vụ tới cấp 2 rưỡi, đây chỉ e không phải là nhiệm vụ, mà một nhân vật mới gia nhập nội môn có thể tiếp nhận được. Trong mắt Triệu Phong chợt lóe lên tinh quang. Quả nhiên, Triệu Phong phát hiện bên dưới phong thư có ghi chú là nhiệm vụ lần này sẽ do nhiều người cùng chấp hành. Đây là một nhiệm vụ đoàn đội, có 5 thành viên, theo thứ tự là Hoàng Vân, Từ Chấp, Tiêu Vẫn, Triệu Phong, Lâm Phàm. Đội trưởng: Hoàng Vân, tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Đội phó: Từ Chấp, tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh nhìn thấy danh sách đoàn đội này, Triệu Phong liền nhướng mày, chợt có một loại dự cảm kỳ quái là nhiệm vụ lần này e rằng sẽ không đơn giản. Bề ngoài thì nhiệm vụ lần này sẽ do hai vị đệ tử nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, có uy tín lâu năm dẫn đội, còn ba người Triệu Phong thì đều là tinh anh trong đám đệ tử nhất trọng thiên. Đặc biệt là Triệu Phong và Lâm Phàm, cả hai đều từng là đệ nhất nhân của ngoại môn. Tổ hợp như vậy tiếp nhận một nhiệm vụ cấp 2 rưỡi cũng rất phù hợp. Nhưng nếu như chú tâm, thì sẽ thấy từ chấp nhất định có ân oán mâu thuẫn với hai người Triệu Phong và Lâm Phàm. Về phần tiêu vẫn, quan hệ giữa hắn và hai người Triệu Phong, Lâm Phàm có thể nói là đã hoàn toàn vỡ tan rời. Cuối cùng, đội trưởng Hoàng Vân có tu vi cao nhất lại là người không hề có quen biết gì với Triệu Phong. Ban thưởng nhiệm vụ, hoàn thành điều tra, ban thưởng 100 nguyên tinh thạch thứ phẩm, 100 điểm tích lũy cống hiến. Giết chết hung thủ, có thể thưởng thêm 200 nguyên tinh thạch thứ phẩm và 200 điểm tích lũy cống hiến ban thưởng và thù lao của nhiệm vụ cũng rất phong phú. Triệu Phong âm thầm cười lạnh. Triệu Sư Đệ, đúng lúc này, Lâm Phàm chợt tới bái phòng. Trong tay Lâm Phàm cũng cầm phong thư nhiệm vụ, vẻ mặt ngưng trọng, đi thẳng vào vấn đề, "Triệu Sư Đệ, ngươi có ý kiến gì đối với nhiệm vụ lần này không?" "Nhiệm vụ lần này e rằng sẽ không thuận lợi đâu, nếu như chỉ có hai người ta và Lâm sư huynh, có lẽ sẽ nắm chắc hơn đôi chút." Triệu Phong chợt mỉm cười thâm ý, Lâm Phàm không khỏi kinh ngạc, khẩu khí của Triệu Phong thật lớn thế nhưng ngụ ý cũng rất rõ ràng tổng thực lực của đoàn đội xem như không tệ thế nhưng thành viên nội bộ lại có mâu thuẫn ân oán khiến cho đoàn đội khó có thể thống nhất hiệp lực được bởi vậy triệu phong mới nói như thế tuy rằng nhiệm vụ này rất khó nhưng triệu phong tình nguyện một mình tiếp nhận cho dù có thêm lâm phàm thì ít nhất cũng có thể toàn lực phối hợp không có trở ngại gì hoàng vân kia có địa vị như thế nào triệu phong dò hỏi hoàng vân chính là thủ lĩnh của đoàn đội lần này thực lực của người này trong đám nhị trọng thiên thoát phàm cảnh có thể xếp vào trước ba, có chút liên hệ với đệ tử chân truyền nguyên trí, lâm Phàm đáp, nguyên trí, đệ tử thứ hai của vân hải chân nhân, sư huynh của bắc mặc, triệu phong thầm dùng mình, trực giác của bản thân quả nhiên không sai, nếu như không lầm thì hơn phân nửa là do vân hải chân nhân hoặc đệ tử của hắn đã động tay động chân vào nhiệm vụ của tông môn rồi, bởi vậy nhiệm vụ lần này lại càng không đơn giản, thậm chí còn có thể nguy hiểm tới tính mạng hoàng vân là người lĩnh đội, cũng xem như là người của vân hải chân nhân đồng thời cũng là tinh anh trong hàng ngũ nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, phó lĩnh đội từ chấp có mâu thuẫn xung đột với Triệu Phong và Lâm Phàm. Kẻ cuối cũng là Tiêu Vẫn, e rằng đối phương cũng đã cấu kết với hai kẻ kia rồi. Trong nhiệm vụ lần này, Triệu Phong và Lâm Phàm quả thực đang đứng vào thế yếu. Triệu Phong âm thầm hổ thẹn, nhiệm vụ lần này chính là muốn nhắm vào mình, còn Lâm Phàm thì chẳng qua chỉ là thuận tiện mà thôi. Thời gian bắt đầu nhiệm vụ là 3 ngày sau. Vì vậy, Triệu Phong cũng làm một vài công tác chuẩn bị trong tông môn, Tại phương diện vũ khí, hắn vẫn lựa chọn Kim Lũ Cung. Kim Lũ Cung vốn chính là bảo vật gia truyền của Triệu tộc, Triệu Phong đã đem tới chỗ học đồ luyện khí của tông vụ đường để kiểm tra, đại khái chỉ có thể xem là thần binh bán phàm phẩm, hơi kém đôi chút so với Tấn Nguyệt Kiếm của Từ Chấp. Chẳng qua, với thực lực của Triệu Phong hiện nay, phát động Kim Lũ Cung giết chết nhất trọng thiên thoát phàm cảnh cũng không phải là vấn đề, thậm chí còn có thể uy hiếp được nhị trọng thiên. Ngoài ra, Triệu Phong cũng đã chuẩn bị tốt đan dược trị thương hồi phục nguyên khí giải độc vì nhiệm vụ lần này triệu phong đã chuẩn bị rất tỉ mỉ thậm chí còn chuẩn bị nhiều lần trong dự đoán của triệu phong hắn đã lường trước tình huống xấu nhất kết quả tệ nhất là nhiệm vụ lần này nhằm vào hắn rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng tình huống hiện nay chính là bè phái của vân hải chân nhân sắp đặt một nhiệm vụ nhằm để chèn ép triệu phong hạn chế sự phát triển của hắn ba ngày sau năm người chấp hành nhiệm vụ liên quan tới hình gia trang đã trình diện đông đủ hoàng vân lĩnh đội vẻ mặt không biểu tình thần sắc có chút lạnh lùng trong nhiệm vụ lần này hai người các ngươi phải thành thật một chút nếu như trong khi chấp hành nhiệm vụ có sơ hở gì sẽ hỏi tội các ngươi phó lĩnh đội từ chấp lạnh lùng nhìn triệu phong và lâm phàm sau đó cảnh cáo tất cả những chuyện này đều nghiệm chứng cho suy đoán của hai người triệu phong cùng lúc đó tại một dốc cao ngoài vài dặm có hai người đang đứng quan sát nguyện trí sư huynh lần nhiệm vụ này có lẽ tiểu tiểu tử kia sẽ lành ít giữ nhiều nếu như giết chết hắn, phải chăng là quá tiện nghi dối. Tuyển thần dường như có chút không cam lòng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mấy ngày sau, tiểu đội hiểu Nguyệt Tông ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gồm có Hoàng Vân, Từ Chấp, Tiêu Vẫn, Triệu Phong, Lâm Phàm rốt cuộc cũng đến địa điểm mục tiêu. Hình gia trang. Đây chính là một tòa sơn trang ẩn thế lánh đời, rất ít lui tới với quốc gia bên ngoài. Người bình thường không có khả năng tìm ra hình gia trang, Thế nhưng, Hiểu Nguyệt Tông với tư cách là tông môn siêu nhiên khống chế tương vân quốc, không có thể lực nào trong cảnh nội có thể thoát khỏi tầm mắt của nó. Năm người đứng trên một sơn cốc cách xa gia trang chừng một hai dặm, nhìn bao quát toàn bộ sơn trang phía dưới. Toàn bộ hình gia trang có diện tích hơn 10 dặm, tĩnh lặng tới đáng sợ, gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Vô tình, khu vực này phẳng phất như đã hóa thành vô gian quy vực vậy. Năm người đều cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị, không khỏi có chút dao động. Theo tin tình báo được biết, hình ra trang bị một loại ôn dịch kỳ quái bao phủ, người trong trang đã chết quá nửa. Ngoài ra, trang chủ hình trình vốn là cường giả cấp bậc thánh cảnh như Quảng Quân Hầu, cũng đã bỏ mạng không lý do. Triệu Phong, Lâm Phàm hai các ngươi hãy đi tìm hiểu sơ qua về hình huống của Sơn Trang đi. Lĩnh đội Hoàng Vân trượt phân phó. Trong tiểu đội 5 người, Hoàng Vân là lĩnh đội, đồng thời cũng là kẻ có tu vi cao nhất trong tiểu đội. Đoạn đường này, tất cả những chuyện phiền toái đều bị Hoàng Vân, Phân phó cho Triệu Phong và Lâm Phàm có tu vi thấp nhất, trong mắt Từ chấp lóe lên một tia cay độc, nhìn chằm chằm về phía hai người Triệu Phong ở đằng xa. Triệu Phong và Lâm Phàm tách ra làm hai hướng, tiến về phía Sơn Trang. Bịch, thân hình Triệu Phong bay lên lên mái nhà của Sơn Trang, sau đó từ trên cao nhìn bao quát xuống dưới. Hắn khẽ kéo bịt mắt ra, mắt trái lộ ra dưới một kẽ hở nhỏ, đồng tử màu xanh đột nhiên lóe sáng, quét nhìn khắp toàn bộ hình da trang. Vù, trong nháy mắt Triệu Phong đã ghi rõ toàn bộ bản đồ địa hình của Sơn Trang vào trong đầu. Từ đó, hắn đã nắm rõ địa hình của Hình Gia Trang, đặc biệt là quy mô lãnh thổ, thậm chí so với một số người sống ở đây còn nắm rõ hơn vài phân. Theo như tin tình báo trong nhiệm vụ đã đề cập đến, Ôn Dịch trong Sơn Trang có thể uy hiếp tới tính mạng của võ giá dưới thất trọng cố thể cánh, còn trên thất trọng thì lực uy hiếp liền giảm mạnh. Với tư cách là cường giả thoát phòng cảnh, Ôn Dịch tự nhiên bình thường hiển nhiên sẽ không ảnh hưởng tới bọn hắn. Bởi vậy động tác của Triệu Phong không hề có nửa phần do dự, thân hình lập tức tiến sâu vào sơn trang trên thực tế, sau khi dùng mắt trái quét qua một lượt, tình hình trong sơn trang đã bị Triệu Phong nắm rõ như lòng bàn tay. Bây giờ hắn chẳng qua chỉ làm bộ qua loa trước mặt Hoàng Vân và Từ Chấp mà thôi. Triệu Phong ngẫu nhiên nhìn thấy một vài người có tu vi trên dưới thất trọng võ đạo, đang hấp hối, ánh mắt thất thần ảm đạm, có vẻ như đang bệnh nguy kịch. Mắt trái của Triệu Phong quét qua, liền phát hiện trong cơ thể người chúng ôn dịch có một tia khí tức màu tím nhạt hòa tan vào bên trong khí huyết tạm phủ con người, dần dần ăn mòn sinh cơ. Một đường xâm nhập, Triệu Phong đã tiếp cận hạch tâm của Sơn Trang, chỗ đó là một tòa phủ đệ chiếm diện tích hơn 10 mẫu, chính là phủ của Trang Chủ. Trong phủ của Trang Chủ vẫn còn không ít người sông. Trong phủ có không ít cường giả tu vi đã ngoài thất trọng võ đạo, mắt trái của Triệu Phong, lập tức nhạy bén phát hiện một lão giả duy nhất có tu vi thoát phàm cảnh. Nếu như đoán không sai thì người này hẳn là quản gia của hình gia Trang, là người ủy thác nhiệm vụ lần này. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, chỉ trong chốc lát, Lâm Phàm đã từ phía khác chạy tới, cùng đàm luận với quản gia của Hình gia trang. Lão phu họ Lý, quản gia của Sơn trang, bái kiến hai vị cao nhân của tông môn. Sau khi lão quản gia biết được ý đồ của hai người mới đến, nhất thời lệ tràn đầy mắt. Sau đó, lão quản gia bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối quá trình ôn dịch phát triển, kể cả tình huống trang chủ tử vong. Ôn dịch bắt đầu vào nửa năm trước, bất chi bất giác đã xâm nhập vào Sơn trang hiện nay đã bao trùm toàn bộ hình gia trang. May mận là hình gia trang ở khu vực núi hoang rừng hoang cho nên, ôn dịch cũng không lan tràn đến khu vực khác. Trang chủ hình trình đã chết cách đây một tháng. Lúc đó là vào ban đêm, trang chủ một mình đi ra ngoài, chiến đấu với một người trong rừng cây cách phủ đệ vài dặm, động tĩnh không nhỏ. Chờ đến khi chúng ta đuổi tới thì trang chủ đã bỏ mình. Lý quản gia vẻ mặt hồi tưởng, kể rõ mọi chuyện đã xảy ra. Nói xong lời cuối cùng, ông ta quy phịch xuống đất, khóc lóc, cầu nhị vị cao nhân của tông môn hỗ trợ tra rõ nguồn gốc ôn dịch, đồng thời truy nã hung thủ. Triệu Phong vừa nghe xong, không khỏi lâm vào trầm tư. Từ biểu hiện bên ngoài, thì dường như việc trang chủ chết và lúc ôn dịch bộc phát đều cùng một thời điểm. Độc thủ đằng sau hẳn là một người hoặc một thế lực nào đó. Có thể tạo ra ôn dịch đáng sợ như vậy, thậm chí còn có thể giết chết cường giả nhị trọng thiên thoát phàm cảnh. Người xuất thủ rất có thể là người tu hành của tông môn nước khác. Bởi vì bổn quốc chưa từng xuất hiện loại ôn dịch này, ngược lại đã từng nghe nói ở những quốc gia xung quanh những điều này không hẹn mà hợp với phân tích tình báo như vậy bây giờ chỉ còn điểm khó hiểu đó là tại sao hung thủ phải nhằm vào hình gia trang và trang chủ triệu phong lập tức nghĩ đến hai chữ báo thủ không lâu sau ba người hoàng vân cùng đi vào phủ đệ trong sơn trang lâm phàm liền báo cáo hết tất cả tình huống cho hắn tới chỗ khu rừng phát sinh chiến đấu trong mắt hoàng vân chợt lóe lên tinh quang khu rừng cây đó chính là nơi mà trang chủ và hung thủ chiến đấu trong rừng cây dấu vết chiến đấu cũng không bị xóa bỏ hiển nhiên là do cố gắng giữ lại triệu phong đứng trong rừng cây có cảm giác rất cổ quái không khỏi nhướng mày hắn kéo bịt mắt ra một chút sau đó mắt trái nhanh chóng quét qua rừng cây không hề lên tiếng ánh mắt hoàng vân lóe lên bắt đầu phân tích xem tình hình thì trận chiến này rất kinh tâm động phách thực lực của hung thủ kia có lẽ tương đương với trang chủ cũng là nhị trọng thiên đỉnh phong Hoàng sư huynh nói không sai. Từ chấp và tiêu vẫn lập tức phụ họa. Suốt cả chặng đường, từ chấp và tiêu vẫn vẫn xem Hoàng Vân là người cầm đầu. Triệu Phong và Lâm Phàm thì tạm thời không có quyền lên tiếng. Sau đó, Hoàng Vân lại kiểm tra thi thể của trang chủ. Thi thể của trang chủ đã hạ táng vào nửa tháng trước, bây giờ lại bị đào lên mở nắp quan tài, tự nhiên bị hai vị thiếu trang chủ phản đối. Từ chấp lạnh lùng trừng mắt một cái, áp bách tinh thần của nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, liền khiến cho sắc mặt của hai vị thiếu trang chủ tái nhợt lập tức phủ phục sát đất hai vị thiếu trang chủ chẳng qua chỉ mới tu vi cửu trọng cố thể cảnh há có sức để phản kháng rất nhanh đám người triệu phong liền ngửi thấy mùi thi thể thôi giữa của trang chủ phần vai và ngực của thi thể có vài chỗ xương cốt gãy vụn những bộ vị khác cũng có không ít vết chảo đào thi thể lên mấy người cũng không tìm ra manh mối gì bởi dù sao đi nữa thì hình thể và khuôn mặt của trang chủ đã không còn nhìn thấy rõ nữa chỉ có triệu phong là ánh mặt khẽ sáng lên không nói gì cho dù hắn có đưa ra bất kỳ dị nghị nào thì cũng khó mà được tiếp thu cùng trong ngày hôm đó năm người tìm tòi hồi lâu trong sơn trang nhưng vẫn không có đêm nay chúng ta sẽ ở lại phủ trang chủ triệu phong lâm phàm các ngươi phụ trách tuần tra buổi tối hoàng vân lạnh nhạt phân phó hắn là lĩnh đội trên nguyên tắc thì những thành viên khác đều phải nghe hắn phân phó thậm chí lĩnh đội còn có quyền lực nhất định đối với việc tiến hành phân phối ban thưởng nhiệm vụ triệu phong và lâm phàm liếc mắt nhìn nhau rốt cuộc cũng phải gác đêm ở trong phủ đệ triệu sư đệ ngươi có phát hiện gì về ôn dịch của hình gia trang và hung thủ hay không lâm phàm truyền âm hỏi không có triệu phong cười cười triệu phong cảm thấy triệu phong dường như đã phát hiện gì đó trong mấy người bọn họ chỉ có thiếu niên độc nhãn tóc xanh này là khiến hắn có cảm giác nhìn không thấu mà thôi vù trong gió đêm một đạo bóng đen quy mị từ một nơi hẻo lánh bên ngoài phủ đệ xuất hiện vừa lóe lên đã biến mất người nào? Lâm Phàm kinh hô một tiếng, kinh động đến ba người Hoàng Vân trong phủ đệ. Kể cả quản gia và hai vị thiếu trang chủ đang ngủ say cũng tỉnh lại. Ta vừa phát hiện một bóng đen chạy trốn về hướng kia. Lâm Phàm vội nói, bóng đen. Hoàng Vân vừa nghe xong thì ánh mắt liền sáng lên, nếu như có thể bắt được hung thủ, vậy thì sẽ được nhận thêm ban thưởng. Tìm, thân hình hắn nhảy lên, giống như một đạo tàn ánh màu xanh, lướt trên không trung chừng một hai trăm mét, Tiêu Vẫn và Lâm Phẩm gần như không nhìn thấy rõ thân ảnh của Hoàng Vân. Hoàng Vân là người nổi bật trong hàng ngũ nhị trọng thiên thoát phàm cảnh của nội môn, thực lực quả nhiên không tầm thường dưới sự dẫn dắt của Hoàng Vân, mọi người đều đồng loạt đuổi theo. Rất nhanh, Hoàng Vân đã nhìn thấy một đạo bóng đen quỷ dị xuất hiện trước mặt, tốc độ thậm chí không chậm hơn mình chút nào. Chạy đi đâu? Hoàng Vân quát lạnh một tiếng, toàn thân lóe lên một tầng chân lực đỏ thẫm, dẫn động kình phong cuồng bạo giống như một trận lốc xoáy, dần dần tiếp cận đối phương khặc khặc khặc. Bóng đen quy mị phát ra một tràng cười quái dị, sau đó chui vào rừng cây. Rừng cây kia chính là nơi mà ban ngày bọn họ đã đi qua, cũng chính là nơi mà trang chủ hình gia trang đã chết. Hoàng Vân đứng trong rừng cây, mặt lộ vẻ cảnh giác, cũng không lập tức tiến vào. Mấy người chạy tới sau cũng không dám vọng động. Lâm Phàm, Triệu Phong các ngươi tiến vào rừng cây dò xét, chúng ta ở phía sau chiều ứng. Hoàng Vân xoay chuyển ánh mắt, hờ hững hạ lệnh. Lâm Phàm vừa nghe liền nổi giận, không ngờ tên Hoàng Vân này lại muốn dùng hai người mình làm pháo hôi. Có đi không? Chẳng lẽ các ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của lĩnh đội?" Từ chấp ở bên cạnh quát lạnh. Tiêu vẫn nở nụ cười nhạo, cũng không lên tiếng. Trước mặt khu rừng, tiểu đội năm người thoáng trở nên căng thẳng như vậy đi, để ta đi trước dẫn đường." Triệu Phong không mặn không nhạt nói. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều sững sờ. Nếu là người bình thường thì đều hiểu được bóng đen thần bí kia đang cố tình dẫn dụ mọi người vào khu rừng kia chắc chắn là có ý đồ nào đó. Huống chi, trang chủ chính là chết trong khu rừng này. Chư vị còn tiếp tục do dự thì manh mối hung thủ sẽ bị cắt đứt. Triệu Phong nhếch miệng cười, mái tóc xanh của hắn phiêu động trong gió đêm, trong một con mắt lộ vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ, có chút quỷ dị thần bí. Tốt. Hoàng Vân và Từ Chấp liếc nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Lâm Phàm muốn nói gì đó, nhưng thấy Triệu Phong mỉm cười ra hiệu, lập tức nuốt lời vừa tới bên miệng xuống. Bịch. Vù, thân hình triệu phong thoáng cái đã hóa thành một đạo tàn ánh vô thanh vô tức ảo ánh trùng điệp tiến vào rừng cây ồ thân pháp của tiểu tử này quá thật không tệ hoàng vân ở đằng sau thoáng lộ một tia kinh dị vội vàng đuổi theo sau triệu phong đi trước dẫn đường bốn người đằng sau đều bảo trì khoảng cách nhất định bám đuổi sát nút mấy người đều đã đạt tới thoát phàm cảnh có năng lực nhìn vào ban đêm nhất định thế nhưng trong rừng cây tối tăm này tầm mắt cũng không thể rõ ràng như ban ngày được ở bên kia Triệu Phong đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng đen quy mị, vội vàng ra tốc đuổi theo. Đừng để hắn chạy thoát. Hoàng Vân mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen, lập tức mở cờ trong bụng vù. Mọi người chỉ thấy tốc độ của Triệu Phong trượt nhanh hơn, sau đó liền cảm thấy hoa mắt, không biết hắn đã dung nhập vào đêm tối từ lúc nào. Triệu sư đệ, Triệu sư đệ, ngươi đâu rồi? Mấy người hét lên, trong bóng đêm tĩnh mịch không hề có tiếng đáp trả. Phảng phất như Triệu Phong đã bị bóng đêm nuốt chửng. Chẳng lẽ Triệu Phong đã gặp phải bất hạnh? Từ chấp thầm dùng mình, nửa vui nửa buồn. Bốn người tìm kiếm ở xung quanh, nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy bóng dáng của Triệu Phong. Chỉ trách đám các ngươi quá sợ chết. Triệu sư đệ mới 14 tuổi, các ngươi lại để hắn xung phong. Lâm Phàm đột nhiên tức giận, có chút không cam lòng. Mặc dù nói vậy, nhưng Lâm Phàm vẫn cảm thấy việc Triệu Phong biến mất có chút bất thường hoàng lĩnh đội. Khu rừng này thật quỷ dị, hay là chúng ta rút lui đã, đợi trời sáng rồi quay lại. Tiêu vẫn đột nhiên đề nghị. Hoàng Vân và Từ Chấp nghe vậy đều đồng loạt gật đầu. Ha ha, muốn chạy sao? Một kẻ cũng đừng hòng thoát." Một tiếng cười quái dị quanh quẩn trong rừng cây. Oanh, khu rừng đột nhiên chấn động mãnh liệt, có cảm giác như trời đất sụp đổ. "Không tốt." Trái tim của bốn người chợt thắt lại, vẻ mặt tái nhợt, trong tầm nhìn, khu rừng trước mặt bốn người đột nhiên lắc lư mãnh liệt, phảng phất như có quái vật khổng lồ từ dưới lòng đất chui lên. "Mọi người cẩn thận, e rằng ở đây có trận pháp mai phục." Hoàng Vân miễn cưỡng chấn định tâm thần, thế nhưng trong lòng bàn tay lại toát đầy mồ hôi lạnh. Dưới tình huống nguy hiểm không rõ, mọi người đều dựa lưng thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Mặc dù rừng cây vẫn còn lắc lư, thế nhưng bốn người đã dần dần khôi phục tỉnh táo. Rừng cây không hề lắc lư, đây là ảo giác của trận pháp. Ánh mắt Từ Chấp rất nhạy bén. Thân là đệ tử nội môn, Hoàng Vân và Từ Chấp đều từng nhiều lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lịch duyệt cũng tương đối nhiều. Trong trận pháp có một nhánh ảo trận, có thể mê hoặc giác quan của sinh linh, tạo thành đủ loại ảo giác. Dù biết rõ điều này, thế nhưng bọn người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ đều không nghiên cứu gì về trận pháp. Trong tiểu đội, chỉ có duy nhất một mình Triệu Phong là am hiểu trận pháp, thế nhưng lúc hắn xung phong thì đã biến mất một cách quỷ dị rồi. Đám tiểu bối kia, khu rừng này chính là nơi các ngươi táng thân. Một thanh âm khàn khàn mơ hồ từ trong rừng cây vang lên. Ngay sau đó, ảo giác rừng cây lắc lư đột nhiên khôi phục bình thường đập vào mắt mọi người là một khu rừng yên tĩnh, mỗi cành cây hay ngọn cỏ đều không hề thay đổi, tình huống vừa rồi thật ra chỉ là ảo giác mà thôi. Thế nhưng, còn không đợi mọi người kịp thở phào, thì từng đạo tơ tử huyết dày đặc chẳng chịt đã đan kín cả khu vực rừng cây. Tơ tử huyết này ẩn chứa lực lượng quỷ dị, khiến người khác không rét mà run, vừa giống như gợn sóng trong mặt nước, lại vừa giống như mạng nhện, bao phủ kín phạm vị trăm trượng. Thậm chí ngay cả mặt đất cũng xuất hiện từng đạo tơ màu tím nhạt. Thân thể của ta, cả chân lực nữa, Tiêu vẫn cảm giác cơ năng của thân thể dần bị ăn mòn và phá hoại, ngay cả chân lực trong người cũng bị áp chế. Không tốt, chúng ta lâm vào độc trận rồi. Sắc mặt từ chấp đột nhiên đại biến. Thì ra, ảo trận vừa rồi chỉ là để mê hoặc tâm thần. Sát chiêu thực sự chính là độc trận này. Mọi người mau chóng phá vòng vây, thoát ra khỏi khu rừng này. Hoàng Vân hét lớn một tiếng, bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng chân lực dày nửa tấc, giống như một đoàn xích diễm liệt phong, dẫn đầu xông trận, thân hình nhảy vọt lên không trung ý đồ muốn thoát khỏi trận pháp. Ba người từ chấp, Tiêu Vẫn và Lâm Phàm cũng đồng loạt phát động công pháp phẩm phẩm, uy lực tuyệt luân. Oành! Trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên hiện ra một đoàn gió màu tím nhạt cực lớn, xoay tròn rồi nổ vang giữa không trung, bộc phát hàn phong mãnh liệt, khiến cho khu vực không trung liền bị cấm chế. Bịch! 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 Thân hình của mấy người vừa mới thoát ly được vài thước thì đã bị sức gió cường đại ép rơi xuống. Hàn phong và độc lực bốn phía giống như sóng lớn đánh vào vĩnh viễn không dừng lại, hết lượt này tới lượt khác ập tới. Tiểu bối vô chi, tiến vào tuyệt phong huyễn độc trận rồi, các ngươi có chạy đằng trời. Trong trận pháp, đột nhiên xuất hiện một người khô gầy mặc áo đen, tiếng cười nhạo âm lãnh có chút tự đắc ý, người áo đen chậm rãi đi tới, trên người dâng lên một tầng sóng khí màu tím đen đáng sợ, áp bách tinh thần, âm tà từ trên trời ép xuống, khiến cho khí lưu xung quanh đột nhiên đông cứng. Bốn người ở đây liền cảm thấy tâm thần run lên, Tiêu vẫn có tu vi nội tình khá thấp cho nên sắc mặt liền trở nên tái nhợt, gần như hít thở không thông. Tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Ngươi là người nào? Sắc mặt Hoàng Vân đột biến, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nhiệm vụ lần này có thể từ cấp 2 rưỡi tăng lên cấp 3, không ngờ lúc này đã trở thành sự thật. Nếu như dưới tình huống bình thường, cho dù đối mặt với tam trọng thiên thoát phàm cảnh đi nữa, với thực lực của tiểu đội bọn họ thì vẫn có thể hoàn toàn chống lại, thậm chí còn có khả năng chiến thắng, nhưng giờ phút này thân hãm trong tuyệt phong huyễn độc trận, tình huống cực kỳ không ổn hình trang chủ tại sao lại là ngươi tiêu vẫn nghẹn ngào nhìn người khô gầy mặc áo đen vẻ mặt tràn đầy kinh hãi cái gì hình trang chủ đám người hoàng vân cũng kinh hô thất sắc bọn họ cũng không hề nghi ngờ lời nói của tiêu vẫn bởi vì tiêu vẫn xuất thân từ đệ nhất gia tộc ẩn thế trước kia có chút lui tới với hình gia trang mấy năm trước tiêu vẫn cũng đã từng nhìn thấy bộ dạng của hình trang chủ cho dù lúc này hình thể và khuôn mặt của hình trang chủ đã thay đổi rất nhiều giữ tợn xấu xí y hệt cương thi vậy. Đúng vậy, ta chính là hình trình. Hôm nay chính là ngày rỗ của các ngươi, trước đây đã có vài nhóm người táng thân trong hình gia trang. Thực lực của bọn chúng quá yếu, các ngươi là đám người mạnh nhất, cũng sắp trở thành tế phẩm cuối cùng rồi. Hình trang chủ nhe răng cười, gương mặt có chút cứng ngắc, trên mặt đều là màu tím. Hiển nhiên, thân thể của hình trang chủ đã không còn là nhân loại bình thường nữa rồi. Hình trang chủ, ngươi dám tu luyện ma công tài đạo, hôm nay chúng ta sẽ liên thủ giết chết ngươi. Hoàng Vân quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đại đao màu tím nhạt, đao vung lên kéo theo một luồng đao khí lạnh lẽo, từng trận gió sắc bén cuốn ra xa mấy trượng. Đại đao trong tay hắn chính là thần binh phàm cấp hạ phẩm, với thực lực nhị trọng thiên tinh anh của hắn, thậm chí đủ sức để khiêu chiến với tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Keng, phành, hàn quang màu tím lóe lên, hình trang chủ dùng một chảo chấn Hoàng Vân bay ra xa mấy trượng. Làm sao có thể? Khí huyết Hoàng Vân nhộn nhạo, thiếu chút nữa là thổ huyết, thanh nguyệt đao trong tay hắn vốn là thần binh phẩm cấp, sắc bén bá đạo, thế nhưng đối phương lại có thể tay không đối chiến, thậm chí còn đánh hắn thối lui trọng thương. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Từ Chấp tay cầm Tấn Nguyệt kiếm, cùng với Tiêu Vẫn, Lâm Phàm liên thủ, công kích cuồng bạo hủy diệt đều rơi lên người hình trang chủ. Phụt phụt phành, sóng khí màu tím đen trên người hình trang chủ uốn lượn như độc xà, trong lúc đối chiến với công kích của ba người lại không hề bị tổn thương gì cho dù là từ chấp tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh lại có thêm thần binh tấn nguyệt kiếm nhưng tối đa chỉ lưu lại trên người hình trang chủ một vệt máu thật nhỏ thân thể của hắn đã bị thi luyện chi pháp luyện chế qua lực phòng ngự rất mạnh trừ phi đâm trúng chỗ hiểm mới có tác dụng sắc mặt từ chấp hoảng sợ nhìn chằm chằm thân thể của hình trang chủ đối phương giống như một hoạt tử nhân làn da toàn thân không hề có một tia huyết sắc cứng rắn như sắt phòng ngự kinh người mặc dù lực lượng của độc trận tuyệt phong huyễn độc Trận không thể nào diệt sát cường giả thoát phàm cảnh, nhưng lại có thể hao tổn sinh cơ trong người các ngươi, thậm chí còn hạn chế thực lực kẻ địch, không quá nửa canh giờ nữa là thực lực của các ngươi sẽ giảm quá nửa." Hình Trang chủ cười giữ tợn nói. Vừa nghe vậy, sắc mặt của bốn người liền trở nên khó coi, lòng nóng như lửa đốt. Thân trong độc trận, thực lực của bọn họ đều bị hạn chế nhất định, càng kéo dài thời gian thì bọn họ lại càng bất lợi. Thế nhưng thực lực của Hình Trang chủ quá mức kinh người, lực phòng ngự vượt xa Tam trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường cũng may hình trang chủ cũng có chỗ thiếu hụt mặc dù tốc độ nhanh nhưng thân thể đã bị thi luyện cho nên độc tác cũng không linh hoạt bốn người liên thủ vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó dưới tình huống vây công tạm thời áp chế đối phương oanh oanh đúng lúc này rừng cây lại chấn động mãnh liệt lắc lư dữ dội khiến tâm thần của bốn người thoáng bối rối trong tuyệt phong nguyễn độc trận này ẩn chứa ảo trận có thể quấy nhiễu tâm thần trang chủ trận pháp đã hoàn toàn mở ra không có chút sơ hở nào, tuy nhiên vẫn có một tiểu tử may mắn trốn thoát. Hai đạo thân hình áo đen đột nhiên tiến vào trong trận pháp, sau đó truyền âm. Hai đạo thân hình kia, khí tức đều đạt tới nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, so với khí tức cùng cấp còn đáng sợ hơn nhiều. Tiểu tử kia muốn trở về Hiểu Nguyệt Tông cũng phải mất mấy ngày, không cần lo lắng. Hai vị phó trang chủ, theo ta bắt giết mấy tên đệ tử nội môn này." Hình trang chủ thét dài một tiếng, thế công càng phát ra hung mãnh hình trang chủ và hai vị phó trang chủ hình thành thế trận tam giác lại mượn chỗ dựa của trận pháp bắt đầu vây giết bốn người hoàng vân ta ngăn cản hình trang chủ các ngươi nghĩ cách tiêu diệt hai tên phó trang chủ kia hoàng vân truyền âm nói trong tiểu đội thực lực của hắn là mạnh nhất trong hàng ngũ nhị trọng thiên thoát phàm cảnh ở nội môn cũng thuộc loại nổi bật thực lực xếp hàng đầu thậm chí còn có lần khiêu chiến tam trọng thiên thoát phàm cảnh hắn thúc giục thần binh thanh nguyệt đao trong thời gian ngắn có thể miễn cưỡng cầm chân hình trang chủ nhưng không thể chính diện đối chiến. Bên phía khác, ba người từ chấp, tiêu vẫn, lâm phàm lại đang đổi kháng với hai vị phó trang chủ. Keng! Một đao của lâm phàm chém lên người một phó trang chủ, tia lửa bắn khắp nơi, nhưng lại không tạo thành thương tổn có tính thực chất cho đối phương, ngược lại còn bị chấn lùi mấy bước. Hai người hắn và tiêu vẫn phải khó khăn lắm mới cản được một vị phó trang chủ, thậm chí còn tràn ngập nguy cơ. Bởi vì công kích của bọn hắn đều rất khó phá được thân thể đã trải qua thi luyện của hai tên phó trang chủ này từ chấp có tu vi nhị trọng thiên, tay cầm tấn nguyệt kiếm cũng không thắng nổi một vị phó trang chủ khác, chỉ xem như cân sức ngang tài. Nguy cơ chính thức là ở phía của Hoàng Vân. Hình trang chủ mà hắn đang đối mặt thật sự quá mạnh mẽ, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị móng vuốt sắc bén ẩn chứa thi độc đánh trúng, cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Hoàng Vân chỉ cảm thấy sinh cơ trong người bị lực lượng của độc trận ăn mòn, chân lực vận chuyển càng ngày càng không như ý, tình huống của ba người so với hắn lại càng tồi tệ hơn, một bên vừa phải chiến đấu, một bên còn phải áp chế độc lực đang ăn mòn cơ thể. Ọc! Hoàng Vân và hình trang chủ đối chiến một kích, thổ huyết rút lui, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Lĩnh đội Hoàng Vân bị thương, gần như có thể đoán được cơn ác mộng tiểu đội thi hành nhiệm vụ sẽ bị diệt đoàn. Trong lòng Hoàng Vân cảm thấy đắng chát. Lúc đầu, hắn còn không để nhiệm vụ này trong lòng, mục tiêu duy nhất của hắn là đùa chết Triệu Phong và Lâm Phàm. Thế nhưng, không ngờ độ khó khăn lại nắm ngoài tưởng tượng vượt quá cấp 3, thậm chí còn có chút tiếp cận cấp 4. Bây giờ nghĩ lại, Hoàng Vân không khỏi cảm thấy như bị tính kế. Có lẽ, hắn chỉ là một con cờ mà nguyên trí và tuyển thần lợi dụng, tiện tay là có thể vứt bỏ. Nếu như Triệu Phong vẫn còn, với thực lực của phong lôi trưởng mà hắn tu luyện, ít nhất có thể so với nhị trọng thiên thoát phàm cảnh. Hơn nữa, nghe nói hắn còn là thiên tài trận pháp. Trong lòng từ chấp cũng có chút hối hận và tiếc nuối hắn tham gia nhiệm vụ này vốn có ý định trả thù triệu phong và lâm phàm nào đoán được sẽ gặp phải kết cục như vậy trong lòng lâm phàm cảm thấy tuyệt vọng đột nhiên nhớ tới trước khi đi triệu phong đã từng nói với hạn một câu nhiệm vụ lần này e rằng sẽ không quá thuận lợi nếu như chỉ có hai người ta và sư huynh thì có lẽ sẽ nắm chắc hơn một chút thử nghĩ mà xem một tiểu đội đã dạn nứt thì làm sao có thể một lòng chấp hành nhiệm vụ nếu như ngay từ đầu toàn bộ tiểu đội đều nhất trí đoàn kết cho dù không thể hoàn thành nhiệm vụ thì ít nhất cũng có cơ hội toàn thân trở ra. Keng keng. Trong âm thanh kim loại đối chiến, Lâm Phàm bị đánh bay xuống đất, một trong hai tên phó trang chủ nhe răng cười, ngạnh kháng công kích của Tiêu Vẫn, sau đó đánh về phía Lâm Phàm. Vù. Ngay lập tức, bộ móng vuốt sắc bén của tên phó trang chủ kia liền đánh đến trước mặt Lâm Phàm, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ độc quang màu tím trên móng vuốt của đối phương. Mạng của ta xong rồi. Trong lòng Lâm Phàm thầm thở dài một hơi. Vù. Một đạo tiễn quang sắc bén kèm theo kình phong lạnh thấu xương bắn tới, chỉ trong chớp mắt đã vạch phá tơ máu màu tím nhạt ở xung quanh, bắn tới người tên Phó Trang chủ. Phụt, con mắt của tên Phó Trang chủ liền bị mũi tên đâm thủng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn dù sao cũng không phải là cương thi thực sự, chẳng qua là thân thể trải qua luyện chế đặc thù cho nên toàn thân mới cứng rắn như sắt, nhưng vẫn có chỗ hiếm, ví dụ như con mắt chẳng hạn. Triệu sư đệ, Lâm Phàm nhìn về phía thân ảnh trên một cây đại thụ cách ngoài trăm trượng, vù. Thế nhưng, còn không đợi hắn kịp phản ứng thì đạo mũi tên thứ hai, kèm theo chân lực vô cùng sắc bén đã sò xuyên cổ họng của tên phó trang chủ đó. Bịch, tên phó trang chủ khí tuyệt bỏ mình, mắt và cổ họng là hai chỗ hiểm, bị tên nhọn ẩn chứa lực đạo đáng sợ xuyên thủng, xoắn nát cơ nhục. Mạnh như hình trang chủ cũng chấn động đến đờ người. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thiếu niên trên ngọn cây ngoài trăm trượng, mái tóc xanh bay phất phới giữa làn gió đêm, trong một con mắt tràn ngập lạnh lùng, vừa tà dị vừa linh động ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Triệu sư đệ, Triệu Phong, tiểu đội bốn người, thân hãm tuyệt cảnh liền lộ vẻ mừng rỡ. Triệu Phong ở trên đỉnh cây đại thụ, dù cách xa trăm trượng vẫn dùng kim lũ cung bắn ra hai mũi tên, giết chết một vị phó trang chủ, bớt một vị phó trang chủ. Bốn người Hoàng Vân đã được giải vây thành công, trong giây lát không lo bị uy hiếp sinh mạng. Tiểu tử, không phải ngươi đã chạy thoát rồi ư? làm sao ngươi có thể đột phá đám thủ hạ mà ta bố trí cảnh giới hình trang chủ đã kịp thời phản ứng âm trầm nhìn triệu phong đứng ở phía xa bốn người hoàng vân cũng lộ vẻ nghi hoặc lúc trước triệu phong xâm nhập vào rừng cây truy kích địch nhân sau đó đột nhiên biến mất quả thực rất quỷ dị cảnh giới chỉ bằng vào mấy tên gà mờ học đổi trận pháp bọn chúng hay sao triệu phong cười lạnh một tiếng đưa tay ra sau lưng lấy một cái túi rồi quăng về phía lóc cóc lóc cóc trong bao váy có ba cái đầu lâu chảy máu đầm đìa rơi ra con ta hình trang chủ giận giữ bi phẫn ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm triệu phong lộ ra hàn ý lạnh thấu xương mấy người hoàng vân khi nhìn thấy ba cái đầu người này cũng cảm thấy có chút quen mắt một người trong đó chính là quản gia của hình gia trang mà hai người còn lại chính là thiếu trang chủ không có ai chủ trì cái trận pháp gà mờ dựa vào một ít nguyên tinh thạch để vận chuyển này cũng không thể duy trì được bao lâu nữa rất nhanh sẽ giải thể thôi Triệu Phong vô cùng tỉnh táo, kể lại một chuyện chân thực. Thật tốt quá. Đám người Hoàng Vân đều vô cùng vui mừng. Một khi trận pháp bị sụp đổ, bọn hắn cũng sẽ không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa, hoàn toàn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Triệu Phong này quá thật là thiên tài trận pháp, chỉ tiện tay xuất thủ đã có thể ngăn cơn sóng dữ. Mấy người tiêu vẫn liếc mắt nhìn nhau một cái, không thể không bội phục. Thì ra, trong lúc Triệu Phong biến mất, hắn đã tìm ra biện pháp âm thầm phá hỏng tuyệt phong huyễn độc trận sau đó vào thời khắc mấu chốt bắn chết một tên phó trang chủ, giải thoát nguy cơ toàn đội. Có thể nói, Triệu Phong đã cứu được cả tiểu đội, cứu đám người bọn hắn một mạng. Từ chấp và Tiêu vẫn trước kia có chút mâu thuẫn với Triệu Phong, đột nhiên cảm thấy tâm tình phức tạp, có chút hổ thẹn. Tiểu Súc Sinh, giết con của ta, hình trình ta nhất định phải bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Hình trang chủ bàng hoàng, giống lớn một tiếng, hóa thành một đạo bóng tối, đánh về phía Triệu Phong cách ngoài trăm trượng. Không tốt, nhanh ngăn hắn lại. Từ chấp, Tiêu Vẫn và Lâm Phàm đều biến sắc, toàn lực ra tay ngăn cản. Đứng từ góc độ đoàn đội, Triệu Phong có thân phận là thần tiễn thủ và thiên tài trận pháp, có tác dụng rất lớn, tuyệt đối không thể để địch nhân tiếp cận. Hình trang chủ này cũng không phải bị cừu hận che mờ lý trí, mà bởi vì chính bản thân hắn cũng rất rõ điều này. Tiễn thuật của Triệu Phong thật sự đáng sợ, nếu để hắn đứng ở khoảng cách xa thì nhất định sẽ tạo thành áp chế viễn trình trí mạng. Phành phành phành. Công kích của ba người từ chấp, Lâm Phàm, tiêu vẫn đều đánh lên người Hình Trang chủ, thế nhưng khó có thể tạo thành tổn thương mang tính thực chất. Hình Trang chủ vốn là cường giả tam trọng thiên thoát phàm cảnh, lại trải qua luyện chế phương pháp thi luyện, thân thể đã vượt qua phạm chủ nhân loại, lực phòng ngự thực tế vô cùng đáng sợ. Trong tiểu đội, người có thể chính thức kiềm chế Hình Trang chủ cũng chỉ có một mình Lĩnh đội Hoàng Vân. Hoàng Vân, ngăn hắn lại. Lâm Phàm gấp giọng hô lên, tốc độ thân pháp của Hoàng Vân đều rất cao minh. Thật là tinh anh nhị trọng thiên, cộng thêm thần binh phàm cấp trong tay, thậm chí còn có thể khiêu chiến với Tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Đinh, một đao của Hoàng Vân chém trúng hình trang chủ, giả vỡ bị chấn khai, chẳng những không thể ngăn trở mà còn rút lui vài chục bước, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Tại sao có thể làm vậy? Trên mặt Lâm Phàm tràn đầy phẫn hận nhìn về phía Hoàng Vân, ngay cả Từ Chấp và Tiêu vẫn cũng chợt lộ vẻ suy tư. Đắc tội với đệ tử chân truyền, có ân oán với trưởng lão trong tông môn ngươi cũng đừng nên trách ta." Vẻ mặt của Hoàng Vân hết sức lạnh lùng. Thân ở trong tông môn, hắn biết rất rõ quy luật mạnh được yếu thua. Cho dù biết rõ nguyên chí và tuyển thần đang lợi dụng mình, thế nhưng Hoàng Vân vẫn tình nguyện lựa chọn dựa vào cường giả. Nguyên chí là đệ tử chân truyền, sau lưng có trưởng lão tông môn, mà Triệu Phong chẳng qua chỉ là một con sâu cái kiến nhất trọng thiên thoát phàm cảnh, lại không hề có bất kỳ bối cảnh nào. Vĩnh Viễn đứng về phía cường giả, bất kể đúng sai, đây chính là điều tâm đắc của hoàng vân sau khi đặt chân vào tông môn nhiều năm qua nếu đặt triệu phong và đệ tử chân truyền lên cùng một bàn cân để lựa chọn vậy thì hắn tình nguyện trở thành quân cờ cho người ta sai khiến cho nên vào thời khắc mấu chốt hoàng vân cũng không toàn lực ngăn cản hình trang chủ thậm chí còn cố ý nhường đối phương ha ha triệu phong đứng trên đỉnh ngọn cây nở nụ cười quỷ dị vụt thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh sau đó bỗng nhiên xuất hiện nhiều hư ảnh thực huyễn bất định chợt dung nhập vào bóng đêm sau khi lĩnh ngộ huyễn ngư đồ, lại dùng thân pháp phàm phẩm thượng cấp làm căn cơ, thân pháp của Triệu Phong hiện nay đã đạt tới cấp độ huyền diệu nhập huyễn. Cái gì? Tâm thần hình trạng chủ khẽ chấn động, hắn không biết Triệu Phong vừa thi triển loại thân pháp nào, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh hư ảo, thật giả khó phân. Hắn căn bản không biết nên đuổi theo tên nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám Triệu Phong đào thoát. Đó là thân pháp gì? Mấy người trong tiểu đội đều hai mặt nhìn nhau. Tâm thần Hoàng Vân phát lạnh, hắn đã nhìn thấy ánh mắt băng lãnh và thất vọng của triệu phong trước khi rời đi tại thời khắc mấu chốt triệu phong cứu vãn tính mạng của mọi người trong tiểu đội khiến cho tiêu vẫn từ chấp có thể tạm thời quên đi hiềm khích lúc trước nhưng lại không thể nào do động sát cơ của hoàng vân đối với hắn lúc này triệu phong biến mất hình trang chủ đột nhiên mất đi mục tiêu hai mắt chợt trở, trở nên đỏ bừng bắt đầu phát động công kích điên cuồng với bốn người hoàng vân lực lượng của tuyệt phong nguyễn độc trận trong thời gian ngắn cũng không thể sụp đổ mà hình trang chủ lại thí mạng phản công khiến cho mấy người hoàng vân liền trở tay không kịp triệu phong ngươi dám lâm trận bỏ chạy đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoàng mỗ sẽ tấu rõ ràng lên trưởng lão trục xuất ngươi ra khỏi tông môn hoàng vân trong lúc chiến đấu cố gắng thúc giục chân lực đồng thời lớn tiếng uy hiếp sau khi giết chết một tên phó trang chủ bốn người hoàng vân vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ thời gian dần trôi qua trận pháp dần sụp đổ bọn hẳn ít nhất đang đứng ở thế bất bại thế nhưng thời gian dần dần trôi qua lực lượng bên trong tuyệt phong huyễn độc trận vẫn không hề tiêu tán cơ năng thân thể của bốn người trong tiểu đội ngày càng bị độc lực tàn phá chân lực càng lúc càng suy yếu xảy ra chuyện gì tại sao lực lượng của trận pháp còn chưa tiêu tán hô hấp của hoàng vân trở nên rồn rập trên trán ứa ra mồ hội lạnh bị hình trang chủ liên tục ép tới khiến cho tình cảnh của hắn trở nên vô cùng nguy hiểm bởi vì hắn là lĩnh đội có thực lực mạnh nhất cho nên phần lớn hỏa lực của hình trang chủ đều nhằm vào hắn sâu trong rừng cây một thân ảnh thiếu niên thầm lầm bẩm, thời gian uổng cạn nửa chén trà qua đi. Lĩnh đội Hoàng Vân đã bị thương không nhẹ, lực lượng suy kiệt, chỉ còn lại 6 7 thành chiến lực bình thường trên người đã có vài chỗ bị thương ba người, Từ chấp cũng gặp phải nguy cơ, tuy nhiên lại không đáng lo ngại. Vù vù, sâu trong rừng cây, ngẫu nhiên bắn ra một mũi tên, vào thời khắc mấu chốt hóa giải nguy cơ cho mấy người lâm phàm. Thì ra là Triệu sư đệ đang núp trong bóng tối trợ giúp chúng ta. Trên mặt lâm phàm liền lộ vẻ cảm kích và mừng rỡ tiêu vẫn và từ chấp cũng được trợ giúp mấy lần, biến nguy thành an, cho nên cả hai đều rất cảm kích triệu phong. Chỉ có Hoàng Vân là vẻ mặt tràn đầy phiền muộn, không ngừng gào thét giận dữ. Trong mấy người, chỉ có hắn là không được triệu phong trợ giúp. Dù hắn gặp phải nguy cơ sinh tử thì triệu phong ở trong chỗ tối, cũng không hề có ý xuất thủ giải vây. Triệu phong, ngươi là tiểu tử vô sỉ, muốn bức chết ta sao? Lúc Hoàng Mỗ trở lại tông môn, nhất định sẽ bẩm báo ngươi tại chấp pháp đường. Hoàng Vân giận dữ hét, Chấp pháp đường. Nghe thấy ba chữ này, mấy người tiêu vẫn liền cảm thấy tâm thần run rẩy. Trong Hiểu Nguyệt Tông chia thành một số đường, trong đó, quyền lực của Chấp pháp đường là lớn nhất, nắm giữ luật pháp sinh tử, là ác mộng đối với những người vi phạm quy tắc tông môn. Hai, Hoàng sư huynh nói lời này là sai rồi, Triệu Mỗ cũng đang dốc hết toàn lực, nhưng chỉ có thể bảo toàn cho bạn người. Cũng giống như Hoàng sư huynh vừa rồi không thể ngăn cản hình trang chủ đuổi giết ta vậy đó. Triệu Phong Nhạc nhẽo đáp lời. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Hoàng Vân lập tức cứng lại. Vừa rồi hắn cố ý nhường hình trang chủ, không cứu viện Triệu Phong, bây giờ đối phương cũng cố tình không cứu viện hắn. Lấy đạo của người, dùng trên thân người. Hoàng Vân á khẩu không trả lời được, nhất thời vừa lo lắng vừa tức giận, chỉ hận không thể bầm thay Triệu Phong thành vạn đoạn. Một mặt khác, trong lòng hình trang chủ thì lại mừng thầm, may là tiểu đội tông môn này cũng không toàn tâm hiệp lực, bằng không thì quả thật rất khó ứng phó. Trong lúc hắn đang suy nghĩ như vậy thì đột nhiên xảy ra dị biến. Vù vù vài đạo mũi tên chân lực lạnh lẽo vạch phá bầu trời đêm bắn thẳng về phía hình trang chủ và phó trang chủ phụt chân của tên phó trang chủ kia liền bị trừng lên thân hình lào đảo chừng phải trọng kích của mấy người từ chấp uy lực tiễn thuật của triệu phong mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng bộ vị mà hắn bắn chừng chính là đốt xương vù một mũi tên trong đó gần như xẹt qua mí mắt của hình trang chủ dọa hắn đổ một thân mồ hôi lạnh tại thời khắc mấu chốt triệu phong lại lần nữa phát động phản kích sắc bén ác liệt đánh cho địch quân trở thay không kịp vụt một hư ánh biến ảo bất định từ không trung ép xuống phong lôi trưởng trang chủ và phó trang chủ chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng sấm tâm thần rung động ầm um, ầm um. một trưởng phát ra tiếng gió và sấm sét đánh lên người phó trang chủ tên phó trang chủ kia bị thương ở chân hành động bất lợi lập tức bị phong lôi trưởng đánh trúng đầu Rắc phó trang chủ ngay cả hét thảm cũng không kịp thì đầu lâu đã bị đánh vỡ thành nhiều mảnh tử vong tại chỗ lúc hắn ngã xuống đất bỏ mình mọi người trên sân còn mơ hồ cảm thấy bên tai nổ vang tiếng sấm một trưởng giết chết phó trang chủ uy năng đáng sợ kia khiến cho hình trang chủ vốn là người có tu vi cao nhất cũng phải động dung phụt cùng lúc đó tờ máu màu tím nhạt đang bao phủ xung quanh đột nhiên bong ra từng mảng đoàn gió cực lớn trên đỉnh đầu lập tức sụp đổ giải thể trận pháp phá rồi mọi người cùng nhau liên thủ bắt giết tên trang chủ kia hoàng vân khẽ thở phào một hơi trong lòng cảm thấy phấn khởi cao giọng quát tiểu đội năm người liền cảm thấy chiến ý tăng vọt sau đó lao thẳng về phía hình trang chủ chạy trong lòng hình trang chủ hoảng loạn tự biết là mình không còn khả năng xoay chuyển cục diện nữa không có sự ước thúc của trận pháp lực lượng của tiểu đội năm người sẽ càng ngày càng mạnh hơn thân là cường giả tam trọng thiên thoát phàm cảnh tốc độ của hình trang chủ cực kỳ nhanh ở đây e rằng cũng chỉ có triệu phong và hoàng vân là có thể đuổi theo mà thôi hoàng vân âm thầm cả kinh không ngờ một tiểu tử nhất trọng thiên thoát phàm cảnh như Triệu Phong lại có tốc độ thân pháp sánh ngang với mình. Phải biết rằng, thân pháp của hắn ở trong đám đệ tử nội môn cung cấp, cũng thuộc loại số 1 số 2, thậm chí tiếp cận đệ tử Tam Trọng Thiên. Vụt, khoảnh khắc thân ảnh của hình trang chủ nhoáng lên, đột nhiên biến mất khỏi sườn núi trước mặt. Mọi người khẽ giật mình, chờ mắt nhìn mục tiêu bỏ chạy càng ngày càng xa. Nơi này có trận pháp che giấu, bên trong quá nửa là nơi chứa đựng bí mật của hình trang chủ. Hoàng Vân đi tới trước sườn núi ánh mắt lóe sáng, có vài phần phấn khởi kích động. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, đột nhiên thông suốt. Trong tình báo đã nêu rõ, tu vi của hình trang chủ vốn chỉ là nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, cũng giống như Quảng Quân Hầu, nhiều năm qua vẫn không cách nào đột phá. Thế nhưng, hắn làm sao có thể đột phá tam trọng thiên thoát phàm cảnh trong thời gian ngắn ngủi, lại còn tu luyện một môn công pháp đáng sợ như vậy? Ôn độc bao phủ toàn bộ sơn trang này, rốt cuộc từ đâu mà đến? Hoàng Vân phỏng đoán rằng, bí mật chắc chắn ẩn chứa trong trận pháp này rất có thể nó là một truyền thừa tà đạo, thậm chí bên trong còn có di chỉ thượng cổ hay là một động thiên khác. Tất cả đáp án đều bày ra trước mắt. Triệu sư đệ, chỉ cần ngươi chịu ra tay phá trận, vậy thì ta có thể phân cho ngươi ba phần lợi ích. Hoàng Vân cố nặn ra vẻ tươi cười, truyền âm với thiếu niên độc nhãn tóc xanh ở bên cạnh. Trong tiểu đội năm người, chỉ có một mình Triệu Phong là hiểu về trận pháp, thậm chí còn có danh tiếng thiên tài trận pháp trong tông vụ đường. Lúc này, đối mặt với truyền thừa tà đạo được trận pháp kia ểm hộ, ánh mắt của bốn người đều tha thiết nhìn về phía hắn mặc dù hoàng vân là lĩnh đội nhưng lúc trước thường chèn ép lừa gạt triệu phong tình cảnh ngươi chết ta sống bây giờ lại đổi thành một khuôn mặt nịnh nọt tươi cười nếu như cầu viện tông môn vậy thì sẽ không chiếm được chỗ tốt trong thuyền thừa tài đạo trong lòng hoàng vân cũng có tính toán của riêng mình bây giờ chỉ có cách lợi dụng triệu phong để phá trận sau đó tiến vào khu vực truyền thừa tài đạo thứ nhất là có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ hai là sẽ có cơ hội lấy được chỗ tốt trong truyền thừa về phần lợi ích mà vừa rồi đã hứa, Hoàng Vân chỉ âm thầm cười lạnh, lần này hắn lĩnh đội chấp hành nhiệm vụ, mục đích thực sự chính là dồn Triệu Phong vào chỗ chết. Nếu như trong khi xâm nhập truyền thừa, có thể thuận tiện giết chết Triệu Phong, vậy thì đó quá thật là một tiễn trúng ba con chim. Triệu Phong đứng trên dốc núi, nheo mắt lại, cũng không lên tiếng. Triệu sư đệ, nghe nói ngươi là thiên tài trận pháp ở trong tông vụ đường, không biết có thể phá vỡ trận pháp này không? Hoàng Vân nở nụ cười tươi giói, trong lời nói tràn ngập sự lấy lòng mấy người từ chấp đều nhìn về phía triệu phong với ánh mắt mong chờ. đừng có lôi kéo làm quen với ta. thanh âm của triệu phong hết sức lạnh lùng, giống như đang cảnh tỉnh, khiến cho sắc mặt hoàng vân biến đổi, lúc xanh lúc đỏ. thế nhưng dưới kỳ ngộ và lợi ích trước mắt, hắn cũng không thể phát tác. hoàng sư huynh, triệu sư đệ đang phá trận, chúng ta đừng quấy giày hắn. từ chấp nhìn vẻ mặt chuyên chú của triệu phong liền kéo hoàng vân qua một bên. trọng lòng hoàng vân có chút phiền muộn, lửa giận mơ hồ thiêu đốt đành phải theo lời từ chấp mà xuống thang triệu phong đứng trước mặt sửa núi trên mặt hiện lên một tia trào phúng căn bản không để trong lòng lợi ích mà hoàng vân đem ra dụ dỗ. nhìn trận pháp đang được che giấu trước mắt khóe miệng hắn không khỏi nhách lên một đường cong tại phương diện tạo nghệ trận pháp triệu phong hiển nhiên cao minh hơn học đồ bình thường rất nhiều thế nhưng vẫn có sự tranh lệch nhất định với trận pháp sư có uy tín lâu năm nếu như muốn triệu phong bố trí vài cái trận pháp cho dù thúc ngựa thì hắn cũng không đuổi kịp những lão trận pháp sư khác thế nhưng nếu chỉ xét ở phương diện phá trận, vậy thì Triệu Phong lại có lòng tin rất lớn. Nhờ vào mắt trái thần bí, ngay cả một vài trận pháp thâm ảo khổng lồ trong tông môn, cũng bị hắn nhìn qua một lượt là có thể thấy hết. Ví dụ như quy nguyên trận của đầm thiên diệp, Triệu Phong vẫn có thể tìm ra một vài sơ hở trong đó. Ngay cả trận pháp cường đại bố trí bên trong lũ không lâu, truyền thừa đã lâu, vẫn bị Triệu Phong tìm ra lỗ hổng, sau đó thu được một vài môn công pháp phàm phẩm thượng cấp. Chẳng qua, bây giờ Triệu Phong cũng không thể biểu hiện quá dễ dàng được. Ảo trận ở đây, chị e đã có từ rất lâu rồi, quá thật bất thường. Triệu Phong ra vẻ trầm ngâm, nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt chuyên tâm, chú ý nhìn về phía trước. Mấy người Hoàng Vân ở sau lưng hắn cũng không dám thở mạnh một cái, sợ rằng sẽ quấy rầy hắn. Thật lâu sau, Triệu Phong kéo bịt mắt xuống, chỉ để lộ một kẽ hở nhỏ, sau đó lấy ra kim lũ cung, cách không bắn ra mấy mũi tên. Kim tiễn phát ra âm thanh sắc nhọn, kèm theo chân lực cường đại đâm về phía huyễn trận trước mặt thế nhưng sau khi mũi tên biến mất ảo trận ở trước mặt lại không hề biến hóa triệu sư đệ rốt cuộc có làm được không hoàng vân có chút lo lắng triệu phong không để ý đến hắn lạnh lùng đứng yên tại chỗ đợi một lát sau chỗ sườn núi phía trước đột nhiên xuất hiện một trận lắc lư quỷ dị oành giữa không trung vòng ánh sáng bảo vệ màu xích huyết ở sườn núi trước mắt đột nhiên biến mất trong hư không trong bụi bặm cuồn cuộn xuất hiện một cái miệng quật Đất đá bên trong động quật có màu đỏ hết sức quỷ dị, khí tức âm trầm khiến người khác cảm thấy tâm thần bất an. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cửa động quật, sắc mặt hưng phấn, ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Phá trận thành công rồi. Triệu Phong khẽ thở ra một hơi, sau đó đột nhiên nói, "Hoàng sư huynh, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ lại muốn sư đệ nhất trọng thiên thoát phàm cảnh này thay ngươi xông trận?" Khuôn mặt Hoàng Vân khẽ đỏ lên, có chút do dự nói, "Không biết trong động quật còn có trận pháp cơ quan nào không?" ha ha, tên hình trang chủ kia vốn chỉ là nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, vô tình lọt vào lỗ hồng của trận pháp, cho nên mới có thể bình yên tiến vào động quật, nhận được kỳ ngộ truyền thừa, chẳng lẽ sư huynh không có lòng tin với bản thân? Triệu Phong nhẹ nhàng cười. Hoàng Vân này xảo trá âm tàn, thế nhưng lại nhát như chuột. Nếu sư huynh đã không dám, vậy thì để ta lên trước đi. Vẻ mặt từ chấp tràn ngập mong đợi, bộ dạng dục dịch muốn thử. Chậm đã, để ta đi. Hoàng Vân mỉm cười tự tin, sau đó dẫn đầu xông trận, xâm nhập vào trong động quật. Đám người tiêu vẫn đều kinh ngạc, không ngờ Hoàng Vân này lại trở mặt nhanh như vậy. Triệu Phong cười thầm, Hoàng Vân này rõ ràng là, lo lắng kỳ ngộ sẽ bị đám người từ chấp nhanh chân giành trước. Bởi vì tu vi của từ chấp cũng tiếp cận với hắn. Đồng thời, Hoàng Vân cũng không xem nhẹ Triệu Phong, tên thiếu niên nhất trọng thiên này có lẽ càng đáng sợ hơn. Dù sao thì người tu luyện phong lôi trưởng đều không có ai là người bình thường. Đoạn phía trước của động quật hơi hẹp, chỉ có thể dung nạp một người đi vào. Đi được hơn 10 trượng thì con đường phía trước đã dần rộng hơn. Triệu Phong cũng chú ý tới một vài chi tiết, động quật này rõ ràng có dấu vết con người mở ra. Càng xâm nhập vào sâu trong động quật, một luồng khí tức huyết tinh âm lãnh càng phát ra rõ ràng hơn. Luồng khí tức kia khiến trái tim của Hoàng Vân đập nhanh hơn, âm thầm mừng rỡ. Phỏng đoán không sai, quả nhiên trong động quật có truyền thừa tài đạo. Chỉ có Triệu Phong là nhíu mày, mắt trái của hắn đột nhiên nhảy lên nhanh hơn, tâm thần hơi có chút bất an. Dựa theo phân tích của hắn, xác suất trong động quật có truyền thừa tà đạo là rất lớn, thế nhưng cũng có một loại khả năng khác. Sau khi xâm nhập hơn trăm trượng, vách đá bên trong động quật đã gần như biến thành màu xích huyết. Từ chấp nhìn về phía trước, đột nhiên kinh hô một tiếng. Phía trước động quật đột nhiên rộng mở sáng sủa, hiện ra một quảng trường do đá tảng màu xích huyết cấu tạo thành. Trên quảng trường có một tòa thạch điêu huyết sắc cao tới 10 trượng, phát ra khí tức năm tháng xa xưa. Tòa thạch điêu huyết sắc này khắc hình một chư thiên ma đầu lạnh lùng bẽ nghệ đầu tóc đỏ rực, giữa mi tâm có một vòng xích nguyệt, hai con ngươi cũng lập lòe ánh sáng màu đỏ, thân thể cao lớn như ma thần. Sau lưng ma đầu này có một đôi huyết rực rộng đến vài chục trường, có khí thế che khuất bầu trời. Đối mặt với pho tượng xích nguyệt ma đầu, tâm thần triệu phong khẽ động. Nghĩ đến mái tóc xanh và đồng tử màu xanh của mình, không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác cộng minh. Lúc năm người đối mặt với tòa thạch điêu huyết sắc, trong tâm linh đột nhiên sinh ra rung động mãnh liệt, thậm chí còn có cảm giác muốn phủ phục triều bái chẳng lẽ đây là tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào xích nguyệt ma đầu sắc mặt hoảng sợ vô cùng kinh hãi triệu phong rõ ràng nhìn thấy lỗ chân lông khắp toàn thân tiêu vẫn đang đổ mồ hôi lạnh ào ào xích nguyệt ma giáo hoàng vân thốt ra một chữ thanh âm run rẩy cũng không biết là đang sợ hãi hay hưng phấn xích nguyệt ma giáo trong lòng triệu phong chấn động bỗng nhiên nhớ lại một vài tin tức liên quan ở trong đầu mấy trăm năm trước trên đại lục thanh hoa từng xuất hiện một thế lực siêu cấp khổng lồ gọi là xích nguyệt ma giáo giáo chủ của xích nguyệt ma giáo vốn là một bí ẩn nghe nói hắn đã từng đạt được một truyền thừa nào đó của viễn cổ chiếm được kỳ ngộ tu thành ma công cái thế một thân đại năng thần thông bao trùm vô số cường giả trên đại lục xích nguyệt giáo chủ sáng lập ma giáo nhất thời trở nên huy hoàng tại thời điểm đó trên đại lục gần như không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản đừng nói là tông môn như hiểu nguyệt tông cho dù là hàng loạt tông môn siêu cấp của bắc đại lục ở trước mặt đại quân ma giáo cũng không hề có sức phản kháng. Lúc ma giáo đạt tới đỉnh điểm cường thịnh đã gần như quét ngang đại lục. khi đó, toàn bộ thế lực tông môn trên đại lục đều gặp phải nguy cơ rất lớn. sau đó, người đại tông môn liên thủ lại tạo thành một liên minh thống lĩnh thế lực của toàn bộ đại lục mới có thể miễn cưỡng tiêu diệt xích nguyệt ma giáo. về phần xích nguyệt giáo chủ cuối cùng còn sống hay đã chết thì vẫn là một bí ẩn. có người nói rằng xích nguyệt giáo chủ đã vẫn lạc, nhưng vẫn có người nói hắn bị phong ấn ở một nơi cấm kỵ nào đó. Còn có người nói hắn đã đoạt xá trọng sinh, chờ đợi cơ hội trong tương lai có thể đông sơn tái khởi. Tóm lại, xích nguyệt ma giáo là một cấm kỵ của đại lục này, là công địch của tất cả tông môn và toàn thể nhân loại. Chỉ thiếu chút nữa thì nó đã chính thức thống nhất đại lục. Đây chính là chuyện mà vạn năm qua chưa từng phát sinh. Lúc này, đột nhiên biết được bí quật này có liên hệ với xích nguyệt ma giáo, mấy người ở đây liền cảm thấy không rét mà run, giống như bước vào quỷ môn quan đây có lẽ là một cứ điểm nhỏ mà ngày xưa xích nguyệt ma giáo đã lưu lại ma giáo bị diệt sạch ở đây có lẽ đã không còn dư nghiệt ma giáo nữa bằng không thì hình trang chủ cũng khó mà toàn thân trở ra hoàng vân hít sâu một hơi miễn cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại năm người thoáng thương nghị một chút sau đó quyết định xâm nhập vào trong dù sao thì hình trang chủ vẫn có thể toàn thân trở ra khỏi cứ điểm này lại còn chiếm được kỳ ngộ có thể thấy được trong bí quật này có lẽ không còn gì uy hiếp nữa nói cách khác, nếu như nơi này có dư nhiệt của ma giáo, cho dù là một tiểu lâu la thì mấy người ở đây cũng không thể chống đỡ được. bước vào quảng trường, phía trước đột nhiên xuất hiện ba con đường màu máu. trong ba huyết đạo này, đường chính giữa là lớn nhất. huyết đạo ở giữa có dấu chân, có lẽ hình trang chủ đã vào đó. chúng ta mong nghĩ cách giết hắn để hoàn thành nhiệm vụ, đừng lo nghĩ những chuyện khác nữa. từ chấp vừa đề nghị liền nhận được sự tán thành của mọi người. năm người trực tiếp đi thẳng vào trong huyết đạo ở giữa càng xâm nhập vào sâu bên trong mùi huyết tinh bên trong càng lúc càng rõ ràng đám người hoàng vân liền cảm thấy căng thẳng cảnh giác dò xét khắp bốn phía cuối cùng cũng đi tới điểm cuối của huyết đạo phía trước xuất hiện một vách đá huyết sắc bên dưới có một cái huyết trì gần như khô cạn bên trong huyết chi có một thi thể huyết sắc đang lặng lẽ nắm yên bên trong toàn thân bộ thi thể hiện động những đường vân màu bạc xung quanh còn có rất nhiều thứ lộn xộn đại nhân không ngờ bọn hắn đã xông vào rồi điều này làm sao có thể hình trang chủ ngồi bên cạnh huyết trì, hoảng sợ thất sắc nhìn qua tiểu đội năm người. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ rằng tiểu đội năm người kia lại có thể thông qua trận pháp, xâm nhập vào cứ điểm tạm thời mà Sích Nguyệt Ma giáo lưu lại. Đại nhân, chẳng lẽ ở đây còn có người thứ hai? Trái tim của năm người Triệu Phong đột nhiên đập thình thịch một cái. Nếu như trong động quật này thực sự có dư nghiệt của Sích Nguyệt Ma giáo, bọn hắn quả thật không có sức phản kháng. Theo ánh mắt của hình trang chủ, lực chú ý của tiểu đội năm người cũng dừng lại trên huyết thi ngân văn kia ồ ồ một ít huyết dịch hoặc có thể nói là máu tươi còn sót lại bên trong huyết trì phát ra từng trận rung động nhỏ tâm thần triệu phong đột nhiên nhảy dựng trong khoảnh khắc tiếp đó một luồng khí tức huyết tinh khủng bổ nhiếp hồn và áp bách tinh thần vô hình tràn ra gần như khiến người khác phải thổ huyết bịch bịch tiêu vẫn và lâm phàm đều không chịu được loại áp bách này liền trực tiếp nửa quy trên mặt đất huyết dịch màu xanh trong cơ thể triệu phong cũng có chút rung động kháng cự lại luồng áp bách huyết mạch linh hồn này. Tiểu bối vô tri, xâm nhập vào di chỉ của ma giáo, quấy rầy bổn tọa tĩnh tu, hôm nay vừa vặn đem các ngươi huyết tế, khôi phục thương thế ngày xưa. Thanh âm xâm lãnh vô cùng kinh dị, vang vọng khắp thạch quật. Huyết thi ngân văn bên trong huyết chi, chậm rãi đứng lên, trong hai tròng mắt lộ ra một luồng xích nguyệt huyết quang kinh hồn. Không thể nào tưởng tượng được, một bộ huyết thi đã chết từ lâu vẫn có thể còn sống mà đứng lên đám người Hoàng Vân ở trong áp bách sợ hãi vô tận, toàn thân không ngừng run rẩy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Huyết thi ngân văn chậm rãi đứng dậy từ trong huyết trì khô cạn, giống như người chết sống lại, kèm theo đó là một luồng thi khí âm lãnh đáng sợ, uy áp tinh thần vô hình tràn ngập khắp xung quanh vách đá của huyết trì. Oanh oanh, toàn bộ vách núi huyết sắc và động quật đều phẳng phất, như đang lắc lư trước lực lượng tà đạo kinh thiên, cảm giác như địa chấn vậy. Đám người Hoàng Vân lâm vào sợ hãi vô tận, hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt, ngay cả ý niệm chống cự cũng không có. Đại nhân tha mạng. Hoàng Vân là người đầu tiên bị sợ hãi cực độ dọa cho chảy nước tiểu, phịch một tiếng, chủ động quỳ trên mặt đất. Hoàng Vân, người thân là lĩnh đội, vậy mà lại sợ chết, thần phục dư nghiệt của ma giáo. Bốn người từ chấp liền cảm thấy sỉ nhục, trái tim trở nên lạnh lẽo. Với tư cách là lĩnh đội, vậy mà lại đầu hàng địch nhân, sự gắn kết giữa tiểu đội lập tức sụp đổ dưới sự mắng chửi của mấy người hoàng vân vẫn làm như không nghe thấy quỳ trên mặt đất cầu xin huyết thi ngân văn tha mạng vĩnh viễn đứng về phía cường giả đây chính là chân lý để hoàng vân có thể sinh tồn trong tông môn không có con đường lựa chọn thứ hai đối với uy danh của xích nguyệt ma giáo vào mấy trăm năm trước hoàng vân cũng từng nghe qua trong ma giáo cho dù là một tiểu lâu la cũng đủ để diệt sạch đám đệ tử bình thường trong tiểu tông môn như bọn hắn rồi huống chi uy lực và khí thế của huyết thi ngân văn trước mặt cường đại như vậy còn dám tự xưng là bổn tọa, tuyệt đối không phải là lâu la trong ma giáo, chỉ e cũng là nhân vật cao tầng của ma giáo. Ma giáo ngày nữa, bất kỳ một cao tầng nào cũng đều là ma đầu cự phách trấn nhiếp một phương, có thể dễ dàng tiêu diệt một tông phải như Hiểu Nguyệt Tông. Ha ha, đám tiểu bối kia, vị đại nhân này chính là Huyết Cương Đà hộ pháp, một trong 108 đà của Sích Nguyệt Ma giáo. Các ngươi nhanh thúc thủ chịu trói, như vậy có lẽ vẫn còn một con đường sống. Trên mặt hình trang chủ đầy vẻ dữ tợn đắc ý, từ trong góc xuất hiện. Hoàng Vân bái kiến hộ pháp đại nhân, xin nguyện làm chó ngựa cho đại nhân sai khiến. Trên mặt Hoàng Vân lộ vẻ vui mừng, cuống quýt dập đầu, biểu đạt sự trưng tâm. Nghe đồn, xích nguyệt ma giáo có 12 đường, 108 phân đà, thế lực vô biên, thẩm thấu khắp mọi nơi, gần như thống cả đại lục. Trong 108 phân đà, bất kỳ thế lực của phân đà nào cũng có thể nhẹ nhàng tiêu diệt liên minh Hoành Vân thập Tam Tông cho dù có thêm vào thế lực của hai đại cường quốc thì cũng không cách nào địch nổi bởi vậy có thể thấy được một phân đà của xích nguyệt ma giáo có lực lượng đáng sợ như thế nào mà huyết thi ngân văn trước mắt không ngờ lại chính là hộ pháp của huyết cương phân đà địa vị gần ngang với đà chủ từ đó có thể thấy được thân phận của hắn nếu đặt ở mấy trăm năm trước cho dù là tông chủ của hiểu nguyệt tông thì e rằng cũng phải cung kính với hắn nên làm gì bây giờ trong lòng từ chấp cảm thấy bối rối vô thức nhìn về phía triệu phong ở bên cạnh Hắn cũng không biết tại sao mình lại hỏi ý kiến của thiếu niên độc nhãn tóc xanh này. Từ khi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đến nay, đấu óc tỉnh táo và khả năng khống chế cục diện của Triệu Phong vẫn khiến mọi người phải bội phục. Chính nhờ có hắn mà tiểu đội mới có thể sống sót đến ngày hôm nay, thậm chí là xâm nhập vào Xích Nguyệt Ma Quật. Trong năm người ở đây, cũng chỉ có Triệu Phong là có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Trong không gian của mắt trái, vực sâu màu xanh phát ra một luồng khí tức lặng lẽ xa xưa, dung hợp với huyết dịch màu xanh nhạt trong cơ thể hóa giải áp bách tinh thần bên ngoài thành vô hình vụt triệu phong đột nhiên khẽ vươn tay đập lên bả vai của lâm phàm ở bên cạnh tâm thần lâm phàm chấn động chỉ cảm thấy một luồng chân lực linh giật sắc bén khơi thông khí huyết bị đè nén của mình tâm thần run rẩy cũng dần thả lỏng hán lộ ra một tia cảm kích miễn cưỡng đứng lên ngăn cản áp bách tinh thần này từ vực sâu vô tận đi ra lâm phàm liền cảm thấy mình đã chiến thắng sợ hãi nội tâm vượt qua tâm ma của bản thân bắt đầu từ chấp bắt trước làm theo, đưa tay vỗ lên người Tiêu Vẫn một cái, sau đó cũng từ trên mặt đất đứng dậy. Tiêu Vẫn và Lâm Phàm thành công đứng lên, đối mặt với huyết thi ngân văn ở trong huyết chỉ khô cạn, vẫn có cảm giác thở không nổi. Tuy nhiên, tiểu đội của năm người cuối cùng cũng khôi phục một phần chiến lực, chỉ còn lại người lĩnh đội là Hoàng Vân là vẫn phủ phục trên mặt đất, không dám đứng dậy. Mấy tên tiểu bối các ngươi, còn không mau thần phục hộ pháp đại nhân, chẳng lẽ các ngươi đều chán sống rồi? hình trang chủ thấy mấy người đứng lên kinh hãi giống lớn a à, huyết thi ngân văn há miệng thanh âm có chút nặng nề trầm thấp khiến mọi người kinh hãi tới lạnh mình trong năm người các ngươi chỉ có hai người có thể toàn mạng trở thành nô bộc của bổn tọa những người còn lại đều phải trở thành vật hy sinh bị huyết tế âm thanh lạnh lẽo trầm thấp của huyết thi ngân văn vang vọng khắp bốn phía vách đá sắc mặt của tiểu đội năm người lập tức biến đổi đặc biệt là hoàng vân trong mắt hắn thoáng hiện một tia sát cơ âm thầm thúc dục chân lực ha <Hà> ha hoàng vân lĩnh đội cho dù ngươi giết chết ba người trong chúng ta cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người e rằng cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh bị huyết tế thanh âm trào phúng của triệu phong vang lên thân hình hoàng vân đang quy trên mặt đất không khỏi cứng đờ không biết là bởi vì đã bị triệu phong nhìn thấu động cơ hay là tâm thần đang do động nữa đúng vậy ma đầu này chỉ muốn chia rẽ thực lực của chúng ta mà thôi mọi người đứng mắc lừa lâm phẩm hô lớn một tiếng Trước tình cảnh nguy cơ sinh tử, chỉ có Triệu Phong là vẫn còn tỉnh táo, không bị lời nói của huyết thi ngân văn ảnh hưởng. Bổn tọa vừa thức tỉnh không lâu, vừa vặn thiếu khuyết người, các ngươi lại dám nghi ngờ lời nói của ta. Chẳng lẽ nghĩ rằng ta không dám giết sạch các ngươi? Thanh âm của huyết thi ngân văn càng trở nên lạnh lẽo như băng, lộ ra sát cơ chí mạng. Thể xác và tinh thần của mọi người đều rét lạnh, không hề hoài nghi thực lực và sát ý của huyết thi ngân vân chút nào. Giao động trong lòng Hoàng Vân rất nhanh đã được ổn định, thầm nghĩ, nếu như thần phục thì có lẽ vẫn còn một đường hy vọng, nếu như phản kháng, vậy thì thật sự hết hy vọng. Hộ pháp đại nhân, nếu ngươi thật sự có năng lực, tại sao không phất tay bắt gọn hay diệt sát chúng ta? Cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy? Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, đột nhiên nói lời này vừa nói ra, bầu không khí ở đây lập tức cứng lại. Từ chấp, Lâm Phàm, Tiêu vẫn đều là người cơ linh, sau khi nghe Triệu Phong nhắc nhở, lập tức hiểu ra. Không phải nghi ngờ, huyết thi ngân văn lúc này nhất định đang suy yếu. Nếu không cũng sẽ không cần huyết tế để khôi phục thương thế. Nếu như Huyết Thi Ngân Văn nắm giữ lực lượng tuyệt đối, hoàn toàn có thể phất tay một cái để diệt sát hoặc bắt giữ mấy người, sau đó dùng phương pháp huyết tế để khôi phục thương thế. Ngươi, Huyết Thi Ngân Văn khẽ giật mình, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, nói, ngươi cho rằng ta không có năng lực làm vậy? Vừa mới nói xong lời này, khí tức tinh thần huyết tinh âm lãnh liền ập tới, cuồng phong gào thét, phảng phất núi đá dao động lắc lư ha ha chỉ là uy hiếp trên phương diện tinh thần mà thôi hộ pháp đại nhân chẳng lẽ ngươi chỉ có cái vỏ ngoài còn thân thể thì đã không còn bao nhiêu lực lượng nữa ánh mắt của triệu phong rất lợi hại vẫn thản nhiên nói sau khi đột phá thoát phàm cảnh mắt trái đã phát sinh dị biến nắm giữ một loại lực lượng không rõ ở phương diện tinh thần huyết thi ngân văn kia chính thức phát động tinh thần uy hiếp chẳng qua mạnh hơn thất trọng thiên thoát phàm cảnh một chút triệu phong lập tức nhạy cảm phát hiện đối phương đang suy yếu vừa rồi uy thế đáng sợ của huyết thi ngân văn giống như khiến núi đá lắc lư, tình cảnh kinh thiên động địa, dường như cũng chỉ là vận dụng tinh thần ảo thuật mà thôi. Chỉ tiếc rằng Triệu Phong có mắt trái thần bí, dường như có được khả năng miễn dịch với một vài loại ảo thuật và ảo trận. Nhất trọng thiên thoát phàm cảnh. Làm sao có thể? Huyết thi ngân văn không thể tin nổi, cuối cùng trong mắt cũng hiện lên một tia bối rối. Vốn theo kế hoạch của hắn, dùng tinh thần uy hiếp đe dọa một phen, đủ dọa mất sạch chiến lực của mấy người, sau đó lại lợi dụng lời nói phân hóa chỉ chừa lại hai người còn sống để bọn họ tự giết lẫn nhau cuối cùng bản thân làm ngư ông hưởng lợi thế nhưng huyết thi ngân văn lại hoàn toàn không ngờ đến việc xuất hiện một dị số như triệu phong ha ha thì ra tên này chỉ có cái vỏ ngoài mà thôi từ chấp cười lớn một tiếng mấy người lập tức thở phào một hơi chợt tỉnh ngộ bọn họ có thể trở thành đệ tử nội môn cũng không phải là loại ngu xuẩn thậm chí còn rất thông minh thế nhưng cũng chỉ có triệu phong ở trong loại tuyệt cảnh như vậy mà vẫn giữ được tỉnh táo. Bây giờ có thể xác định được một điều, đó là huyết thi ngân văn vừa thức tỉnh không lâu, thân bị thương nặng lực lượng rất có hạn. Ít nhất thì hắn cũng không có thực lực mang tính áp đảo. Bởi vậy, đội năm người bọn họ vẫn còn hy vọng phản kháng ngoại trừ Hoàng Vân là, vẫn kinh nghi bất định và do dự ra, bốn người còn lại, trên thân đều dâng tràn chiến ý, triệu phong lộ vẻ vui mừng, khẽ thở vào một hơi, chỉ bằng vào lực lượng của một mình hắn, e rằng không thể nào chống lại huyết thi ngân văn và hình trang chủ. Thế nhưng nếu như có thể ngưng tụ lực lượng của tiểu đội, vậy thì phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Tiểu bối vô chi. Các ngươi đã từ bỏ cơ hội cuối cùng, vậy bổn tọa sẽ diệt tuyệt các ngươi. Hai tròng mắt của huyết thi ngân văn đột nhiên chớp động ánh sáng xích huyết lạnh lẽo, toàn thân dao động một tầng thi khí máu tư huyết, trong hư không cũng ngưng kết một luồng áp bách kinh hồn động phách. Thân hình huyết thi ngân văn nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía tiểu đội năm người mà hình trang chủ cũng theo sát phía sau hắn soạt hoàng vân sợ hãi lăn trên mặt đất một vòng lăn tới bên cạnh tiểu đội ý đồ hợp sức với bốn người còn lại thế nhưng hắn đã đánh giá sai tốc độ và thực lực huyết thi ngân văn bởi vì đối phương còn mạnh hơn hình trang chủ nhiều đã tiếp cận tứ trọng thiên thoát phàm cảnh vù móng vuốt sắc bén màu bạc của huyết thi ngân văn xẹt qua vai hoàng vân a à, hoàng vân kêu thảm một tiếng một cánh tay rơi xuống đồng thời một luồng thi độc âm lãnh có tính ăn mòn cũng xâm nhập vào cơ thể cứu ta hoàng vân gào lớn một tiếng nhìn đám người triệu phong cầu cứu bốn người hít một hơi khí lạnh không nghĩ rằng lúc huyết thi ngân văn đang suy yếu mà vẫn còn thực lực đáng sợ như vậy ta đi cứu hoàng vân kiềm chế huyết thi các ngươi hãy nghĩ biện pháp tiêu diệt hình trang chủ triệu phong kéo ra kim lũ cung sau đó truyền âm với ba người ba người từ chấp liếc nhìn triệu phong một cái thật sâu sau đó đánh về phía hình trang chủ phát động công kích tuyệt mạng sách lược của triệu phong cũng không khó đoán ra trước hết tập trung hỏa lực tiêu diệt hình trang chủ sau đó sẽ cùng nhau quần ẩu huyết thi thế nhưng trước đó cần phải có người chế trụ huyết thi có thực lực mạnh nhất đó chính là điểm mấu chốt thế nhưng triệu phong thật sự có thể chế trụ được huyết thi sao vù vù vài mũi tên nhọn màu vàng kèm theo chân lực chấn động mãnh liệt bắn về phía huyết thi ngân văn như thiểm điện đinh 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 mũi tên màu vàng lệ bất hư phát, bắn trúng huyết thi ngân văn, tia lửa bắn ra khắp nơi. Huyết thi ngân văn chỉ hơi bị ngăn trở một chút, nhưng mấy mũi tên kia ngay cả phòng ngự của hắn cũng không phá nổi. Tâm thần Triệu Phong thoáng run rẩy, lúc lực lượng của huyết thi ngân văn ở trạng thái đỉnh phong tuyệt đối rất khổng lồ, mặc dù giờ phút này cực kỳ suy yếu, thế nhưng vẫn vô cùng cường đại, cơ bản có xem nhẹ công kích từ chân linh cảnh trở xuống. Cứu ta! Hoàng Vân mất đi một cánh tay, lại mượn công kích của Triệu Phong yểm hộ, liền tránh thoát khỏi huyết thi ngân văn. Hoàng Vân, nếu ngươi một lòng chạy trốn thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, không bằng hãy liên thủ với ta." Triệu Phong liên tục kéo động kim lũ cung truyền âm với Hoàng Vân. Hoàng Vân dù sao cũng là tinh anh nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong lại có cả thần binh phẩm cấp, có thể khiêu chiến tam trọng thiên thoát phàm cảnh, nếu như phối hợp với Triệu Phong có lẽ vẫn có thể cầm chân đối phương một lúc. Nhưng Hoàng Vân từ lúc bị công kích của huyết thi ngân văn uy hiếp đã bị dọa tới vỡ mặt, nào dám liều mạng lập tức điên cuồng chạy về phía động quật. Vụt, ánh sáng màu tử huyết lóe lên, thân thể Hoàng Vân liền bị huyết thi ngân văn xé thành hai nửa, tiếng hét thảm đột nhiên im bặt. Trong lòng Triệu Phong phát lạnh, thầm than, Hoàng Vân này quả nhiên không đáng tin cậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Triệu Phong vốn cũng không để tâm đến việc sống chết của Hoàng Vân, chẳng qua người này quá thật khiến hắn quá thất vọng, ngay cả dũng khí liều chết đánh cược một lần cũng không có. Nếu không, chỉ cần kéo dài một lát thì hình trang chủ đã bị ba người Lâm Phàm giết chết, sau đó mọi người lại quần công huyết thi, phần thắng có ít nhất 6 thành. Thật sự ứng với một câu nói, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Lúc này chỉ còn lại một mình Triệu Phong phải đối mặt với huyết thi ngân văn. Đến lượt người ngay thôi. Huyết thi ngân văn đứng trong vũng máu, liếm liếm môi, nở nụ cười dữ tợn, bên ngoài thân thể lưu động một tầng huyết quang quỷ dị, tạo thành một vòng tuần hoàn cùng với huyết dịch dưới chân. Phía cuối động quật, ba người Từ Chấp, Tiêu Vẫn, Lâm Phàm đang bước hình trang chủ đến tuyệt cảnh. Lúc hình trang chủ còn ở rừng cây đã bị mọi người vây công khiến trọng thương, bây giờ lại bị ba người điên cuồng vây công, liên tục trọng thương, đã là nó mạnh hết đà. Đột nhiên, ba người Từ Chấp nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Hoàng Vân. Vừa liếc mắt nhìn liền thấy Hoàng Vân đã bị chia thành hai mảnh thi thể, ngã trong vũng máu. Mấy người lập tức cảm thấy trong lòng phát lạnh. Không tốt triệu sư đệ lâm phẩm không khỏi lo lắng cho triệu phong nhưng bên phía ba người cũng đang vào thời khắc mấu chốt tùy thời đều có thể giết chết hình trang chủ hình trang chủ bị bức vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm thế nhưng vẫn giữ chặt không buông ngạnh kháng công kích của ba người lâm phẩm biết rõ nếu vẫn tiếp tục kéo dài thời gian thì triệu phong sẽ bị hộ pháp đại nhân giết chết lúc đó thế cục chắc chắn sẽ thay đổi người thực sự gặp phải nguy cơ mấu chốt vẫn là triệu phong một mình đối mặt với huyết thi ngân văn triệu phong liệu có thể ngăn cản được một chiêu nửa thức hay không khạc 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 huyết thi ngân văn đứng trong vũng máu tiếng cười âm trầm kinh hồn vang vọng khắp bốn phía triệu phong vẫn bất động kéo kim lũ cung ra cười lạnh nói ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi thực hiện hay sao vừa dứt lời hắn đột nhiên kéo động kim lũ cung trên tay hiện ra một luồng chân lực sắc bén lấp lánh độ sắc bén vượt xa những cấp độ trước đây đây chính là chân lực của thiên phong thần quyết vù vù ba mũi kim tiễn lóe lên ánh sáng màu xanh, tạo thành một hình tam giác, đâm về phía huyết thi ngân văn như thiểm điện. Một mũi tên trong đó có tốc độ càng nhanh hơn, bỗng nhiên đâm về phía mắt của huyết thi ngân văn. Huyết thi ngân văn lại càng hoảng sợ, vội vàng nhắm mắt lại. Đinh đinh đinh. Ba mũi tên cực kỳ bé nhọn ác liệt đâm trúng huyết thi ngân văn, tia lửa văng đầy trời. Huyết thi ngân văn không chút thương tổn nào. Việc này cũng không nắm ngoài dự đoán của Triệu Phong. Tiểu tử đáng hận. Huyết thi ngân văn kinh sợ, thân hình rút lui vài bước. Thì ra, mục đích thực sự của Triệu Phong chính là hai mũi tên còn lại lần lượt đâm trúng khớp xương đầu gối của Huyết Thi Ngân Văn. Hai mũi tên này ẩn chứa uy lực đặc biệt sắc bén, có thể uy hiếp được Tam Trọng Thiên Thoát phàm cảnh, khiến cho Huyết Thi Ngân Văn phải tạm thời rút lui. Bởi vậy, Huyết Thi Ngân Văn đã đi ra khỏi vũng máu thi thể của Hoàng Vân. Huyết quang đang tuần hoàn lưu chuyển trên người Huyết Thi Ngân Văn, bỗng nhiên biến mất. Phương pháp huyết tế đã bị Triệu Phong làm gián đoạn. Thì ra, huyết thi ngân văn vẫn đứng yên tại chỗ, mục đích thật sự là dùng bí thuật đặc thù để hấp thu máu huyết trong thi thể Hoàng Vân lưu lại, chữa trị thương thế, khôi phục càng nhiều thực lực. Nếu đổi lại là người bình thường, máu của bọn hắn không hề có tác dụng gì với huyết thi ngân văn. Thế nhưng, Hoàng Vân chính là võ giả nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đinh phọng, đã trải qua một lần lột xác khi thoát phàm, máu trong cơ thể ẩn chứa lực lượng không hề đơn giản. Chân lực của Thiên Phong Thần Quyết quả nhiên không tầm thường triệu phong thầm nghĩ lại kéo động kim lũ cung phát động công kích sắc bén ác liệt với huyết thi ngân văn đinh 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 huyết thi ngân văn ngạnh kháng toàn bộ công kích sau đó nhanh chóng đánh về phía triệu phong vù triệu phong nhanh chóng thu hồi kim lũ cung thân hình huyễn hóa thành mấy đạo tàn ảnh tản ra khắp nhiều phương hướng tiểu bối vô tri huyết thi ngân văn bật cười chào phúng nhìn chuẩn chân thân của triệu phong sau đó truy kích theo trong lòng triệu phong thoáng run sợ rất nhanh đã biết mặc dù huyết thi ngân văn mất đi lực lượng nhưng trình độ cảnh giới vẫn còn không thể nào bị thân pháp của mình mê hoặc được vù vài đạo huyễn biến hư ánh biến mất chân thân của triệu phong hiện động ánh sáng xanh trong suốt tiếng gió vang lên tốc độ bỗng nhiên tăng thêm một cấp huyết thi ngân văn bổ hụt một trưởng đánh nát đá tảng từng viên đá nhỏ áo áo rớt xuống tốc độ của triệu phong tăng lên tới trình độ đáng sợ thân pháp linh hoạt như cá huyễn biến nhiều góc độ toàn lực thúc dục Thiên Phong Thần Quyết, dưới tác dụng kỳ dị của chân lực, thân pháp và tốc độ của hắn đã đạt tới một trình độ mới. Huống chi, thân pháp khinh công của Triệu Phong là tham khảo thân pháp phàm phẩm thượng cấp, dùng huyền ngư đồ làm hạch tâm áo nghĩa mà thi triển. Nhất thời, tốc độ thân pháp của Triệu Phong đã có thể sánh ngang với Tam Trọng Thiên Thoát phàm cảnh, đỉnh phong. Huyết thi ngân văn mấy lần công kích đều thất bại, gào thét phát ra uy áp tinh thần cường đại, thậm chí tạo thành ảnh hưởng ảo thuật nếu đổi lại là những người khác cho dù đã ngoài tứ trọng thiên thoát phàm cảnh không cách nào may mắn thoát khỏi đáng tiếc hắn lại gặp phải triệu phong gần như có thể tránh được loại ảnh hưởng ảo thuật tinh thần này hộ pháp đại nhân xem ra người thức tỉnh còn chưa lâu thân thể có chút cứng ngắc mặc dù phòng ngự thân thể rất mạnh nhưng lực lượng trong cơ thể khẳng định không phải là vô hạn nhỉ trong lúc thân hình triệu phong huyễn động chợt thản nhiên cười dựa theo kế hoạch của hắn chỉ cần hình trang chủ bị ba người từ chấp diệt sát sau đó mọi người lại vây công nhất định có thể làm đối phương hao tổn tới chết đã không làm được gì ngươi vậy thì ta sẽ giết chết ba kẻ kia trước trong mắt huyết thi ngân văn hiện lên một tia xảo trá âm hiểm đột nhiên đánh về phía ba người từ chấp không tốt thần sắc triệu phong đại biến địch nhân mà hắn đang phải đối mặt dù sao vẫn là một lão quái vật đã sống mấy trăm năm ngày xưa còn là nhân vật tầng trung của xích nguyệt ma giáo há có thể dễ dàng đối phó ngay lập tức huyết thi ngân văn phát ra uy áp tinh thần ngập trời vách đá bốn phía chợt lắc dư dao động, sau đó lao thẳng về phía ba từ chấp. Ba người từ chấp cảm thấy tâm thản run rẩy, hình trang chủ đang rơi vào tuyệt cảnh, đột nhiên bắt được một đường sinh cơ, mạnh mẽ thúc dục chân lực, hóa thành một đạo thân ảnh huyết sắc, chạy về phía động quật. Triệu Phong chỉ có hai lựa chọn, một, chặn giết hình trang chủ, hai, nghĩ cách cứu viện ba người lâm phàm. Trong lúc ý niệm xoay chuyển, Triệu Phong đã làm ra lựa chọn thứ hai, thân hình vừa nhoáng lên, lập tức đuổi theo huyết thi ngân văn phong lôi trưởng tiếng lôi minh nổ vang rít gào bao phủ cả một khu vực khiến tâm thần của ba người từ chấp chấn động thoát ly khỏi ảnh hưởng ảo giác do uy áp tinh thần tạo thành phành phành triệu phong và huyết thi ngân văn đối chiến một kích sau khi tiếng lôi chấn nổ vang lên thân hình hai người bỗng nhiên tách ra thân hình triệu phong bay thẳng ra ngoài bàn tay tê dại gần như muốn thổ huyết tại chỗ lực lượng và công kích của huyết thi ngân văn quá thật khiến người khác sợ hãi uy năng đã tiếp cận tứ trọng thiên thoát phàm cảnh lôi chi lực quá yếu ớt. Huyết thi ngân văn đứng yên tại chỗ, ngưng mắt nhìn một trận thiểm điện màu đen nho nhỏ quấn quanh bàn tay, rất nhanh bị huyết quang tràn ra bao phủ. Triệu Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dưới sự thúc dục chân lực của Thiên Phong Thần Quyết, Phong Lôi Trưởng có thể bộc phát một lực lượng vô cùng đáng sợ. Bởi dù sao trụ cột của Phong Lôi Trưởng cũng là lực lượng và ý cảnh của Phong, mà Thiên Phong Thần Quyết không phải nghi ngờ chính là thứ nổi bật trong đó, trực tiếp bao gồm ý cảnh của ba thức đầu trong Tứ Phong Thức và Huyền Phong Trưởng. Triệu sư đệ, bốn người chúng ta hãy liên thủ đánh chết kẻ này đi. Từ chấp huy động tấn nguyệt kiếm trong tay, từ phía sau giáp công huyết thi ngân văn, Triệu Phong thúc dục phong lôi trưởng, chính diện đánh với huyết thi ngân văn. Thực lực của Lâm Phàm và Tiêu vẫn tương đối yếu kém, cho nên ở bên cạnh kìm chế, cũng không dám đến quá gần. Mấy con sâu cái kiến cũng vọng tưởng đánh chết bổn tọa. Huyết thi ngân văn không giận mà cười, móng vuốt sắc bén vung lên, một mảnh ánh sáng tử huyết giống như từng đạo móc câu sắc bén xuyên thủng khu vực vài chục trượng xung quanh. Phanh 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 phành. Dưới sự vây công của bốn người, huyết thi ngân văn vẫn thong dong đối mặt, thậm chí còn chiếm thượng phong. Vù vù, đao kiếm của Lâm Phàm và Tiêu vẫn đánh lên người đối phương, lập tức rạn dạ nứt, thậm chí xuất hiện lỗ thủng. Chỉ có thần binh phàm cấp của Tử Chấp là vẫn hoàn hảo không hao tổn gì, thế nhưng mấy lần đối chiến với huyết thi ngân văn, thần binh trong tay hắn cũng suýt nữa bị đánh rời khỏi tay. Ọc, sau một phen đối chiến từ chấp đột nhiên thổ huyết trọng thương triệu phong cũng không tốt hơn bao nhiêu tạng phụ và kinh mạch đều thụ thương nhẹ có được kết quả như vậy cũng là nhờ có ngân bích quyết bảo vệ công kích của hắn dù mạnh thậm chí có thể uy hiếp tam trọng thoát phàm cảnh phong lôi trưởng còn có thể mơ hồ khắc chế đối phương thế nhưng vẫn không đủ sức chính diện ngạnh kháng huyết thi ngân văn lúc này ngoại trừ triệu phong ra ba người còn lại đều đã bị thương không nhẹ sau mấy lần giao phong huyết thi ngân văn đã dần phát hiện Triệu Phong thực sự rất quỷ dị và khó chơi, tất cả các phương diện đều khắc chế mình. Vì vậy hắn dứt khoát chuyển rời hỏa lực lên trên thân ba người từ chấp. Keng, rắc rắc. Trường đao của Lâm Phàm bị huyết thi ngân văn đánh gãy, thổ huyết bay ra ngoài. Tiêu vẫn cũng bị một đạo ánh sáng tử huyết quét qua, thân thể bay ra ngoài, trên vai xuất hiện một rãnh máu dài hơn cả thước. Chiến lực chân chính của hai người này có thể so với nhị trọng thoát phàm cảnh, thế nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bay sắc mặt Triệu Phong lập tức trở nên ngưng trọng, hôm nay muốn chiến thắng huyết thi ngân văn thì quả thực vô cùng khó khăn. Bởi vì ba người từ chấp không có khả năng giống như hắn, ở phương diện công kích, tốc độ, thân pháp và phòng ngự đều đạt tới cấp bậc cực cao, thậm chí còn có thể miễn dịch ảnh hưởng uy hiếp tinh thần của huyết thi ngân văn. Toàn bộ các ngươi lui lại, ta sẽ cầm chân hắn. Triệu Phong liền dứt khoát làm ra quyết định. Triệu sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận. Ba người lâm phàm kéo theo một thân mệt mỏi, rút ra khỏi bên ngoài động quật bọn hắn cũng biết rằng chỉ có Triệu Phong mới có thể kiềm chế được huyết thi ngân văn đôi chút, nhóm người của mình chỉ có thể làm vướng tay vướng chân hắn mà thôi. Phong Lôi trưởng, Liệt Phong thức. Lúc ba người Lâm Phàm lui lại, Triệu Phong đột nhiên phát động công kích mạnh nhất, phòng ngừa huyết thi ngân văn tiếp tục truy kích. Nào ngờ huyết thi ngân văn cũng không ngăn trở, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười tà, "Chậm rồi, hôm nay các ngươi đều phải lưu lại đây." Triệu Phong khẽ giật mình, phát giác có gì đó không đúng bịch vừa chạy ra được hơn 10 trượng thì toàn thân tiêu vẫn đã đông cứng, vô lực té nhào trên mặt đất. Tiêu sư đệ, từ chấp và lâm phàm nâng tiêu vẫn dậy, chỉ phát hiện trên mi tâm của hắn xuất hiện một đường cong màu tím đen, toàn thân huyết nhục có chút cứng ngắc. Tất cả các ngươi đều đã trúng thi độc của ta, cho dù bổn tọa không ra tay thì các ngươi cũng sẽ chết hết. Huyết thi ngân văn cười tà một tiếng, cũng không hề ra tay. Ngay sau đó, đến lượt thân thể lâm phàm lạnh cứng, ngã xuống mặt đất. Thân thể từ chấp lung lay muốn đổ, chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu liếc nhìn Triệu Phong sau đó cũng ngã xuống đất. Thi độc, chúng ta trúng thi độc từ lúc nào? Trong lòng Triệu Phong thầm lạnh lẽo, hắn cũng cảm nhận được trong khí huyết trầm ổn của mình có một luồng lực lượng âm hàn quỷ dị đang ngưng kết khí huyết, sau đó lan tràn tới tạng phủ. Thi độc này của bổn tọa có thể khiến cho khí huyết của địch nhân trong lúc chiến đấu sôi trào, sau đó luồng lực lượng này sẽ nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, trong vòng 3 ngày sẽ biến thành hoạt tử nhân huyết thi ngân văn liếm liếm đầu lưỡi nở nụ cười u ám hoạt tử nhân triệu phong không khỏi dùng mình một cái hiển nhiên hiểu điều này có nghĩa là gì lúc này ba người từ chấp đã nhắm mắt hôn mê có lẽ trải qua một phen chiến đấu luân phiên bọn họ đã quá mức mệt mỏi cũng có lẽ thi độc đang uy hiếp tính mạng của bọn họ ồ ngươi chỉ là một tiểu tử nhất trọng thiên thoát phàm cảnh thế nhưng năng lực kháng thi độc dường như còn mạnh hơn bọn hắn huyết thi ngân văn nói với vẻ ngạc nhiên ngoài dự liệu Triệu Phong vẫn hoàn hảo đứng yên tại chỗ, không chút tổn hao. Một nhịp hô hấp, hai nhịp hô hấp, ba nhịp hô hấp. Triệu Phong bình tĩnh đứng yên tại chỗ cũng không xảy ra tình huống nào dị thường. Huyết Thi Ngân Văn đợi đến 10 nhịp hô hấp, thấy Triệu Phong vẫn bình yên vô sự, khí sắc trên mặt lại càng hồng nhuận hơn. Làm sao có thể? Huyết Thi Ngân Văn lần đầu lộ ra một tia kinh hãi, sau mấy trăm năm ngủ say, cho dù thi độc của mình đã bị suy yếu cực độ, thế nhưng dùng để đối phó với người tu hành võ đạo dưới tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, Trở xuống thì phải dễ dàng như trở bàn tay mới đúng thế nhưng Triệu Phong vẫn hoàn hảo không chút tổn hao gì, đứng yên tại chỗ. Trên thực tế, lúc lực lượng của thi độc lan tràn, huyết dịch màu xanh thần bí trong cơ thể Triệu Phong đã dễ dàng thanh trừ nó. Về phần thời gian còn lại thì Triệu Phong thúc dục chân lực để chữa trị những vết thương nhẹ trong cơ thể, khiến cho khí huyết trong cơ thể càng thêm thông suốt hơn. Thi độc này cũng chẳng có gì, Triệu Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thi độc cường đại như vậy mà gặp phải huyết dịch màu xanh trong người thì lại chẳng khác gì băng tuyết gặp mặt trời. Tiểu quỷ này rốt cuộc là loại quái thai gì? Đồng tử huyết thi ngân văn có rút lại, vẻ mặt thâm trầm biến ảo. Chẳng qua, hắn cuối cùng vẫn là một lão quái vật đã sống mấy trăm năm, rất nhanh nở nụ cười âm trầm, nói, "Tiểu tử, cho dù ngươi có thể khắc chế thi độc, nhưng chỉ dựa vào một mình ngươi, thì liệu có thể chống đỡ được bao lâu trong tay bổn tọa?" Qua trận chiến vừa rồi, kết quả đã quá rõ ràng cho dù tiểu đội 5 người vẫn còn hoàn hảo không tổn thất thì cũng không thể chiến thắng được huyết thi ngân văn vậy thì thử xem triệu phong khẽ lẩm bẩm mặt không biểu tình chậm rãi gỡ bịt mắt xuống bịt mắt lúc này huyết thi ngân văn mới chính thức chú ý triệu phong từ đầu đến cuối vẫn dùng một mắt để chiến đấu với mình sau khi gỡ bịt mắt xuống lập tức lộ ra một đồng tử màu xanh bên trong vô cùng thâm thúy phảng phất như một vực sâu không đáy con mắt này tâm thần huyết thi ngân văn đột nhiên nhảy dựng lên gắt gao nhìn chằm chằm con mắt của triệu phong phảng phất như bị một vực sâu không đáy hấp dẫn. Trong hư không một đôi mắt xích huyết va chạm với một con mắt màu xanh. Uy lực tinh thần vô hình làn tràn khắp hư không huyết thi ngân văn, cảm giác mắt trái của đối phương giống như một thanh đao nhọn tinh thần vô hình, phát ra một luồng khí tức thâm sâu cổ xưa, diệt sát hết toàn bộ ảnh hưởng tinh thần do mình phát ra. Nói cách khác, mặc dù huyết thi ngân văn chiếm được ưu thế nhất định tại phương diện tinh thần, thế nhưng ở trước mắt lại không hề có ưu thế gì đáng kể, thậm chí còn có thể bị khắc chế. Cường đại, lực lượng đặc biệt trong lòng triệu phong phấn chấn sau khi mắt trái dị biến lực lượng đã tăng lên đây là lần đầu tiên nó lộ ra trước mặt người khác phô bày ra lực lượng thật sự của hắn giờ khắc này mắt trái đã dẫn dắt hắn vào một giao diện siêu cấp thị giác càng mạnh mẽ hơn trong hư không gió bụi ánh sáng kể cả nguyên khí và những phân tử lực lượng nhỏ bé nhất cũng bị mắt trái của triệu phong nhìn rõ hơn nữa chỉ cần nhìn một lần là thấy hết thậm chí mắt trái của Triệu Phong còn có thể nhìn xuyên thấu thân thể của huyết thi ngân văn, nhìn thấy tạng phủ và khí quan bên trong. Mắt trái lợi hại đến mức có nhìn xuyên qua cả đá tảng. Tùy ý quét nhìn một lượt, Triệu Phong liền phát hiện trong thạch bích và huyết trì ở đây có không ít đồ vật đáng giá, trong đó bao gồm cả quần áo, chiếc nhẫn màu máu và những thứ đồ đạc cất giấu trên người huyết thi ngân văn. Loại cảm giác này, phảng phất như chúa tể thế gian có thể quan sát hết tất cả. Huyết thi ngân văn đứng đối diện Triệu Phong đột nhiên dùng mình một cái, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới Sích Nguyệt giáo chủ mấy trăm năm trước, vị trí tôn ma đạo đỉnh phong trên đại lục. Cho dù hắn là hộ pháp của phân đà, thế nhưng cũng chỉ có duyên gặp mặt giáo chủ một lần, từ đó về sau, vĩnh viễn không thể nào quên được đôi ma đồng tử giống như Vĩnh Hằng Sích Nguyệt kia. Giờ khắc này, khi chạm trán với con mắt đó, đáy lòng hắn đột nhiên nổi lên tâm tình kỳ lạ. Phong Lôi trưởng, Triệu Phong chậm rãi bước tới, trưởng lực phát dạ lôi minh cuồng bạo nổ vang càng ngưng luyện, càng tinh chuẩn, góc độ càng hiểm độc dồn thẳng về phía ngực trái của huyết thi ngân văn hắn hắn làm sao biết được vị trí trọng thương của ta trong lòng huyết thi ngân văn chấn động cùng một chiêu thức cùng một loại chân lực cùng sử dụng trên một thân thể thế nhưng uy lực trước và sau lại hoàn toàn bất đồng triệu phong cảm giác như mình đã dung nhập vào một phương diện tinh thần kỳ dị sử dụng chiêu thức lực lượng như trước lại có thể phát huy được lực sát thương càng lớn hơn mức độ uy hiếp địch nhân cũng tăng lên gấp bội vị trí và góc độ mà hắn công kích chính là nơi huyết thi ngân văn bị thương vị trí khiến hành động của đối phương trở nên bất lợi. Phành phành phành. Triệu Phong và Huyết Thi Ngân Văn lại lần nữa giao phong quyền chào đối chiến. Lần này, trưởng lực phong lôi trưởng của Triệu Phong lại đánh ra theo lộ tuyến đặc thù, dồn thẳng vào vị trí tạng phủ bị thương nặng nhất của Huyết Thi Ngân Văn. Bịch bịch, hai đạo thân hình nhanh chóng tách ra. Dưới sự chênh lệch của thực lực, Triệu Phong lại thôi lui như trước, khí huyết nhộn nhạo. Vẻ mặt Huyết Thi Ngân Văn thì lập tức đại biến, thân thể có chút cứng ngắc, dường như đã chịu thiệt thòi lớn. Liệt phong thức. Triệu Phong thúc dục Thiên Phong thần quyết, cả người hoàn toàn bị một đoàn gió bão viêm liệt bao phủ, đây rõ ràng là chiêu thức áo nghĩa của phong thế, nhưng lại có thể bộc phát ra sóng nhiệt hủy diệt giống như liệt hòa. Trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên, không khí dường như bị áp xúc đến cực hạn, lập tức bộc phát ra lực lượng cuồng bạo phá hủy tất cả. Uy lực của liệt phong thức gần như có thể so sánh với phong lôi trưởng, ưu thế ở chỗ ý cảnh hỏa hầu mà triệu phong phát ra càng thâm sâu hơn dùng nội công phong hệ của thiên phong thần quyết phát động uy lực đạt tới mức đáng sợ đủ để uy hiếp rất nhiều cường giả tam trọng thiên thoát phàm cảnh phành phành tiếng nổ bạo chấn càng cường hãn hơn sóng khí cuốn ra vài chục trượng những tảng đá ở xung quanh mơ hồ dung chuyển thân hình triệu phong và huyết thi ngàn văn lại lần nữa tách ra tiểu tử cút cho ta lưu lại đám tiểu tử này để ta huyết tế ta sẽ tha cho ngươi một mạng huyết thi ngân văn hít sâu một hơi vẻ mặt trở nên khó coi, rốt cuộc cũng nhượng bộ. Sau mấy trăm năm ngủ say, lực lượng khô kiệt, không bằng một phần hai mươi lúc đỉnh phong hơn nữa, việc trọng thương khiến hắn thật sự vô lực khi dây dưa với triệu phong. Cút ra khỏi huyết động, lưu lại chiếc nhẫn trong tay ngươi, thêm cái bao trong ngực nữa, ta tha cho ngươi một mạng. Mắt trái của triệu phong phát ra ánh sáng màu xanh dao động kịch liệt, không chúng nhượng bộ. Chiếc nhẫn, cái bao, ngươi muốn chết rồi. Huyết thi ngân văn lập tức khẽ giặt mình, trượt thở hồn hển nổi giận gầm lên một tiếng huyết quang toàn thân phảng phất như bị thiêu đốt trong lòng bàn tay hiện động một tầng sóng lửa tử huyết trong lòng triệu phong khẽ run nhìn chằm chằm vào sóng lửa tử huyết trên tay huyết thi ngân văn nghe nói khi đạt tới các bậc chân linh cảnh có thể ngưng luyện ra bổn mạng chân hỏa đây chính là tinh túy mà nguyên khí trong cơ thể thăng hoa tạo thành đương nhiên lực lượng của huyết thi ngân văn đã khô kiệt trọng thương chưa lành không có khả năng ngưng tụ thành bổn mạng chân hỏa thế nhưng lực lượng mà hắn bày ra lúc này chính là do cường hoành thiêu đốt chút tinh nguyên còn sót lại trong cơ thể chết đi cho ta huyết thi ngân văn cười dữ tợn hóa thành một đạo tàn ảnh móng vuốt sắc bén huy động một ngọn lửa màu tím hóa thành một vòng ánh sáng bảo vệ ập về phía triệu phong lực lượng đáng sợ này khiến trái tim của triệu phong bỗng nhiên đập mạnh sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông liệt phong thức triệu phong quát lớn một tiếng một tầng huyết dịch màu xanh từ trong cơ thể tuôn ra dung nhập vào trong thiên phong chân lực chỉ trong chớp mắt, sâu trong cơ thể hắn bộc phát ra một luồng lực lượng mạnh mẽ, vượt qua gông cùm xiềng xích vốn có. Tinh, khí, thần tăng trên diện rộng. Vốn Thiên Phong chân lực đã ở một tầng thứ khá cao, nhưng lúc này nó lại tăng mạnh thêm một cấp nữa, giống như kỳ tích, một chưởng đánh, ra phẳng phất có thể nhìn thấy phong diễm màu xanh hủy diệt tàn phá hết tất cả, diệt sát thiên địa vạn vật, thiêu đốt cuồng bạo không ngừng nghỉ. Phụt. Phành. Vòng ánh sáng bảo vệ do ngọn lửa màu tím tạo thành đang bao bọc lấy móng vuốt sắc bén, của huyết thi ngân văn đột nhiên kịch liệt chấn động chỉ duy trì được nửa nhịp hô hấp thì đã bị tan rã bịch 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 thân hình huyết thi ngân văn liên tục rút lui nhìn chằm chằm tầng sóng ánh sáng màu xanh đang vườn quanh người triệu phong lập tức sợ hãi thất sắc hú lên một tiếng huyết mạch thượng cổ phành ánh lửa màu xanh đột nhiên bộc phát đánh bay hắn ra ngoài hung hăng đện lên vách đá màu máu ở phía đối diện ngay lập tức vách đá màu máu liền khẽ lắc lư huyết thi ngân văn bị vết thương cũ tái phát lập tức thổ huyết tại chỗ, thân thể lún sâu vào trong vách đá, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Triệu Phong lẩm bẩm, huyết mạch thượng cổ, đồng tử màu xanh. Đây rốt cuộc là truyền thừa lực lượng của chủng tộc thượng cổ nào? Trên đại lục Thanh Hoa, chưa từng xuất hiện loại khí tức huyết mạch thượng cổ nào thuần túy thâm sâu như vậy. Huyết mạch thượng cổ. Triệu Phong phát hiện tầng song màu xanh bao phủ khắp toàn thân mình đang chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể. Loại lực lượng này gọi là huyết mạch thượng cổ sao? thòng qua mắt trái, hắn có thể dễ dàng khống chế được luồng lực lượng thần bí này. Vừa rồi phát động luồng lực lượng này, dung nhập vào trong liệt phong thức và thiên phong thần quyết, không ngờ lại bộc phát ra lực lượng đáng sợ như thế. Triệu Phong có thể xác định, một kích nặng nề vừa rồi nhất định đã khiến vết thương cũ của huyết thi ngân văn, tái phát. Hiện tại, hắn chỉ cần bảo tồn thể lực là có thể đứng ở thế bất bại, chiếm quyền chủ đạo. Tiểu bối vô chi, xem ra ngươi còn chưa hiểu trên người mình có bảo tàng gì huyết mạch thượng cổ, đó chính là một loại sức mạnh trong huyết mạch truyền thừa, là một loại lực lượng cường đại xa xưa nhất. Huyết thi ngán văn có chút chật vật, miễn cưỡng chui từ trong vách đá ra ngoài. Lực lượng huyết mạch, tại sao trong tông môn chỉ đề cập tới tư chất linh thể, lại chưa từng đề cập tới huyết mạch truyền thừa? Triệu Phong vừa mừng rỡ vừa khó hiểu, khẽ lẩm bẩm huyết mạch truyền thừa chân quý cổ xưa. Cho dù là huyết mạch truyền thừa cấp thấp nhất, thì cũng có thể sánh ngang với linh thể cực phẩm, hơn nữa, trước khi lực lượng huyết mạch thức tỉnh thì gần như không có thủ đoạn nào đáng kể huyết thi ngân văn bật cười chào phúng thì ra là vậy vẻ mặt triệu phong trở nên lạnh lùng chậm rãi ngưng tụ chân lực thúc giục huyết dịch màu xanh chuẩn bị tụ lực để tiến công huyết thi ngân văn tiểu tử dừng tay cho dù ngươi có toàn lực thúc giục lực lượng huyết mạch thì tối đa cũng chỉ có thể đồng quy vu tận với ta mà thôi trong mắt huyết thi ngân văn thoáng hiện một tia tàn nhẫn dù sao thì ngày xưa hắn cũng là cự đầu một phương của xích nguyệt ma giáo có thể nói là lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo nếu như triệu phong ép hắn đến đường cùng rất có khả năng làm ra hành động chó cùng dứt dậu thương thế của ngươi rất nghiêm trọng tốc độ thân pháp lại không bằng ta nếu như tiếp tục kéo dài tỷ lệ tử vọng còn lớn hơn ta hơn nữa nơi này lại nắm trong phạm vi thế lực của hiểu nguyệt tông chúng ta ánh mắt của triệu phong hết sức nhạy bén huyết thi ngân văn khẽ giật mình tức đến nghiến răng nghiến lợi nếu như triệu phong dùng loại lực lượng này để tiếp tục dây dưa quá thật có thể làm hắn tiêu hao đến chết Tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Huyết Thi Ngân Văn thở hổn hển, lưu lại chiếc nhẫn và bao đồ vật trong người ngươi. Mắt trái của Triệu Phong lợi hại như đao, dường như có thể hiểu rõ tất cả bí mật trên người Huyết Thi Ngân Văn. Mắt trái của hắn có thể phán đoán được tất cả những thứ đáng giá trên người Huyết Thi Ngân Văn và trong động quật này. Những vật khác còn có thể, nhưng cái giới chỉ này chính là tính vật của hộ pháp phán đà trong sích Nguyệt Ma giáo, cho dù ngươi có cầm đi thì cũng không có tác dụng thậm chí còn dẫn tới họa sát thân. Huyết thi ngân văn cố gắng nén cơn giận trong lồng ngực xuống. Chưa bao giờ hắn lại bị một con sâu cái kiến tu vi nhất trọng thiên thoát phàm cảnh, bức bách đến mức này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đối phương may mắn ẩn chứa huyết mạch thượng cổ, được trời cao chiêu cố, tương lai nhất định sẽ trở thành một đấng kiêu hùng thì hắn mới bình tĩnh lại. Triệu Phong thầm nghĩ, trước khi mình có được ưu thế tuyệt đối, thì tốt nhất không nên bức bách đối phương quá mức, vì vậy liền gật đầu đồng ý. Rất nhanh, huyết thi ngân văn đã lấy ra một cái bao trong người, bên trong là vài viên huyết hoàn óng ánh còn có một bản vẽ gia thú và một thanh kiếm gãy màu máu lúc giao ra những vật này trên mặt huyết thi ngân văn rõ ràng có chút đau lòng và không cam tâm ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. triệu phong nhìn qua những thứ chiến lợi phẩm trước mắt bao gồm huyết hoàn bản vẽ gia thú thanh kiếm gãy huyết sắc thế nhưng cũng không có lập tức thả huyết thi ngân văn đi huyết thi ngân văn là lão quái đã sống mấy trăm năm Tự nhiên hiểu ý của Triệu Phong, mấy viên huyết tinh hoàn này được luyện từ máu huyết của trăm tên nhân loại thất trọng cố thể cảnh, trở lên và tinh huyết của bốn nhân loại thoát phàm cảnh, lại dùng hơn 10 loại được liệu chân quý phụ trợ, sau đó tinh luyện mà thành. Phục dụng viên thuốc này, người tu hành dưới tam trọng thiên thoát phàm cảnh sẽ có tác dụng xúc tiến nhất định. Đồng thời viên huyết tinh hoàn này còn có thể giải trừ thi độc trong người những tên đồng môn của ngươi. Huyết thi ngân văn giải thích. Triệu Phong vừa nhìn liền số huyết tinh hoàn trong tay vừa vặn đủ 4 viên không thể tưởng tượng nổi là nó được làm từ hơn trăm mạng người nghĩ lại cũng đủ cảm thấy trái tim lạnh băng người trong ma đạo quả nhiên tàn nhẫn máu tanh tại sao ngươi không phục dụng những viên huyết tinh hoàn này để khôi phục thực lực trên mặt triệu phong trượt lộ vẻ nghi vấn huyết thi ngân văn cười khổ nói mấy viên huyết tinh hoàn này chỉ có tác dụng đối với giới tam trọng thiên thoát phàm cảnh bổn tọa còn thiếu một ít tài liệu tinh huyết nữa là có thể hợp luyện thành huyết ngọc hoàn cao cấp hơn nhưng bây giờ xem ra đã tiện nghi cho các ngươi rồi nghe vậy triệu phong liền đưa những viên huyết tinh hoàn này lên mũi người thử có chút khinh bỉ nói phương pháp luyện chế mấy viên huyết tinh hoàn này thật quá thô sơ huyết tinh hoàn này mặc dù có thể khiến tu vi của người khác tăng lên trong thời gian ngắn nhưng đồng thời cũng khiến cho thân thể lưu lại một vài tác dụng phụ tại phương diện đan đạo dược lý triệu phong cũng có đôi chút kiến thức hắn chỉ cần ngửi qua những viên huyết tinh hoàn này là có thể phân biệt được đại khái huyết thi ngân văn sững sờ không ngờ tiểu tử khó dây dưa trước mặt lại còn hiểu về luyện đan dược lý thậm chí còn châm chọc thủ pháp luyện đan của mình tiểu bối vô tri bổn tọa không có bất kỳ đạo cụ luyện khí nào chỉ có thể lăng không luyện chế tinh huyết thành mấy viên huyết tinh hoàn này như vậy đã là thủ đoạn siêu phàm rồi huyết thi ngân văn gần như phát điên bị một tiểu bối châm chọc làm sao có thể chịu nổi huống chi đây còn là lĩnh vực luyện đan mà hắn rất am hiểu không có lò luyện đan vậy mà có thể luyện chế ra đan dược triệu phong không khỏi trở nên nghiêm túc bắt đầu có chút kính nể đồng thời ngạc nhiên nhìn huyết thi ngân văn một cái Bản vẽ gia thú này chính là một địa đồ không chọn vẹn, có liên quan đến một bảo tàng truyền thừa thần bí nào đó. Bổn tọa nghiên cứu đã mấy chục năm vẫn không hề có tiến triển, cho người cũng không sao. Huyết Thi Ngân Văn tiếp tục nói. Triệu Phong vừa nhìn liền tấm gia thú này quả nhiên là một địa đồ không chọn vẹn, thủ pháp vẽ hình vô cùng kỳ lạ, giống như mê cung, rất khó thăm dò hư thật trong đó. Vụt, mắt trái của hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng màu xanh, thu lấy nội dung bên trong bản vẽ gia thú cuối cùng chính là thanh kiếm gãy huyết sắc còn lại. Vừa chạm vào thanh kiếm gãy huyết sắc này, Triệu Phong liền cảm thấy toàn thân rét lạnh, giống như ngửi một mùi huyết tinh giết chóc vô tận sộc thẳng vào linh hồn, thiếu chút nữa khiến tâm thần của hắn thất thủ. Vào thời khắc mấu chốt, vực sâu màu xanh trong không gian của mắt trái đột nhiên phát ra một luồng khí tức thâm sâu xa xưa. Ngân cách luồng khí tức đáng sợ này, khí tức huyết sắc thật đáng sợ. Trong lòng Triệu Phong vẫn còn sợ hai không thể không đánh giá lại phẩm cấp của thanh kiếm gãy huyết sắc này, một lần nữa, Huyết Thi Ngân Văn đứng ở phía đối diện có chút hậm hực thất vọng, không ngờ tiểu bối nhất trọng thiên thoát phàm cảnh này lại có thể chịu được sự trùng kích của khí tức thần binh linh cấp. Đậy chính là một thanh thần binh linh cấp bị tổn hại, lúc còn nguyên vẹn đã tiếp cận linh cấp thượng phẩm, cho dù là bây giờ thì vẫn có thể so với thần binh linh cấp hạ phẩm, dưới chân linh cảnh tuyệt đối không thể thúc dục được. Huyết Thi Ngân Văn nhìn qua thanh kiếm gãy huyết sắc, có chút hậm hực không cam lòng. Thần binh linh cấp, tiếp cận linh cấp thượng phẩm. Triệu Phong biết được phẩm cấp của thanh kiếm gãy huyết sắc này thì lập tức tâm thần đại chấn. Theo như hắn biết, trong Hiểu Nguyệt Tông có thần binh linh cấp tọa trấn, gần như là trấn sơn chi bảo, hơn nữa đẳng cấp có thể chỉ là linh cấp hạ phẩm. Thần binh trong thế gian này chia làm phẩm cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp. Thần binh linh cấp căn bản đã là đẳng cấp cao nhất của đại lục, có uy năng siêu phàm, kinh thiên động địa. Tấn Nguyệt kiếm của Từ chấp chẳng qua chỉ là phàm cấp hạ phẩm, thế mà đã có thể tăng thêm vài phần chiến lực vậy thì uy lực của thần binh linh cấp còn mạnh mẽ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Kim lũ cung của Triệu Phong chỉ có thể xem là thần binh bán phàm cấp. Trong thế giới tông môn hiện nay, thần binh phàm cấp hạ phẩm là chủ yếu, trung phẩm trở lên cực kỳ hiếm, không cái nào không phải là truyền thừa trên mấy trăm năm, có tiền cũng không mua được. Đáng tiếc cho một thần binh linh cấp, Triệu Phong có chút tiếc nuối, thế nhưng trong lòng cũng không có chút tham lam hay vui mừng nào. Đẳng cấp của thần binh linh cấp vượt quá xa cấp độ của bản thân, có thể nói là không thể sử dụng được cho dù miễn cưỡng thúc dục được thần binh linh cấp thì e rằng lực lượng của bản thân hắn cũng bị rút sạch. Huống chi thanh kiếm gãy huyết sắc này quỷ dị vô cùng, chỉ cần không cẩn thận thì rất có thể sẽ cắn trả ý thức của người sử dụng. Nếu như có thể, Triệu Phong tình nguyện sử dụng một kiện thần binh phàm cấp trung phẩm, hoặc thậm chí phàm cấp hạ phẩm còn hơn. Sau khi thu về những thứ chiến lợi phẩm này, Triệu Phong liền theo sát huyết thi ngân văn rời đi. Lúc huyết thi ngân văn đi qua bên cạnh ba người Lâm Phàm, mắt trái của Triệu Phong đột nhiên lóe lên ánh sáng màu xanh sắc bén, phảng phất như có thể xuyên thủng vạn vật trên thế gian. Huyết Thi Ngân Văn nghĩ tới huyết mạch truyền thừa vô cùng đáng sợ trên người đối phương, nếu như bản thân có bất kỳ dị động gì, e rằng sẽ bị đối phương sớm cảm ứng được. Vết thương cũ trên người hắn đã tái phát, trở nên cực kỳ suy yếu, cũng rất sợ bị Triệu Phong dây dưa tới chết, bởi vậy cho nên cũng không dám có bất kỳ tâm tư nào. Triệu Phong nhìn chằm chằm Huyết Thi Ngân Văn cho đến khi hắn đi ra khỏi cửa động quật, tiểu bối, trận pháp bên ngoài là do ngươi phá sao? Huyết thi ngân văn dò xét ảo trận bị tàn phá ở bên ngoài, đột nhiên hỏi. Không sai, ngươi còn lời gì muốn nói sao đối mặt với huyết thi ngân văn? Triệu Phong cảm thấy áp lực không nhỏ, cũng không dám xem thường. Dù sao thì đối phương cũng là lão quái vật đã sống mấy trăm năm. Thân là dư nghiệt hộ pháp của Sích nguyệt ma giáo, vào thời kỳ đỉnh phong, chỉ một ý niệm của hắn cũng có thể giết chết mình trong nháy mắt rồi. Tiểu quỷ, với tư chất huyết mạch của ngươi, lại ở trong một tông môn nhỏ thì quá thật phí của trời Nếu có hứng thú Bổn tọa thành tâm muốn thu ngươi vào xích nguyệt ma giáo Tin rằng không lâu nữa Ma giáo sẽ đông sơn tái khởi Quét ngang đại lục này Không bàn nữa Không tiễn Triệu phong trực tiếp ngắt lời của huyết thi ngân văn Huyết thi ngân văn cũng chẳng nói gì thêm Hóa thành một đạo hư ảnh huyết sắc Nhảy ra khỏi động quật Dung nhập vào trong bóng đêm Khặc 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 Tiểu tử họ triệu kia Bổn tọa nhớ kỹ ngươi rồi trước khi đi. Một tiếng cười giả tạo trượt quanh quẩn khắp ma quật. Triệu Phong khẽ biến sắc, nhưng cũng đoán được huyết thi ngân văn này nhất định sẽ tìm một nơi để ẩn nấp. Trong thời gian ngắn sẽ không lộ diện. Bởi dù sao đi nữa thì nơi này cũng là phạm vi thế lực của Hiểu Nguyệt Tông. Một khi bị phát hiện là dương nghiệt của ma giáo, hắn chắc chắn sẽ bị liên minh 13 tông liên thủ tiêu diệt. Triệu Phong theo đường cũ trở lại sâu bên trong động quật, đi tới trước mặt ba người lâm phàm. Ba người lâm phàm luân phiên chiến đấu, cực kỳ mỏi mệt, đã trọng thương còn chúng phải thi độc, tất cả đều hôn mê. Triệu Phong nâng mấy người dậy, cho nằm dựa vào vách tường. Triệu sư đệ, tên huyết thi kia đi đâu rồi? Không ngờ Lâm Phàm lại là người đầu tiên thức tỉnh. Lúc này, Triệu Phong đã mang bịt mắt lên, trở lại bộ dạng độc nhãn mắt xanh như trước. Trong lúc huyết thi chiến đấu, vết thương cũ tái phát nên đã vội vàng đào tẩu rồi. Triệu Phong chỉ kể sơ qua về những chuyện phát sinh sau đó. Lâm Phàm liếc nhìn hắn một cái thâm ý, cũng không hỏi nhiều hắn nhớ trước khi mình hôn mê đã mơ hồ nhìn thấy thiếu niên độc nhãn tóc xanh này gỡ bịt mắt của mình xuống sau đó rằng co với huyết thi ngân văn thậm chí trong lúc mê man thì hắn vẫn cảm nhận được tiếng vang dữ dội ở bên ngoài xung quanh huyết chỉ rõ ràng có dấu vết giao phong kịch liệt lâm phẩm biết trận chiến sau khi mình hôn mê nhất định không phải đơn giản như trong tưởng tượng không lâu sau tiêu vẫn và tử chấp cũng lần lượt thức tỉnh tốc độ thức tỉnh có liên quan đến ý thức của mỗi người trong ba người ý thức của lâm phàm là mạnh nhất sau khi tỉnh dậy thân thể của ba người vẫn lạnh lẽo như cũ vô cùng suy yếu thi độc trong cơ thể lan tràn càng lúc càng sâu mấy người đều thử phục dụng giải độc đan của tông môn thế nhưng không có hiệu quả chút nào nếu như trong ba ngày không tìm phương pháp giải độc bọn họ nhất định sẽ biến thành hoạt tử nhân thậm chí thực sự biến thành cương thi cũng không chừng bây giờ cầu cứu tông môn e rằng không kịp từ đây trở về thiên nguyệt sơn ít nhất cũng phải mất mấy ngày huống chi trên người chúng ta chúng thi độc khó mà hành động được ba người rơi vào tuyệt vọng vô tận và sợ hãi. Triệu sư đệ, nếu như trong ba ngày không tìm biện pháp giải cứu, người hãy giết chúng ta đi. Lâm Phàm cắn răng nói, một khi thi độc phát tác vào sâu tận xương tủy thì sẽ biến thành hoạt tử nhân, đến lúc đó sẽ mất đi toàn bộ linh trí, không phân biệt được địch ta. Triệu sư đệ, tại sao ngươi lại không trúng độc? Từ chấp khó hiểu hỏi, có lẽ thể chất của ta đặc biệt. Triệu Phong lấy ra ba khối huyết tinh hoàn đưa ra cho ba người. Đây là, Lúc ba người tiếp nhận huyết tinh hoàn, vẻ mặt có chút do dự. Đây là đồ vật mà huyết cương đà hộ pháp đánh rơi lúc đào tẩu, ta đã phân tích qua dược lý trong đó, có thành phần từ huyết nhục kinh mạch, thậm chí còn có thể tăng tu vi trong thời gian ngắn. Triệu Phong giải thích một phen. Nghe vậy, Từ Chấp và Tiêu vẫn liền có chút do dự, đan dược mà huyết cương đà hộ pháp lưu lại, há có thể tùy tiện phục dụng. Ta tin tưởng Triệu sư đệ, dù sao thì cũng chết, còn không bằng thử xem sao. Lâm Phàm dứt khoát nuốt vào một viên huyết tinh hoàn, chốc lát sau một luồng huyết nguyên tinh thuần dâng trào từ trên người lâm phàm phát ra huyết hoàn này quả nhiên hữu hiệu không chỉ có thể hóa giải thi độc mà còn có thể thúc đẩy cơ năng và chân lực của ta lâm phàm mừng rỡ nói từ chấp và tiêu vẫn chấn động vội vàng nuốt vào huyết tinh hoàn quả nhiên là có thể giải được thi độc huyết tinh hoàn này e rằng so với những linh đan như tẩy tủy đan còn mạnh mẽ hơn nhiều triệu phong lặng lẽ ăn vào một viên huyết tinh hoàn cuối cùng hắn hiểu biết khá rõ về dược tính của huyết tinh hoàn mặc dù có thể tăng tu vi trong thời gian ngắn, nhưng cũng tạo thành những tác dụng phụ đối với thân thể, khiến cho căn cơ bất ổn, không nên phục dụng quá nhiều. Huống chi, huyết thi ngân văn luyện chế viên thuốc này mà không có lò luyện đan, phẩm chất của đan dược cũng không tốt, hàm chứa lượng độc tố không nhỏ. Vì vậy cho nên, Triệu Phong mới hào phóng cho ba người huyết tinh hoàn để bọn họ hóa giải thi độc. Mấy người từ chấp có chút cảm kích Triệu Phong, những ân oán xung đột và hiểm khích trước kia cũng đã tiêu tan rồi. Nửa ngày sau, Mấy người đã hóa giải toàn bộ thi độc, dược lực của huyết tinh hoàn rất mạnh mẽ, kích phát sâu sắc cơ năng thân thể. Triệu Phong đoán chừng, không đến mấy ngày nữa, bản thân sẽ đột phá nhị trọng thiên thoát phàm cảnh. Độ khó của nhiệm vụ lần này e rằng sẽ tăng lên đến cấp 4, hơn nữa còn phát hiện được cứ điểm của Sích Nguyệt Ma giáo, xem như chúng ta đã lập được đại công rồi, Tiêu vẫn hưng phấn nói, dường như có thể đoán được kết quả tông môn sẽ ban thưởng trọng hậu. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi người đều thoải mái cười lớn. Không ai cảm thấy buồn bã đối với cái chết của lĩnh đội Hoàng Vân. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này viên mãn, tốt nhất là hãy bắt hình trang chủ." Lâm Phàm đề nghị. "Chuyện này rất đơn giản." Triệu Phong mười phần tin tưởng, hắn đoán hình trang chủ đã trọng thương chí mạng, khó có thể trốn đi xa được. Dứt lời, hắn nhanh chóng rời khỏi động quật. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong mang theo hình trang chủ đã hấp hối trở về động quật. Một màn này khiến cho ba người Lâm Phàm đều trợn mắt há hốc mồm. "Như vậy thì quá nhanh rồi." mấy người không thể nào tưởng tượng được thủ đoạn truy tung của Triệu Phong. Mà trên thực tế, lúc Triệu Phong vừa tiến vào hình sơn trang, mắt trái của hắn đã ghi nhớ hết toàn bộ địa hình của sơn trang vào trong đầu. Hắn căn cứ theo dấu chân hình trang chủ bỏ trốn, chỉ cần dùng mắt trái nhìn dấu vết để lại là tìm ra đối phương, còn lợi hại hơn bất kỳ thủ đoạn truy tung nào. Hình trang chủ bị bắt giữ, nhiệm vụ lần này trải qua bao khó khăn chắc trở cuối cùng cũng kết thúc. Tiếp đó mấy người bắt đầu thẩm vấn hình trang chủ. Hình trang chủ đang hấp hối, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy cực kỳ suy yếu hắn nhìn về phía triệu phong trong ánh mắt không thể che giấu được sự sợ hãi trong lòng sau khi may mắn thoát ra khỏi xích nguyệt động quật hình trạng chủ đã nhờ vào việc quen thuộc địa hình sơn trang mà tranh chóng tìm được một địa điểm để ẩn núp và dưỡng thương hình trang chủ tin rằng ngoại trừ mình ra thì gần như không ai có thể biết được địa điểm ẩn núp này huống chi trong chỗ ẩn thân của hắn còn có bẫy dập và cơ quan đảm bảo không hề có chút sơ hở nào cho dù có người đuổi theo thì cũng sẽ sớm biết trước thế nhưng trước mặt thiếu niên độc nhãn tóc xanh vừa lạnh lùng vừa tà dị kia những biện pháp đó chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi triệu phong gần như không làm kinh động bất kỳ cơ quan bẫy dập nào lặng lẽ không chút tiếng động tiến vào nơi ẩn thân của hắn hình trang chủ cảm ứng được nguy cơ lúc vừa phát hiện triệu phong thì lập tức xuất hiện với tu vi tam trọng thiên thoát phàm cảnh của hắn cho dù đang bị trọng thương thực lực hao tổn thì đối phó với một tiểu bối nhất trọng thiên thoát phàm cảnh vẫn quá dễ dàng. Thế nhưng, ngoài dữ liệu chính là trước mặt thiếu niên tóc xanh này, hắn gần như không chống đỡ được mấy chiêu thì đã bị đối phương bắt giữ. Bị một thiếu niên nhất trọng thiên thoát phàm cảnh chính diện bắt giữ, bây giờ nghĩ lại, trong lòng hắn vẫn vô cùng khiếp sợ và giật mình. Dưới những câu hỏi mà mấy người đưa ra, hình trang chủ đều đáp hết, thậm chí còn kể lại đầu đuôi câu chuyện sự tình xảy ra vào mấy tháng trước. Lúc đó hình gia trang vẫn cô lập và lặng lẽ như trước. Trang chủ hình trình vẫn là tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, không thể nào đột phá được bình cảnh. Vào một hôm, hình trang chủ đuổi giết một hung thú đỉnh cấp đang gây nguy hại cho sơn trang, thì tình cờ phát hiện được ảo trận che giấu cứ điểm của Sích Nguyệt Ma giáo. Hình trang chủ cũng tinh thông đôi chút về trận pháp, từ đó về sau không ngừng hao tâm tổn trí tìm hiểu, cuối cùng thông qua sơ hở của ảo trận mà tiến vào trong động quật. Lúc đó ta vừa mừng rỡ vừa thấp thỏm không yên, sau khi tiến vào động quật, không ngờ lại bắt gặp hộ pháp huyết cương đà của Sích Nguyệt Ma giáo. Khi ấy, hộ pháp huyết cương đà vô cùng yếu ớt, chỉ vừa mới thức tỉnh, còn chưa phải là đối thủ của hình mỗ. Nhưng người này lại vô cùng xảo trá, dùng bảo tàng và bí mật trọng đại dẫn dụ, khiến cho hình mỗ bị mắc lừa. Nói đến đây, hình trang chủ không khỏi thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc hận. Câu chuyện tiếp theo, Triệu Phong cơ bản có thể đoán được. Hình trang chủ không cẩn thận chúng phải thi độc bị hộ pháp huyết cương đà áp chế. Từ đó về sau, Hình trang chủ phải nghe theo sự điều khiển của hộ pháp huyết cương đà, một phần là vì bảo vệ tính mạng, một phần khác là vì tăng cường tu vi của mình. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hình trang chủ đã đột phá bình cảnh, tấn chức Tam trọng thiên thoát phàm cảnh, từ đó lại càng khâm phục hộ pháp huyết cương đà hơn, thậm chí còn có lòng gia nhập Sích Nguyệt Ma giáo. Ôn dịch trong sơn trang từ đâu mà có, rát của có ý đồ gì? Từ chấp chất vấn, hình trang chủ vẻ mặt cay đắng nói: "Ôn dịch là dựa theo ý của hộ pháp đại nhân mà truyền bá ra." Mục đích là cung cấp máu huyết để luyện chế huyết tinh hoàn, sau đó hợp luyện thành huyết ngọc hoàn cao cấp hơn. Lấy ôn dịch làm mảnh lưới, dẫn dụ những cường giả thoát phàm cảnh khác của tương vân quốc đến đây. Dựa theo kế hoạch sẽ một mẻ hốt gọn các ngươi, huyết ngọc hoàn cũng sẽ hợp luyện thành công. Đến lúc đó, thương thế của hộ pháp đại nhân sẽ thuyên giảm một hai pha, thực lực tăng lên tới ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, khi đó sẽ rời khỏi động quật, đi tìm di chỉ khác của ma giáo sau khi biết được chân tướng cuối cùng trong lòng bốn người ở đây liền phát lạnh thầm đổ mồ hôi một phen nhiệm vụ hình gia trang không ngờ lại là một miếng ngồi nhử đáng sợ chuyên nhằm vào đệ tử chấp hành nhiệm vụ tông môn cuối cùng độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này rất lớn ít nhất cũng trên cấp 4, thậm chí ngay cả nguyên trí và tuyền thần đã âm mưu từ trước cũng không dự liệu được triệu phong phân tích trong nhiệm vụ lần này dường như tình báo đã che giấu bất tính nguy hiểm của nhiệm vụ trước bọn hạn đã có rất nhiều cường giả thoát phàm cảnh của tương vận quốc tới viện trợ, tất cả đều thần bí mất tích, chân tướng thực sự là dùng để luyện chế huyết tinh hoàn. Tính nguy hiểm của nhiệm vụ thực ra còn lớn hơn so với tưởng tượng, ít nhất là lớn hơn nhiệm vụ cấp 3. Nguyên trí và tuyển thần đã che giấu đi những yếu tố này, lợi dụng thủ hạ là lĩnh đội Hoàng Vân, đồng thời cố ý sắp xếp hai người có ân oán với Triệu Phong, là Từ Chấp và Tiêu Vẫn trong đội. Có thể đoán được, ba người Hoàng Vân, Từ Chấp và Tiêu Vẫn, trong quá trình chấp hành nhiệm vụ sẽ chèn ép và trả thù Triệu Phong, thậm chí còn ném đá xuống giếng. Trong đó, Hoàng Vân trực tiếp nghe theo lời đệ tử chân truyền nguyên trí, mục đích là muốn tìm cơ hội diệt trừ Triệu Phong. Lâm Phàm rất không may, bị liên lụy, cho nên cũng được phân vào nhiệm vụ này. Mấy người ở đây đều không phải người ngu, sau khi kể rõ tiền căn hậu quả, chân tướng dần dần nổi lên khỏi mặt nước. May mắn chính là trong lúc chấp hành nhiệm vụ, Triệu Phong vẫn khống chế được đại cục, tìm cách tránh né nội đấu, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng dẫn dắt mọi người lập được nhiều đại công. Lâm Phàm, Tiêu Vẫn, hai người các ngươi mau trở về Thiên Nguyệt Sơn báo tin cho cao tầng của tông môn. Ta và Triệu sư đệ tạm thời sẽ trấn thủ động quật này và giam giữ tù binh." Phó lĩnh đội từ chấp lên tiếng. "Hắn và Triệu Phong đã thương nghị cho nên mới ra quyết định này. Sau khi Hoàng Vân chết đi, Triệu Phong đã trở thành hạch tâm linh hồn trong đội ngũ, mọi người vừa cảm kích lại vừa thần phục hắn. Bởi thực lực của Lâm Phàm và Tiêu Vẫn đều tương đối thấp, cho nên mới để bọn họ làm chân chạy trở về hiểu Nguyệt Tông báo tin. Thực lực của Triệu Phong và Từ Chấp mạnh hơn một chút, cho nên lưu lại tọa trấn cứ điểm của Sích Nguyệt Ma giáo, đồng thời trông giữ tù binh. Trong thời gian chờ đợi, Triệu Phong và Từ Chấp lại kiểm tra trong động quật, tìm được một số nguyên tinh thạch và thiên tài địa bảo. Mắt trái của Triệu Phong có thể nhìn xuyên cả đá tảng, lại rất nhạy cảm với nguyên khí thiên địa, cho nên đã tìm được không ít đồ tốt. Tổng cộng phát hiện 123 khối nguyên tinh thạch hạ phẩm. 98 loại thiên địa tài bảo, hơn trăm mảnh tàn phiến thần binh phẩm cấp. Hai người Triệu Phong liền phân loại những chiến lợi phẩm này. Những chiến lợi phẩm này quả thực rất khả quan. Nguyên tinh thạch đạt tới hạ phẩm, mỗi một khối đều tương đương với 100 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. 23 khối nguyên tinh thạch cũng tương đương với 2.300 nguyên tinh thạch thứ phẩm. Những thiên địa tài bảo và tàn phiến thần binh phàm cấp còn lại cũng có giá trị xa xỉ, dựa theo giá thị trường thì ít nhất cũng trên trăm khối nguyên tinh thạch, cũng tương đương với hơn vạn khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. Ha ha, Triệu sư đệ, lần này chúng ta phát tài rồi." Từ chấp quá đỗi vui mừng hét lên. Những chiến lợi phẩm này đối với tiểu đội 4 người mà nói, có thể xem như là một khối tài sản cách xù. Phải biết rằng, bổng lộc mỗi tháng của đệ tử nội môn bình thường đều chỉ có 10 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. Cho dù là chia theo bình quân thì Triệu Phong đoán chừng mình ít nhất cũng có thể nhận được 30 khối nguyên tinh thạch hạ phẩm, đây chính là nguyên tinh thạch ẩn chứa thiên địa tinh phách rất tinh thuần và hùng hậu, có ích rất lớn đối với việc tu luyện. Đối với những chiến lợi phẩm này, Triệu Phong cũng không quá lo lắng. Điều khiến hắn thực sự cảm thấy khó giải quyết chính là thanh kiếm gãy huyết sắc linh cấp kia. Thần binh linh cấp có giá trị không thể tưởng tượng nổi, cho dù là ở trong tông môn cũng là trấn sơn chi bảo. Thanh kiếm gãy huyết sắc này giữ lại trong tay cũng không hề có tác dụng, ngược lại còn là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Triệu Phong đang suy nghĩ nên làm thế nào để lợi ích hóa thanh kiếm gãy huyết sắc này, một cách tốt nhất Mấy ngày sau, Tiêu Vẫn và Lâm Phàm đã trở về tông môn, đồng thời đem tin tức và cứ điểm Sích Nguyệt Ma giáo báo lên cao tầng tông môn. Chuyện này lập tức khiến Hiểu Nguyệt tông chấn động. Sích Nguyệt Ma giáo vào 100 năm trước là một thế lực to lớn, gần như quét ngang cả đại lục, uy danh của nó chấn nhiếp toàn bộ thế giới tông môn, tất cả mọi người đều kiêng kỵ và sợ hãi khi nhắc tới nó. Hiểu Nguyệt tông chẳng qua chỉ là một tiểu tông phái bất nhập lưu trên đại lục Thanh Hoa, đứng trước mặt loại cự phách này, quả thật nhỏ bé như con sâu cái kiến. Hiện nay, phát hiện được một tiểu cứ điểm của Sích Nguyệt Ma giáo trong phạm vi thế lực của Hiểu Nguyệt Tông, chuyện này há có thể không khiến mọi người kinh hãi. Ngay trong ngày nhận được tin tức này, mấy vị trưởng lão của Hiểu Nguyệt Tông đã dẫn theo một đám đệ tử tinh nhuệ, tiến thẳng tới Hình Gia Trang. Hai người Triệu Phong ở trong Sích Nguyệt Ma Quật, trấn thủ 4 năm ngày, cũng không phát hiện chuyện gì dị thường tối ngày hôm đó, nhân mã của Hiểu Nguyệt Tông đã tới kịp. Dù khoảng cách khá xa, nhưng Triệu Phong vẫn cảm nhận được ba luồng uy áp tinh thần to lớn khiến nguyên khí thiên địa chấn động bao trùm cả xích nguyệt động quật. Bái kiến trưởng lão, Triệu Phong và Từ Chấp vội vàng đứng dậy hành lễ. Ba người vừa đến đều là cao nhân chân linh cảnh. Một người trong đó là một lão giả tóc bạc, mặc trường bào cổ tùng khí tức linh giật tuyệt trần, phảng phất như thần tiên, toàn thân vườn quanh một tầng gió xanh, nhu hòa sáng ngời, rất nhanh thu liễm. Trong ba cường giả chân linh cảnh, khí tức của người này là cường thịnh nhất. Nhìn người này, tâm thần Từ Chấp đột nhiên run lên, lắp bắp, đại, Đại trưởng lão. Đại trưởng lão ở trong tông môn có địa vị tối cao, nói đơn giản một chút thì người này chính là đệ nhất trưởng lão. Trong Hiểu Nguyệt tông địa vị của đại trưởng lão thậm chí có thể sánh ngang với tông chủ. Bên tay trái của đại trưởng lão là một nam tử mặc áo bào màu vàng bế nghệ, như một vị võ thần, toàn thân vườn quanh một tầng ánh sáng màu vàng người này khiến Triệu Phong cảm thấy rất quen mắt, liền nhớ ra, lúc mình khảo sát tư chất ở sơn môn, vị tiết trưởng lão mặc áo bào vàng này đã từng xuất hiện tiết trưởng lão này chính là sư tôn của khổng nguyên hạo có tư chất linh thể dị loại bên tay phải là một nam tử tuấn mỹ cao gầy một thân áo trắng không nhiễm bụi trần vừa nhìn vị trưởng lão tuấn mỹ mặc áo bào trắng này mắt trái của triệu phong đột nhiên nhảy lên vị trưởng lão chân linh cảnh trẻ tuổi nhất trong hiểu nguyệt tông thân phận của đối phương lập tức lộ ra vân hải chân nhân tâm thần triệu phong thầm run sợ sau khi hít sâu một hơi liền ép bản thân chấn định lại hắn đã lường trước việc sẽ có ngày chạm mặt vân hải chân nhân chẳng qua không ngờ lại sớm như vậy đại trưởng lão tiết trưởng lão vân hải chân nhân ba đại trưởng lão dẫn đầu nhân mã tinh nhuệ tiến quân thần tốc lập tức xâm nhập xích nguyệt động quật trong đám người triệu phong còn một vài thân ảnh quen thuộc ví dụ như nguyên trí tuyền thần sư tôn nguyên trí và tuyền thần đi tới bên cạnh vân hải chân nhân đệ tử tông môn liền khống chế toàn bộ xích nguyệt động quật sau đó dần dần mở rộng phạm vi điều tra hình trang chủ bị dẫn độ tới trong lòng vô cùng run sợ, ba đại cường giả chân linh cảnh bắt đầu đặt câu hỏi. Trước mặt cao nhân chân linh cảnh, hình trang chủ gần như không thể nói dối được chút nào, đều trả lời mọi câu hỏi hết sức chi tiết. Triệu Phong, Từ Chấp, Tiêu Vẫn, Lâm Phàm là những người tham gia nhiệm vụ, đồng thời còn khai quật được xích nguyệt động quật, cho nên cũng không thể thiếu được một phen hỏi thăm. Trong đó, Triệu Phong lại càng là đối tượng được truy hỏi trọng điểm. Thứ nhất, Triệu Phong là người phá vỡ được ảo trận che giấu lối vào thứ hai triệu phong là người duy nhất tận mắt nhìn huyết thi ngân văn đào tẩu thứ ba toàn bộ quá trình và chi tiết nhiệm vụ chỉ có hắn là rõ nhất nói cách khác chuyện người ta nhìn triệu phong cũng nhìn mà những chuyện người ta không nhìn hắn lại nhìn đặc biệt là lúc cuối khi những người còn lại đều ngất đi chỉ có một mình triệu phong là đối kháng với huyết thi ngân văn triệu phong trần thuật như sau huyết thi ngân văn vào thời khắc mấu chốt đột nhiên vết thương cũ tái phát bị mình may mắn đánh lui triệu phong Tu vi của ngươi trong tiểu đội là thấp nhất, tại sao chỉ có mình ngươi là kiên trì tới cuối cùng? Tại sao ngươi có thể ngăn cản được thi độc? Dựa vào cái gì mà công lao của ngươi lại lớn nhất, thậm chí còn khống chế được cục diện? Hơn nữa, sau cuộc chiến, tất cả mọi người đều trọng thương, chỉ có ngươi là bị thương nhẹ. Nguyên trí ở sau lưng Vân Hải chân nhân lạnh lùng cười một tiếng, bộ dạng hùng hổ dọa người, uy áp tinh thần cường đại như một tòa núi lớn ép tới. Lần này vừa nói ra, trong mắt ba vị trưởng lão đều lóe lên tinh quang đúng vậy trên người triệu phong qua thật có rất nhiều điểm đáng ngờ dưới ánh mắt chăm chú của mọi người triệu phong vẫn bình tĩnh lạnh nhạt nói một câu nguyên nhân rất đơn giản ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé nguyên nhân rất đơn giản dưới sự chất vấn của đệ tử chân truyền nguyên trí và sự quan sát của ba đại trưởng lão ngữ khí của triệu phong vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng như trước mọi người ở đây đều có chút ngoài dự liệu trong ba đại trưởng lão đại trưởng lão và tiết trưởng lão mặc áo bào màu vàng đều không khỏi lộ ra một tia hứng thú nhiều năm qua có rất ít đệ tử cấp thấp có thể chấn định tự nhiên như vậy trước mặt trưởng lão chân linh cảnh dưới ánh mắt sáng rực như bó đuốc và áp bách tinh thần nghiêm túc của ba đại trưởng lão mọi lời nói dối trước mặt bọn họ đều phẳng phất như băng tuyết gặp lửa mạnh triệu phong trên người ngươi có rất nhiều điểm đáng ngờ nếu có dấu điểm bất kỳ điều gì thì cũng khó mà thoát khỏi ánh mắt của chúng ta vân hải chân nhân một thân áo bào trắng tuấn mỹ dị thường ánh mắt sắc bén mặt không biểu tình nhưng trên người lại phát ra một luồng uy áp xâm nghiêm to lớn quả thực trên người triệu phong có rất nhiều điểm đáng ngờ hắn chỉ có tu vi nhất trọng thiên chân linh cảnh thế nhưng lại là người thoải mái nhất trong quá trình làm nhiệm vụ đồng thời cũng là người đánh lui hộ pháp huyết cương đà ở đây chỉ có mình hắn là trải qua toàn bộ quá trình không hề để sót bất kỳ một chi tiết nào lúc này trong động quật vô cùng yên tĩnh dường như ngay cả không khí cũng bị khí tức của ba đại cường giả chân linh, cảnh làm cho đông cứng. Tất cả mọi người đều đang chờ Triệu Phong nói ra đáp án. Tuyền thần ở sau lưng Vân Hải chân nhân lộ vẻ hả hê. Triệu Phong này xuất thân hèn mọn, dưới sự chất vấn của trưởng lão và đệ tử chân truyền, chỉ cần có chút sai lầm thì đều có thể rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Tại sao lúc đối kháng với huyết thi, chỉ có ta là có thể kiên trì đến cuối cùng? Tại sao chỉ có ta là kháng cự được thi độc? Tại sao công lao của ta lớn nhất? từ đầu tới cuối vẫn khống chế cục diện. Tại sao tất cả mọi người đều trọng thương, chỉ có ta là hơi chảy sức nhẹ? Tất cả những điều này chỉ có một đáp án. Thanh âm của Triệu Phong vang vọng như tiếng ngọc rơi, trung khí mười phần, dương cương hữu lực. Mọi người đều sững sờ, có chút không theo kịp tiết tấu của hắn. Mấy người Lâm Phàm đều có cảm giác không thể thở dốc kịp, bởi vì trong tiểu đội này, ta là mạnh nhất. Ánh mắt Triệu Phong chớp động lợi hại, chỉ bằng mấy chữ đơn giản nhất đã biểu đạt thay cho câu trả lời. Nguyên nhân tại sao? Bởi vì ta mạnh nhất. Vì sao ta có thể kiên trì tới đến cuối cùng? Bởi vì ta mạnh nhất. Vì sao chỉ có ta là có thể ngăn cản được thi độc? Bởi vì ta mạnh nhất. Tất cả vấn đề chỉ dùng năm chữ là có thể giải quyết được dễ dàng. Bởi vì ta mạnh nhất. Triệu Phong 10 phần nắm chắc, cho dù mình thể giải thích được những điểm đáng ngờ đó, thì đối phương khẳng định sẽ dựa trên cơ sở đó để phát huy thành vô số vấn đề gây khó dễ, dưới ánh mắt của ba trưởng lão chân linh cảnh, chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ lộ ra điểm đáng ngờ thậm chí bại lộ bí mật mắt trái của mình bởi vì ta mạnh nhất sau khi mọi người nói ra đáp án ngắn gọn này tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy tâm thần chấn động đặc biệt là thần sắc ba người từ chấp lâm phàm tiêu vẫn đều trở nên phức tạp nghĩ đến đủ loại biểu hiện của triệu phong trong lúc chấp hành nhiệm vụ lập tức cảm thấy không có gì để phản bác ngược lại càng nghĩ lại càng tâm phục triệu phong từ đầu đến cuối đều có thể khống chế cục diện không chỉ bởi vì hắn luôn tỉnh táo suy nghĩ thông suốt mà còn bởi một nguyên nhân trọng yếu khác, đó là thực lực mạnh mẽ. Thực lực mới là trụ cột trong thế giới tông môn này. Thực lực có thể đại biểu cho tất cả, cho nên triệu phong mới trả lời như thế, nói khoác không biết ngượng. vân hải chân nhân hừ lạnh một tiếng, ha ha, nguyên trí và tuyền thần nhìn nhau cười ha ha. vẻ mặt đại trưởng lão và tiết trưởng lão cũng lộ ra dị sắc, không ngờ triệu phong lại dùng phương thức ngắn gọn này để trả lời vấn đề nhìn biểu lộ của ba người lâm phàm và hình trang chủ ở cách đó không xa đại trưởng lão cũng không khó nhìn ra có lẽ chân tướng thực sự là như vậy nếu như thực lực của triệu phong ở trong tiểu đội này là mạnh nhất vậy thì tất cả điểm đáng ngờ đều bị xóa sạch lúc này ba đại trưởng lão đều nhìn nhau trao đổi ánh mắt đạt tới cấp độ như bọn họ thông qua linh thức là có thể trao đổi xong cuối cùng chỉ có tuyển thần là từ trong mấy người đứng ra chủ động xin giết giặc triệu phong nghe nói lúc cuối cùng, chỉ có một mình ngươi kiềm chế hộ pháp huyết cương đà, có việc này không? Tuyển thần tự tin nói. Đúng vậy. Triệu Phong biết việc tuyển thần có thể đứng ra chất vấn, chính là bởi vì hắn đã nhận được sự ngầm đồng ý của ba đại trưởng lão. Tiếp theo, hẳn sẽ là tiết mục nghiệm chứng thực lực chân chính của mình. Hộ pháp huyết cương đà có thực lực như thế nào? Tuyển thần tiếp tục nói. Thực lực tiếp cận tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, thế nhưng xét đến việc đối phương trọng thương và tứ chi cứng nhắc không linh hoạt, ít nhất cũng tương đương tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong triệu phong bình tĩnh nói mọi người đều không hề dị nghị gì đối với phân tích của hắn bình thường thận thể trải qua thí luyện các phương diện như lực lượng công kích thậm chí tốc độ đều có thể rất mạnh thế nhưng tính linh hoạt lại bị suy giảm dù sao thì người thí luyện cũng không phải là sinh linh trọn vẹn thậm chí cũng không có công pháp hoàn mỹ chính thức nhưng trên thực tế triệu phong đã tận lực hạ thấp thực lực của hộ pháp huyết cương đà xuống một chút bởi vì hộ pháp huyết cương đà có thể phóng thích thi độc thần bí, dưới tư trọng thiên thoát phàm cảnh, gần như không thể nào ngăn cản. Hơn nữa, vào thời khắc cuối cùng, hộ pháp huyết cương đà đã bộc phát lực lượng gần như, vượt qua cấp độ tam trọng thiên chân linh cảnh. Tam trọng thiên đỉnh phong. Ha ha, vậy thì tốt lắm. Tu vi của tuyển mỗ vừa vặn là tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Nếu như ngươi có thể kiềm chế hộ pháp huyết cương đà trong giây lát, như vậy thì chỉ cần có thể kiên trì được 10 chiêu không bại trong tay tuyển mỗ, mọi người sẽ thừa nhận thực lực của ngươi ánh mắt của tuyền thần đột nhiên lóe lên trong lời nói của hắn lộ ra một sự tự tin vô cùng mạnh mẽ trước kia hắn đã từng xâm nhập vào quận quảng lăng dẫm nát toàn bộ cường giả trong quảng lăng phủ dưới chân thậm chí còn đánh bại sư tôn quảng quân hầu trước mặt đám người triệu phong bây giờ đối diện với đệ tử của bại tướng dưới tay mà đối phương còn là một tiểu quỷ có tu vi thấp hơn mình hai trọng thiên tuyền thần lại càng không để triệu phong vào mắt lời của ngươi có thể đại biểu cho mọi người thậm chí có thể đại biểu cho trưởng lão sao?" Triệu Phong cười lạnh, dường như khinh thường ra tay. "Có thể." Vân Hải chân nhân kiệm lời như vàng thanh âm lạnh lẽo đến thấu xương tủy. Đại trưởng lão và Tiết trưởng lão cũng khẽ gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ đã có cùng một ước định. Tu vi của Tuyền Thần vừa vặn là Tam trọng Thiên Thoát phàm cảnh đỉnh phong, thực lực cũng tương đương với Hộ Pháp huyết cương đà. Rất thích hợp để nghiệm chứng Triệu Phong. "Tốt, vậy bắt đầu thôi." Thân hình Triệu Phong nhoáng lên một cái nhảy tới bên cạnh huyết trì lạnh nhạt nói nơi này chính là nơi mà ta và huyết cương đà đánh nhau địa hình ở chỗ cũ những nhân tố khác cũng vừa vặn phù hợp với tình hình lúc đó lúc này mọi người ở trên sân xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều trong đó còn có trương lão của tông vụ đường ông ta có chút lo lắng nhìn về phía triệu phong triệu sư đệ chiêu thứ nhất bắt đầu tuyền thần vừa dứt lời bàn tay vẽ lên không trung một cái một đạo ánh sáng hàn nguyệt dài vài thước bắn về phía triệu phong như thiểm điện đạo ánh sáng hàn nguyệt này giống như đao phong băng nhận công kích còn chưa đến mà hàn khí lạnh thấu xương đã tản ra khắp nơi ba người từ chấp ở cách đó khá xa cũng cảm thấy dùng mình một cách khó hiểu tuyền thần sư huynh thi triển công pháp phẩm phẩm thượng cấp hàn nguyệt quyết một kích hàn nguyệt quang ngân này cho dù là ta cũng không thể ngăn cản nổi hô hấp của từ chấp trở nên gấp gáp dường như đang thử thay thay mình vào vị trí của triệu phong hàn nguyệt quyết công pháp phẩm phẩm thượng cấp tuyền thần vừa ra tay đã thi triển công kích mạnh mẽ dưới tam trọng thiên thoát phàm cảnh, gần như không có khả năng ngăn cản được. Huyễn ngư hóa thân. Triệu Phong linh động giống như một con huyễn ngư, mắt thường không thể phân tích được lộ tuyến biến ảo của nó, cảm giác nó gần trong gang tấc, nhưng trên thực tế lại cách biệt rất xa. Trong khoảnh khắc thân pháp khẽ động, tinh quang trong mắt ba vị trưởng lão liền lóe lên. Phụt phụt. Hàn Nguyệt quang ngân xẹt qua cách người Triệu Phong một thước, một kích thất bại. Mà Triệu Phong dường như vẫn đang đứng yên tại chỗ. Thân pháp thật cao minh, mọi người đều kinh hô, không ít người còn trầm trồ khen ngợi. Không ngờ tiểu tử này đã lĩnh ngộ Huyễn Ngư đổ đến cấp độ như vậy, vừa rồi, hắn đã sử dụng nguyên lý giống như ánh sáng chiết xạ trong nước, khoảng cách nhìn bằng mắt thường và khoảng cách thực tế có chênh lệch nhất định. Vẻ mặt Trương lão tràn đầy kinh ngạc. Ở đây chỉ có ông ta là nhận ra lai lịch thân pháp của Triệu Phong. Vù vù, Tuyền Thần một tay vung lên, vài đạo hàn nguyệt quang ngân bay theo nhiều đường vòng cung quỷ dị, chém về phía Triệu Phong. Thân hình Triệu Phong linh động như cá, phát huy thân pháp mà mình lĩnh ngộ được tới cực hạn thiên phong chân lực trong cơ thể ẩn mà không phát ba chiêu đầu tiên đều bị triệu phong nhẹ nhàng tránh được điều này sao có thể tuyền thần lộ ra một tia kinh hãi hắn không thể tin nổi vài tháng trước tiểu tử này vẫn còn là một con sâu cái kiến tu vi bát trọng cổ thể cảnh không ngờ bây giờ đã phát triển đến mức có thể đối kháng với mình đôi chút đừng vội đắc ý vừa rồi ta chỉ phát huy sáu phần thực lực mà thôi tuyền thần vừa nói xong thân hình liền nhoáng lên một cái phẳng phất hóa thành ánh trăng, nhanh chóng tiếp cận Triệu Phong, lòng bàn tay xuất hiện nguyệt nhận ba văn, không ngừng dao động. Thiên Phong khí quyết, phá phong trưởng, thân pháp Triệu Phong vẫn linh động như cá, lại thúc dục chiêu thức bên trong Thiên Phong khí quyết. Thiên Phong khí quyết chính là phiên bản đơn giản hóa của Thiên Phong thần quyết, Triệu Phong vừa thi triển ra, cảnh giới hỏa hầu đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh, so ra cũng không hề thua kém phàm phẩm thượng cấp Hàn Nguyệt quyết, cảnh giới vốn không cao của Tuyền thần. Triệu Phong như cá xuyên qua kẽ hở của san hô, dùng cảnh giới chân lực và chiêu thức công kích cực cao của thiên phong khí quyết, dễ dàng ứng phó được một vài công kích của tuyển thần. Bốn chiêu, năm chiêu, sáu chiêu, chỉ trong giây lát, mười chiêu đã trôi qua quá nửa. Thân pháp và chân lực của Triệu Phong càng phát ra càng trôi chảy sắc bén, tu vi khí tức đạt tới nhất trọng thiên cực hạn. Thân pháp của tiểu tử này thật cổ quái, dường như có chút dấu vết của trận pháp trong đó. Đại trưởng lão nhíu mày, tạm thời không nhìn ra lai lịch thân pháp của Triệu Phong. Đại trưởng lão. Trương lão vẻ mặt cung kính đi tới trước mặt đại trưởng lão, thấp giọng nói vài câu. Thì ra là thế, không ngờ tiểu tử này lại có ngộ tính cao như vậy, dung hợp cả trận pháp vào trong tu hành võ đạo. Đại trưởng lão khẽ gật đầu mỉm cười, dùng linh thức truyền âm nói, "Trương sư điệt yên tâm, lão hủ sẽ theo lẽ công bằng xử lý, tuyệt đối không thiên vị bất kỳ kẻ nào." Nghe đại trưởng lão nói những lời này, Trương lão lập tức yên lòng, thầm nghĩ, Triệu Phong à, ta tối đa chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi, tiếp theo, phải xem ngươi có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích hay không. Triệu Phong, áo nghĩa thân pháp của ngươi quả thực cao minh, nhưng theo bổn trưởng lão được biết, tuy rằng thực lực của hộ pháp huyết cương đà đã bị hạn chế, nhưng cảnh giới chính thức ít nhất cũng là chân linh cảnh, làm sao có thể bị thân pháp của ngươi mê hoặc được. Vân Hải chân nhân đột nhiên nói chen vào. Dựa theo ước định ban đầu, Triệu Phong chỉ cần kiên trì qua 10 chiêu không bại trong tay Tuyền Thần mà thôi, không hề đề cập tới thủ đoạn triệu phong có thể liều mạng cũng có thể lựa chọn dây dưa không ngạnh kháng mà ý tứ của vân hải chân nhân lúc này dường như có ý ép triệu phong đi ngạnh kháng hiển nhiên là có chút làm khó dễ bởi vì mặc dù huyết cương đả có thể khám phá được ý cảnh thân pháp của triệu phong nhưng tính linh hoạt lại có hạn thực ra cũng không làm gì được triệu phong đại trưởng lão khẽ nhíu mày trên mặt lộ dị sắc vân hải chân nhân tại sao lại muốn làm khó dễ triệu phong lúc này triệu phong và tuyền thần đã giao phong đến chiêu thứ bảy chỉ còn lại ba chiêu cuối cùng sẽ như trưởng lão mong muốn thanh âm của triệu phong rất lạnh nhạt thiên phong chân lực lập tức được thúc giục đến cực hạn phong lôi trưởng tiếng trưởng kình nổ vang như lôi minh thanh thế cực lớn ầm ầm triệu phong thành công đối chiến với tuyền thần sau một kích này thân hình hai người nhanh chóng thối lui một màn này liền khiến mọi người trên sân đều khẽ giật mình cơ hội tốt để tiến cấp là đây Triệu Phong chỉ cảm thấy khí huyết chân lực trong cơ thể hàm xúc, mơ họ có dấu hiệu đột phá điểm cực hạn, dược lực còn sót lại do mấy ngày trước phục dụng huyết tinh hoàn, liền được hấp thu tiêu hóa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lập tức, 10 chiêu ước định đã tới chiêu thứ 8. Chỉ còn 2 chiêu cuối cùng. Phần lớn người đang quan sát tại nơi này đều ngừng hô hấp hết sức chăm chú. Ba người từ chấp cũng cảm thấy tâm thần chấn động, cho dù là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bọn họ cũng chưa từng qua thực lực chân chính của triệu phong không ngờ hắn lại mạnh mẽ đến như vậy vân hải chân nhân một thân áo trắng tuấn mỹ trên mặt cũng lần đầu tiên lộ ra một tia ngưng trọng tàn nguyệt chi nhận tuyền thần hít sâu một hơi trong mắt bắn ra thần quang chân lực toàn thân ngưng tụ đến mức cực hạn lập tức ngưng hiện ra một thanh nguyệt khí liêm đao hình vòng cung dài hơn một trượng trong nháy mắt đó không khí xung quanh liền kịch liệt run rẩy bên ngoài nguyệt khí liêm đao dày đặc hàn khí phong mang lập lòe, phảng phất như một thanh tử vong chi nhận, chém hết toàn bộ tất cả sinh linh muốn cản đường. Một chiêu này, hiển nhiên chính là đòn công kích sát thủ của tuyển thần, bình thường chỉ trong khi làm nhiệm vụ, gặp phải cường giả cung cấp và muốn dồn đối phương vào tử địa, thì hắn mới sử dụng chiêu này. Tới rất hay. Triệu phong hét lớn một tiếng, đem phong lôi trưởng thúc dục đến cực hạn, nhất thời, gió bắt đầu dẫn phát lôi minh, tiếng vang ầm ầm không ngớt. Phong lôi yên diệt, Triệu Phong đánh ra một trưởng lôi đình, lôi Minh và Phong mang dích gào, vạn vẹo cùng một chỗ. Bên trong trưởng lực kình phong có lôi điện chớp động, sinh ra lực tàn phá hủy diệt rất mạnh. Phành phành phành, không gian giữa hai người lại sinh ra tiếng nổ vang như bị bạo liệt. Lúc này chân lực của Triệu Phong gần như đã vượt qua cực hạn nhất trọng thiên, uy lực của Phong lôi trưởng lại càng tăng lên. Bịch bịch, thân hình Triệu Phong liền lui lại mấy bước, Tuyên Thần thì đứng yên tại chỗ. Hàn Nguyệt chi nhận trên tay đã không còn nguyên vẹn, sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại thoạt nhìn tuyền thần hơi chiếm thượng phong bởi dù sao thì tu vi của hắn cũng cao hơn hai trọng lại còn thi triển công pháp phàm phẩm thượng cấp trong lòng triệu phong thẩm nghĩ uy lực của phong lôi trưởng không hề thua kém công pháp phàm phẩm thượng cấp thậm chí thanh thế còn đáng sợ hơn thế nhưng bị tu vi của mình hạn chế chỉ có thể thi triển thiên phong khí quyết bị giáng cấp mà thôi thiên phong khí quyết chính là phiên bản đơn giản hóa của thiên phong thần quyết mà hắn chủ tu cho dù hòa hầu có đạt tới lô hòa thuần thanh cảnh giới rất cao nhưng uy năng vẫn còn hơi kém dù vậy biểu hiện của triệu phong vẫn khiến mọi người ở đây đều phải rung động ba đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau vượt hai cấp khiêu chiến đây quả là điều khó có thể tưởng tượng nổi phong lôi trưởng không hổ là công pháp cấm kỵ kẻ này thậm chí còn tu luyện tới tầng thứ ba ngộ tính bực này quả thực kinh người chỉ tiếc là tiết trưởng lão có chút tiếc hận mà nói phong lôi trưởng hắn chính là tên tiểu tử mà lần trước đã đến lũ không lâu trên mặt đại trưởng lão lộ ra dị sắc, bất giác hừ lạnh một tiếng. Lần trước ở lũ không lâu, thái độ của Triệu Phong rất kiêu căng, gần như bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của ông ta, cố chấp lựa chọn phong lôi trưởng. Chẳng qua ngẫm lại thì người tu luyện phong lôi trưởng, không có ai là người bình thường cả, cho nên đại trưởng lão cũng không quá để chuyện này trong lòng. Chỉ còn lại một chiêu cuối cùng, một vài đệ tử xung quanh đều kinh hô một tiếng. Hai người trên sân, đứng xa xa rằng co, tuyển thần âm thầm kêu khổ, lúc này hắn mới phát hiện, ước hẹn 10 chiêu dường như có chút ngông cuồng, thế nhưng hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Bán nguyệt chi nhận, trên mặt Tuyền Thần lộ vẻ ngoan độc tàn nhẫn, trên cánh tay lại lần nữa khôi phục tàn nguyệt chi nhận, thậm chí lực lượng còn mạnh hơn trước, dưới sự vận chuyển kinh người của chân lực, gân xanh toàn thân đều nổi lên. Chỉ trong giây lát, uy lực của tàn nguyệt chi nhận gần như đã tăng lên gấp đôi. Triệu Phong cũng cảm nhận được nguy cơ lớn lao, lực công kích của bán nguyệt chi nhận vượt qua cực hạn mà bản thân có thể thừa nhận, Trừ phi mình thi triển ra lực lượng huyết mạch truyền thừa, không tốt, một chiêu này nếu không cẩn thận sẽ gây ra tai nạn chết người. Tiết Trưởng lão biến sắc, lực lượng chân linh trong cơ thể chậm rãi khởi động. Tiết Trưởng lão, lúc Triệu Phong đối mặt với hộ pháp huyết cương đà, cũng là trong tình huống chém giết sinh tử, chỉ e so với bây giờ còn nguy hiểm gấp mấy lần. Thanh âm nhàn nhạt của Vân Hải chân nhân đột nhiên vang lên trong đầu Tiết Trưởng lão. Tiết Trưởng lão hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía trưởng lão trẻ tuổi nhất trong gần ngàn năm qua của Hiểu Nguyệt Tông. Trong giây lát ông ta sững sờ, giao phong trên sân đã trở nên hết sức căng thẳng. Cho dù là Tiết trưởng lão thì cũng không kịp ra tay nữa. Đại trưởng lão nhắm hai mắt lại, cũng không hề có ý ra tay. Dưới áp lực chưa từng có, chân lực trong cơ thể Triệu Phong được thúc dục đến cực hạn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ năng thân thể của hắn phát ra sinh mệnh lực cường đại, nghiền ép ra tiềm lực lớn lao. Oanh Triệu Phong chấn động toàn thân, tính mạng cơ thể phát ra vô hạn tiềm năng, phảng phất như có một bước nhảy vọt về chất, loại cảm giác này giống như được lực lượng huyết mạch ra trì vậy. Nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, đã thành công đột phá rồi. Thoát phàm cảnh có 7 trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều là một lần thân thể lột xác, trải qua 7 lần lột xác sẽ đạt tới cấp độ chân linh vượt qua sinh linh bình thường. Phong lôi cuồng long. Triệu Phong hét lớn một tiếng, vượt cấp thi triển một chiêu đáng sợ trong phong lôi trưởng, bây giờ hắn đã đột phá nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, sinh mạng cơ thể bộc phát tiềm năng cường đại, dù vậy thì vẫn phải miễn cưỡng vượt cấp thi triển, bởi vì theo lý thuyết thì một chiêu này cần phải có tu vi tứ trọng thiên. Rít. Trong nháy mắt trưởng lực của Triệu Phong đánh ra, một trận gió lốc màu xanh uốn éo giống như một đầu xà long, lôi minh cuồn cuộn, mơ hồ có thể nhìn một vài tia điện quang, khí thế như cuồng long, hủy diệt hết tất cả. Ầm ầm. Vách núi lắc lư dữ dội, tầng đất đá dưới mặt đất bong thành từng mảng, đậy chính là cứ điểm của Sích Nguyệt Ma giáo, được xây dựng bằng chất liệu vô cùng cứng rắn, nếu đổi lại là khu vực bình thường thì e rằng đã bị nổ thành một cái hố lớn rồi. Một khắc này chính là thời khắc Bán Nguyệt chi nhận và Phong Lôi cùng Long đọ lực với nhau. Nửa nhịp hô hấp sau, Bán Nguyệt chi nhận đứt gãy thành từng khúc, Phong Lôi cùng Long cũng chia năm xẻ bảy. Hai đạo thân hình đồng thời bạo lui mấy trượng, thoát ly khỏi khu vực bị lực lượng khổng lồ cắn trá lực lượng cắn trà này hình thành một trận gió lốc hỗn loạn, bao phủ khắp toàn trường, uy năng của nó thậm chí đủ để xé nát tứ trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường. Không tốt. Vẻ mặt Tuyền Thần có chút bối rối, thần sắc của Triệu Phong không hề thay đổi, cũng không có ra tay. Chấn. Tiết trưởng lão há miệng phun ra một luồng lực lượng chân linh vô hình, từ hư không hàng lâm. Trận gió lốc bên dưới lập tức tan biến. Sóng dư âm chân lực trên sân cũng nát bấy trong khoảnh khắc, tiêu biến trong hư không trưởng lão chân linh cảnh há miệng phun ra một cái lập tức chấn nhiếp cơn lốc khủng bố cắn trá điều này khiến triệu phong chính thức cảm nhận được cấp độ lực lượng của chân linh cảnh đối phương đã thoát ly khỏi phạm chủ nhân loại bình thường tấn chức chân linh hai người triệu phong và tuyền thần sau khi ước chiến đều thương tổn đôi chút nhưng cũng không có gì trí mạng sắc mặt của tuyền thần hết sức âm trầm vô cũng không cam lòng ngay cả quảng quân hầu cũng bị mình giẫm nát dưới chân vậy mà lại bị đệ tử của đối phương nhiều lần khiến cho kinh ngạc và nhục nhã mấy lần trước đều là gián tiếp dùng thực lực chèn ép thất bại thì cũng bỏ đi nhưng lần này là hắn trực tiếp ra tay cuối cùng thậm chí còn thi triển bán nguyệt chi nhận thế mà lại không làm gì được đối phương khiến cho tuyển thần cảm thấy phiền muộn nhất chính là dưới sự áp bách của mình không ngờ đối phương lại được thúc đẩy tiến bộ nhất cử đột phá nhị trọng thiên thoát phàm cảnh thoát phàm cảnh có bảy trọng thiên mỗi một trọng thiên đều là một đường ngăn cách rất nhiều người cả đời đều chỉ dừng lại ở một bình cảnh nào đó ví dụ như quảng quân hầu chẳng hạn thế nhưng, trong hoàn cảnh sinh tử, hoặc dưới áp lực lớn lao, người ta vẫn có thể thành công đột phá. Mười chiêu đã qua, đa tạ. Triệu Phong nhàn nhạt nói. Trong mười chiêu này, hắn thật sự có thể chống lại tuyển thần, nhưng tu vi của đối phương khá cao, chân lực lại thâm hậu, nếu không sử dụng át chủ bài khác mà vẫn tiếp tục giằng co, thì quả thật không lạc quan lắm. Sau khi tuyển thần kiểm tra xong, ba vị trưởng lão lại trao đổi ý kiến với nhau. Cuối cùng, đại trưởng lão lên tiếng, Triệu Phong, trong tiểu đội lần này, ngươi quá thật có thực lực mạnh nhất. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lại biểu hiện ra sự cơ trí tỉnh táo, giảm bớt thương vong của đội ngũ, rất đáng để biểu dương. Tiếp đó, ba đại trưởng lão đều đồng ý khen thưởng khen thưởng được chia làm hai phần. Phần đầu tiên là nhiệm vụ, thứ hai là phát hiện xích nguyệt ma giáo, bình an rút lui, báo cáo cho tông môn. Tại phương diện nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này đã tăng lên tới cấp 4. Cho nên, phần thưởng của tiểu đội đã tăng từ 100 nguyên tinh thạch thứ phẩm và 100 điểm tích lũy, lên tới 2.000 nguyên tinh thạch thứ phẩm và 2.000 điểm tích lũy. Bởi Triệu Phong có biểu hiện ưu dị, cho nên lại được ban thưởng thêm 1.000 điểm tích lũy cống hiến. Nói cách khác, Triệu Phong được trên 500 nguyên tinh thạch thứ phẩm, và tổng cộng 1.500 điểm tích lũy. Điểm tích lũy có tác dụng rất lớn trong tông môn, có thể dùng để hoán đổi công pháp, thần binh, linh đan, hoặc là dùng để mua sắm đồ được chiết khấu. Nếu có đủ điểm tích lũy, thậm chí còn có thể đề nghị một vài yêu cầu với tông môn ví dụ như để trưởng lão chỉ điểm mình tu luyện tóm lại có điểm cống hiến trong tông môn gần như là không gì không làm được ha ha đạt được nhiều nguyên tinh thạch thứ phẩm và điểm tích lũy như vậy thực lực của chúng ta nhất định sẽ tăng mạnh ba người từ chấp kích động không thôi ngoại trừ những ban thưởng của nhiệm vụ tông môn ra bọn họ còn có rất nhiều chiến lợi phẩm và thu hoạch phong phú trong xích nguyệt động quật nếu xử lý xong ban thưởng lại càng nhiều hơn Bên phía Triệu Phong thì được ban thưởng đại công, còn bên phía Tuyển Thần và Nguyên trí thì vẻ mặt tối tăm, phiền muộn tới cực hạn. Một lần làm nhiệm vụ mà nhận được nhiều nguyên tinh thạch như vậy, đặc biệt là điểm tích lũy của Triệu Phong còn đạt tới 1500, cho dù là đệ tử chân truyền cũng có chút hâm mộ. Triệu Phong ư? Tên tự nhiên kia không ngờ vẫn còn một vị đệ tử như vậy, cho dù thiên phú không cao, nhưng tiềm lực tương lai lại không nhỏ chút nào. Lúc ánh mắt của Vân Hải chân nhân quét qua người Triệu Phong, Chợt lộ ra một tia lãnh ý giác quan của Triệu Phong vô cùng linh mẫn, mơ hồ cảm nhận được lãnh ý và sự căm thù của cao nhân chân linh cảnh. Chẳng qua hiện nay, Vân Hải chân nhân vẫn chưa nảy sinh sát ý thực sự với hắn, thế nhưng nhất định là đối phương đã lưu ý và đề phòng. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, rất nhanh làm ra một quyết định. Ba vị trưởng lão, tiểu nhân còn có một chuyện muốn báo cáo. Triệu Phong đột nhiên hành lễ với ba vị trưởng lão. Tuy là nói vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm đại trưởng lão bởi vì bất luận là thân phận hay là trực giác hắn đều cho rằng đại trưởng lão này là người có thực lực mạnh nhất trong ba người ồ đại trưởng lão ra hiệu cho hắn nói triệu phong cũng không nói gì thận trọng lấy từ trên người ra một bao vải dầu mở bao ra bên trong lập tức xuất hiện hai kiện vật phẩm theo thứ tự là bản vẽ gia thú thanh kiếm gãy huyết sắc trong lúc vãn bối truy kích huyết cương đà trên người đối phương đã rơi xuống những vật này hiện tại xin dâng lên trưởng lão triệu phong trịnh trọng đặt hai vật lên mặt đất hai vật này vừa nhìn cũng đã cảm thấy không bình thường rồi đặc biệt là thanh kiếm gãy huyết sắc kia không ngờ lại phát ra một luồng khí thức linh tính mờ mịt khiến cho sắc mặt của ba vị trưởng lão đều biến đổi thần binh linh cấp tiếng hô hấp và tiếng tim đập của ba vị trưởng lão đều trở nên rồn rập đại trưởng lão đưa tay chạm vào thanh kiếm gãy huyết sắc tâm thần vừa chạm vào liền cảm nhận được một luồng sát ý huyết tinh giết chóc đáng sợ ập đến ông ta nhướng mày lòng bàn tay bắn ra một luồng chân lực mênh mông chấn nhiếp luồng khí tức trong thanh kiếm gãy huyết sắc xuống. Đây chỉ e chính là huyết nguyệt vệ linh kiếm, nổi danh vào mấy trăm năm trước, phẩm cấp tiếp cận linh cấp thượng phẩm. Cho dù bây giờ đã bị giáng cấp, thì vẫn có thể so với thần binh linh cấp hạ phẩm. Đại trưởng lão khẽ nói, huyết nguyệt vệ linh kiếm. Trong mắt tiết trưởng lão, và vân hải chân nhân đều lộ ra một tia động tâm và chờ mong cho dù là thân phận như bọn họ, thì cũng không có được một kiện thần binh linh cấp chính thức nào, về phần tấm bản đồ gia thú này, dựa vào chữ viết và hình vẽ, thì hẳn chính là một trong bốn đại truyền thừa của đại lục, địa đồ xích nguyệt truyền thừa. Bản đồ này xuất phát từ xích nguyệt, giáo chủ đạo uy chấn đại lục vô địch thủ vào mấy trăm năm trước. Tổng cộng có 108 phần, truyền lưu khắp nơi trên thế gian, mấy trăm năm qua đã có rất nhiều người nghiên cứu về nó. Thanh âm của đại trưởng lão hơi trầm thấp, ánh mắt sâu xa. Xích nguyệt truyền thừa. Sắc mặt của hai vị trưởng lão lại biến đổi. Với cấp độ của bọn họ, tự nhiên biết rõ xích nguyệt truyền thừa đại biểu cho cái gì nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha